tập 152 về sau núi Lạc Phách chỉ cần chính thức khai chi tán diệp rồi, đoán chừng sẽ hiện lên ra không ít đọc sách hạt giống. Thôi Đông Sơn quay đầu, hướng tiểu mễ Lạc hô, hữu hộ pháp kế dạ hàng thuyền sau đó, lại lập nhiều một môn đại công. Ban đầu ở dạ hàng thuyền bên kia, Trần Bình An một đoàn người bị ngô xương hàng đã đến cái ôm cây đợi thỏ, kết quả là tốt, chỉ là quá trình có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Sau đó nếu như không phải là tiểu mễ Lạc lanh lợi, lấy ngô xương hàng đạm mạc tính tình, tại đã đưa ra một bức lúc ấy dán điều kiện tiên quyết, không quá sẽ đưa ra món đó tiên binh phẩm chất chấn sơn chi bảo. Cái này bức lúc ấy dán, hôm nay liền treo ở Trần Bình An chỗ ở lầu trúc lầu một bên trong, trong đó kiềm khắc ở bảng chữ mẫu trên hai phe con dấu, cũng đã đã mất đi toàn bộ đạo vận, đổi thành này đầu thiên ngoại ma tu vi, một chữ một cảnh giới. Bảng chữ mẫu duy chỉ có còn lại một quả chữ ký, tâm như trên đời màu tím nhạt, như cũ huyền diệu. Tiểu mễ lạp nghe được bị mơ hồ, đều chẳng quan tâm vui vẻ rồi, gãi gãi đầu, hỏi, cái gì? Thế nào cái lại lập công à nha. Thôi Đông Sơn đem một đôi trục đầu đều thu nhập trong tay áo, chuẩn bị tay đem hai vật cùng đạo thư luyện hóa đúc nóng nhất thể, một lòng lưỡng dụng là được, không chậm trễ thôi Đông Sơn cùng Tiểu Mễ Lạp nói chuyện phiếm, trở lại tiểu sư huynh đã giúp ngươi cùng đại sư tỷ nói một tiếng, nhất định nhớ trên khoản này công lao. Tiểu Mễ Lạp đứng lên, một đường chạy đến cái bàn bên kia, tò mò hỏi, lão đạo trưởng đưa chúng ta đồ vật rất đắt tiền rồi hả? Chu Liễm cười gật đầu có thể đánh giá, hai chi họa quyển trục đầu rất có chút ít lâu lắm rồi, nếu như chỉ là cái kia bức đồ, tiểu mễ lạp vẻ mặt hưng phấn, cười ha ha nói, lão tiền bối là vị lão đạo trưởng, đưa ra lão già rất đắt tiền. Áo đen tiểu cô nương cũng không có vào xem lấy vui vẻ, nhìn về phía đường núi bên kia, gãi gãi mặt, nói khẽ, không hiểu được lúc nào lại đến làm khách, lão đạo trưởng tính khí, rất tốt đấy. Dù là thôi đông sơn đều muốn không phản bác được, vị này đông hải lão quan chủ tính bướng bỉnh có được hay không? đây chính là đỉnh núi công nhận đấy tiểu mễ lạp thu hồi ánh mắt gục xuống bàn cười hắc hắc nói lão đầu bếp ta lại lập được công cái kia chờ hảo nhân sơn chủ bọn hắn từ kinh thành trở về nhà ngươi giúp chúng ta làm bữa sở trường đấy phải là so với món ngon nhất rất tốt ăn biết hay không biết không được tiểu mễ lạp thậm chí cũng không hỏi công lao đến cùng có bao nhiêu giống như nàng viên kia đầu quả dưa căn bản không thể tưởng được những chuyện này chu liễm cười gật đầu không có vấn đề kỳ thật tại dạ hàng thuyền bên kia ngô sương hàng còn thêm vào đưa chu mễ lạp một bộ thư phòng thanh cung cho chu mễ lạp đều là ngô sương hàng tùy thân mang theo trì vật mà vị kia tuế trừ cung cung chủ ánh mắt độ cao tại thanh minh thiên hạ đều là nổi danh phẩm chất như thế nào có thể nghĩ ba kiện pháp bảo giá trị liên thành đều có diệu dụng trở về núi lạc phách tiểu mễ lạp liền lập tức tất cả toàn bộ đã đưa ra ngoài đem cái kia được xưng một lượng màu bùn một cân cốc vũ tiền thất bảo bùn đưa cho noãn thụ tỷ tỷ lại đem cái kia phương minh văn thần tiên quật, nằm sấp lấy một đôi bỏ túi ly long cổ nghiên mực, đưa cho cảnh thanh. Đến nỗi chi kia trúc xanh căn bút lông, khắc có một hàng chữ tiểu triện, đã tính trước vạn dặm thúy, thì bị tiểu mễ lạp đưa cho này vị nghèo đến, chỉ có thể mở dạ du tiệc lấy tiền ly xì sống ngụy sơn quân. Thôi đông sơn thở ra một hơi, đã thành. Chu liễm kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Thôi đông sơn cười hì hì nói, không nhanh bằng đại phong huynh đệ nhìn chút ít thần tiên đồ, tùy tiện lật vài trang liền xong việc, dù sao trịnh đại phong không ở tùy tiện nói chu liễm cười tủm tỉm nói đến cùng còn là một trên mông đít có thể bánh nướng áp chảo đích thực thanh tráng nhỏ hỏa nếu đổi thành ngụy sơn quân nhất định có thể lật đến cuối cùng dù sao ngụy bách cũng không ở tại chỗ may mà tiểu mễ lạp sẽ không nghe thấy những thứ này đang gõ tính ghi một tờ thực đơn cho lão đầu bếp nghĩ đến một chương trên bàn cơm bày đầy cái mâm làm cho người ta cũng không hiểu được trước hướng bên kia hạ đũa càng nghĩ càng thèm ăn tranh thủ thời gian lo miệng thôi đông sơn lấy ra cái kia bức đã có được chụp đầu nguyên vẹn đạo đồ nhẹ nhàng đặt đặt lên bàn cười nói lão quan chủ quả nhiên đạo pháp thông thiên thiên hạ vô song đạo đồ luyện hóa sau đó tử khí lượn lở dáng mây bốc lên coi như một cái bàn chính là một tòa đạo pháp thiên địa lờ mờ có thể thấy được nhật nguyệt xoay tròn dị tượng dãy núi đỉnh ban ngày không có hai mặt trời vạn trong bụi cây có trong một vòng tại thôi đông sơn cùng chu liễm tâm hồ ở bên trong chỉ nghe lão quan chủ cười lạnh một tiếng bắt trước lời người khác thôi đông sơn hai tay bóp đạo quyết trong lòng mặc niệm trên bàn một bức đạo thư thoáng qua tức thì sau một khắc toàn bộ núi lạc phách khu vực đều phủ kín tử khí nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha ngụy bách xúc địa núi sông lập tức từ núi phi vân đi tới núi lạc phách chỗ này bên cạnh bàn ngụy bách tâm thần chấn động thi triển sơn quân bổn mạng thần thông ngắm nhìn bốn phía tầm mắt có thể đạt được mình tựa như đưa thân vào một tòa tử khí biển mây cùng lúc đó vậy mà cảm thấy một cỗ đại đạo áp thắng khí tức khiến đường đường bắc nhạc đại sơn quân đều cảm thấy không khỏe hơn nữa loại này áp thắng thế càng ngày càng nặng ngụy bách cười khổ nói chẳng lẽ về sau ta đều chỉ có thể hiện thân tại núi lạc phách khu vực biên giới khu vực đi bộ đến tận đây đại nhạc sơn quân tại nhà mình trên địa bàn hành tẩu không tiện nhất định đi bộ hành tẩu truyền đi đoán chừng so với dạ du tiệc chính là cái kia chê cười càng có thể làm cho người cười đến rụng răng đi thôi đông sơn cười nói không có việc gì, ta sẽ ở trên núi dưới núi đều thiết lập một đạo sơn môn, cam đoan ngụy sơn quân tùy ý đi tới đi lui. Cảnh giới càng cao sự khác thần núi thần sông, người tu đạo, sẽ càng không thích ứng. Địa tiên tri lưu luyện khí sĩ, mặc dù có chỗ phát hiện, cũng không đến nỗi giống như ngụy bách như vậy đi lại duy gian. Hơn nữa cái này bức đạo thư không có khả năng thời khắc thời khắc ở, vào trải rộng ra trạng thái, bằng không thì đạo khí tản mạn khắp nơi, sẽ thêm qua thiên địa linh khí, sơn thủy vận số tự hành tụ lại, tiếp tế, sẽ nhập không đủ suất ngụy bách đối với cái này đổ cũng không sao cả sau khi ngồi xuống hỏi xảy ra chuyện gì vậy vừa rồi đông hải lão quan chủ an vị tại ngụy huynh trên vị trí thôi đông sơn run rẩy trắng như tuyết tay áo cười nói đến nỗi nội tình cũng không muốn nói nhiều không biết rất tốt chút ít phật ra có mây dự tính tức là mây trắng vạn dặm ngụy bách yên lặng đứng dậy thay đổi cái chỗ ngồi núi phi vân đỉnh lão quan chủ nheo lại mắt nhìn thấy cái kia họ ngụy sơn quân coi như biết ít lúc này mới lặng yên rời đi Thôi Đông Sơn nói ra, nếu như phải đổi trời, chúng ta là nên phòng ngừa chu đáo, sớm là mưu tính rồi. Dù sao Ngụy Bách không phải là người ngoài, chỉ cần không liên quan đến những cái kia hư vô mờ mịt đại đạo khí vận, không nói chuyện không thể nói. Chu Liễm gật đầu nói, không thể hại người, không thể không đề phòng người. Trước Trần Bình An nhằm vào đấy, là kiếm thuật Bùi Mân, một vị phi thăng cảnh kiếm tu, về sau dạ hàng thuyền một trận, đối phó chính là ngô xương hàng như vậy 14 cảnh. Hôm nay xem ra, rất có cần phải. Xa đấy, châu tử. Kiếm thuật bùi mân, kiếm tu lưu tài. Gần đấy, bắc câu lô châu cái kia thất bại trong găng tất đại kiếm tiên bạch thường. Hàn ngọc thụ ở bên trong vẻ này phía sau màn thế lực. Giang hồ hiểm ác, mây quỷ sóng quyệt, lòng người khó dò, thường thường giao hữu chính là gây thù hằn. Thôi Đông Sơn nói ra, hôm nay duy nhất khiếm khuyết đấy, cũng chỉ có tiên sinh cảnh giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Núi lạc phách lớn nhất sát lực công phạt chi vật, ngay tại đỉnh núi, sơn thần tống dục trưng đã bị đại ly triều đình bình điều đi hướng kỳ đôn sơn cái khác sáng lập sơn thần tử miếu ở lại núi lạc phách đỉnh miếu sơn thần địa chỉ cũ không có dỡ xuống xây dựng lại bảo trì nguyên trạng chỉ là tháo xuống tấm biển thôi đông sơn trước dọc theo bạch ngọc lan can cài đặt một đạo màu vàng lôi trì cấm chế cung phụng này bước đến từ kiếm khí trường thành kiếm tiên họa quyển sớm nhất là xuất từ đảo huyền sơn kính kiếm cát về sau bị lão đại kiếm tiên giao cho trần bình an tại kiếm khí trường thành bên kia những cái kia Anh Linh có tư thế kiếm tiên, làm bạn trẻ tuổi ẩn quan nhiều năm, cùng chung ngăn địch, cùng một chỗ thủ hộ một nửa kiếm khí trường thành. Ngoài ra, núi Lạc Phách còn có một bộ thoát thai tại Đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn kiếm trận, chỉ là đến nay thượng vị xây dựng thành công, tương lai có thể làm phụ trợ. Chu Liễm nói ra, lấy công tử tính khí, cái kia bức kiếm trận họa quyển nhất định sẽ trả lại cho Phi Thăng Thành. Thôi Đông Sơn cười nói, yên tâm, lấy sư nương chính là tính khí, chắc chắn sẽ không thu đấy huống chi lâu dài đến xem, họa quyển ở lại núi Lạc Phách, Vu Phi lên cao thành mà nói, cũng là một khoản chỉ lãi không bị lỗ vốn có lời mua bán. Tiểu Mễ Lạp gật đầu nói, yên tâm lại yên tâm, chúng ta hảo nhân Sơn Chủ, dù sao việc lớn việc nhỏ đều nghe Sơn Chủ phu nhân. Chu Liễm lắc đầu cười nói, sai rồi, chỉ cần gặp được chính thức việc lớn, Ninh Cô Nương còn là sẽ nghe công tử đấy. Tiểu Mễ Lạp suy nghĩ một chút, hình như là ôi. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, dù là không có cái kia bức kiếm tiên trận đồ, hôm nay tại bảo bình châu chúng ta núi lạc phách không chủ động ôm sự tình người khác nên thắp nhang thơm cầu nguyện rồi móc ra một thanh ngọc trúc quạt xếp thôi đông sơn nhẹ nhàng quạt gió một mặt ghi lấy đức thu phục người một mặt ghi không phục đánh chết ngụy bách nói ra núi lạc phách không thu đệ tử một chuyện ta đã giúp đỡ thả ra bảo chẳng qua xem ra không quá có tác dụng hiệu quả rất bình thường về sau chỉ biết có càng ngày càng nhiều người chạy đến bên này thôi đông sơn giúp đỡ tiểu mễ lạc quạt gió cười nói bình thường ngắm hoa trong sương mù ai cũng tò mò cuối cùng có thể hay không lên núi vẫn phải là giảng một chút cơ duyên đấy tiểu mễ lạp hạt dưa là ai đều có thể dập hay sao không thể nha tiểu mễ lạp ngồi ở trên ghế dài lay động bàn chân nhỏ gió mát quất vào mặt giật giật vài bông tay nải cười ha hà ngụy bách cười hỏi tiểu mễ lạp nghĩ xong chưa ý định muốn cái gì đáp lễ tiểu mễ lạp đưa tặng chi kia chút xanh bút đối với ngụy bách mà nói ý nghĩa phi phàm, cầm kiện bán tiên binh cũng không đổi. Trần Linh Quân lúc trước vì tiểu mễ lạp hộ giá hộ tống đi, rồi một chuyến núi phi vân, hôm nay thỉnh thoảng liền đi rừng trúc bên kia dạo chơi, hạ mùa thu được nữa, lại nói là xem có hay không măng có thể đào. Tiểu mễ lạp lắc đầu nói, không cần không cần, khách sáo cái cái đếch gì, Ngụy Sơn quân khách khí đấy. Ngụy Bách đứng lên, sờ lên tiểu mễ lạp đầu, cáo từ rời đi. Tiểu mễ lạp một lần nữa đi nhỏ trên ghế trúc ngồi canh cổng, khiến lão đầu bếp cùng ngỗng trắng lớn tiếp tục trò chuyện chính sự. Thôi Đông Sơn hai tay lồng tay áo, nói ra, lão quan chủ giống như đối với ngươi, đơn độc lo mắt mà nhìn. Chu Liễm cười trừ. Tương truyền lục trầm có năm mộng, đều có không thể nói lý đại đạo hiển hóa, trong đó có đạo môn bạch cốt chân nhân, nho ra thư sinh trịnh hoãn. Ngoài ra lại có huyền diệu tâm tướng bảy vật, gà gỗ, xuân cây, chuột đồng, côn bằng, chim sẻ, uyên sồ, con bướm, trong đó ngẫu hoa phúc địa cái thứ nhất tu tiên thành công du chân ý, chính là kia chỉ ngây ra như phỗng gà gỗ. Ngẫu hoa phúc địa họa quyển bốn người, tuy rằng dựa theo hạo nhiên thiên hạ định nghĩa, đều thuộc về hàng thật giá thật thuần túy vũ phu, chỉ là bốn người đều có trọng điểm, tùy hữu biên, chấp nghiệm nặng, trực tiếp buông tha cho võ đạo, chuyển đi lên núi tu đạo, trở thành kiếm tu. Ngụy tiện, cho tới bây giờ trí không ở võ học trèo lên đỉnh, càng ưa thích xa trường hòa. Làm quan, lớn nhất quan, có trời mới biết cái này tự xưng uống rượu rộng lượng ra hỏa về sau có thể hay không trực tiếp tìm khối địa bàn ví dụ như tại núi sông vỡ nát này tòa đồng diệp châu một lần nữa làm cái khai quốc hoàng đế lô bạch tượng đối với tùy hữu biên cùng ngụy tiện hình như là nhất không có dã tâm một cái đến nỗi chu liễm trong mắt người ngoài thì là cái kia nhất không cầu phát triển đấy thôi đông sơn khép lại quạt xếp ngẩng đầu nhìn lên trời a à, bạch ngọc kinh chu liễm hỏi lão quan chủ lúc trước nói cái kia đại khái Trước một câu tốt đoán, sau một câu. Nhân gian đã mất Trần Thanh Đô, ai có thể kiếm mở thác Nguyệt Sơn. Thôi Đông Sơn lắc đầu, có trời mới biết. Chu Liễm mắt nhìn sắc trời, cười nói, được rồi, không trò chuyện những thứ này phiền lòng sự tình. Hôm nay tịch chỉ có thể uống rượu nói gió trăng. Ánh nắng làm giấy, cảnh ban đêm như mực, thế đạo mài mực, tâm sự thành chữ. Thôi Đông Sơn xuất ra hai bầu rượu, vứt cho Chu Liễm một bình, từng người uống rượu. Chu Liễm uống rượu, liền nhất định ta là lục trầm. Không thể lục trầm là ta. Trần Linh Quân về tới hẻm Kỵ Long, trực tiếp cùng Cổ lão ca đã muốn một bầu rượu, đến rồi một lớn bát, uống một hơi cạn sạch. Trần Linh Quân ngồi xếp bằng tại trên ghế dài, đè thấp tiếng nói nói ra, "Cổ lão ca, ngươi là không biết, ta hôm nay gặp được ba cái người nơi khác." Cổ lão thần tiên hỏi, "Đánh nhau rồi hả? Có từng chiếm tiện nghi? Có cần hay không lão ca giúp ngươi lấy lại danh dự?" Luận môi công phu, hai anh em ta lấy lý phục người, sẽ không có phục không được người. Trần Linh Quân do dự một chút, còn là buông tha cho tiết lộ thiên cơ ý niệm trong đầu, vừa đến việc này không thích hợp mù khoe khoang, thứ hai bị trí thánh tiên sư nói chúng rồi, giống như chỉ cần dính đến những cái này mấu chốt từ ngữ, thì có miệng khó trả lời, cho dù là vòng vèo, đồng dạng không được. Trần Linh Quân thở dài, đến cùng có chút đáng tiếc, lau cái chán, kết quả một tay mới mồ hôi, cổ lão thần tiên khiếp sợ không thôi, trực tiếp đã đến câu giang hổ tiếng lóng, biết gặp phải cường địch. Trần Linh Quân cười khổ hề hề đấy chỉ là nói ra một bát lúc trước đặt mông ngồi tại chỗ ngồi mà luận đạo tam giáo tổ sư lúc ấy giống như điều tại trên đường đứng đấy đâu nghĩ tới điều này trần linh quân liền mồ hôi rơi như mưa đành phải nói sang chuyện khác chu thủ tịch không ở trên núi vẫn có chút cô đơn lạnh lẽo tên kia có tiền thú vị có rảnh rỗi đọc qua sách uống đến rượu thổi chúng ngưu chỉ bằng khương thượng chân câu kia ta cùng linh quân lão đệ như vậy kỳ tài ngút trời nếu là còn muốn vất vả tu hành chẳng phải là bắt nạt người Trần Linh Quân liền nguyện ý đối với vị này cấp cao nhất cung phụng lau mắt mà nhìn, hợp ý. Hơn nữa Khương Thượng chân bàn rượu nói chuyện, một bộ một bộ đấy, vô cùng có ý tứ, so với cái gì đồ nhậu đều được sức lực. Chăm, không một dùng là thư sinh, rất khó chỗ là thư sinh chán nản. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, đáng thương nhất là lãng tử đầu bạc. Hoa gì phồn liễu bí mật nùng tươi đẹp trận, oanh ca yến hót son phấn quật. Kỳ thật vẻ nho nhã đấy, những thứ này cũng không trọng yếu. Mấu chốt là Khương Thượng Chân vỗ ngực cam đoan, về sau đến rồi Vân Quật Phúc Địa, hắn đến an bài, huynh đệ ba người xông vào một lần cái kia anh hùng mộ. Chưa từng nghĩ một cái nho nhỏ hẻm Kỵ Long, thì có cảnh thanh lão đệ cùng cổ lão thần tiên hai vị hào kiệt nhân vật. Vì vậy Khương Thượng Chân liền học theo, nói hẻm Kỵ Long cái này chỗ, tất nhiên là khối phong thủy bảo địa, học cái kia trưởng luật trường mệnh, tại hẻm Kỵ Long lại hoa số tiền lớn mua ba tòa tòa nhà, có tiền tính là cái gì bản lĩnh, nguyện ý tiêu tiền mới là. Khương Thượng Trân so với kia cái Trường luật trường mệnh, xa xỉ đại khí hơn nhiều, nói cái kia ăn no mặc ấm bên ngoài tranh danh đoạt lợi, lúc nào cũng cực nhỏ oa sừng, không có gì ý tứ. Vì vậy tại trên bàn rượu, vị này Chu thủ tịch tiện tay đem ba chuỗi chìa khóa đều ném, cho mắt đuôi mù lão đạo sĩ, nói đều là nhà mình huynh đệ, về sau cổ lão ca thầy trò ba người, giúp đỡ ấm phòng thêm nhân khí đấy, ta sẽ không nói có tiền hay không được rồi, không công đả thương huynh đệ cảm tình. Cổ lão thần tiên uống đến mặt mày hồng hào, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, nhận lấy chìa khóa, vung tay lên, huynh đệ giữa nói tiền liên tục. Mắt đùi mù lão đạo sĩ cùng ngày liền hấp tất mang theo hai đồ đệ chuyển nhà mới, trong phòng bên cạnh những cái kia giá cả xa xỉ vật trang trí, xem chừng Đại Ly Kinh thành tướng tướng công khanh, cũng liền điểm ấy ra sản rồi. Một bộ trắng như tuyết trường bào núi Lạc Phách trưởng luật, đứng ở cửa ra vào bên kia. Trần Linh Quân lập tức từ trên ghế đầu buông chân, hô: "Trường mệnh tỷ tỷ!" cổ lão thần tiên cũng lập tức thả ra trong tay bát rượu vô thức nâng lên bờ mông thấy linh quân lão đệ cũng không đứng dậy thực sự không có buông bờ mông liền như vậy không ngại cực khổ mà bờ mông lơ lửng trên không trung hơi hơi khom lưng đến nỗi nàng kia có hay không nhìn đến thấy một màn này lão thần tiên cũng mặc kệ tự mình phần này muộn phúc từ đâu mà đến ngoại trừ sơn chủ tuệ nhãn cao siêu từ trong biển người minh mông đơn độc chọn chúng hắn này khí khái lẫm lẫm lão anh hùng còn có chính là dựa vào là phần này cùng núi lạc phách đại đạo tương khế lấy chân thành đối người ta thấy cao nhân trước thấp một đầu lão thần tiên cười nói trưởng luật đích thân tới hàn xá quý chân đạp tại ti tiện mà thật sự là cổng tre có khánh vẻ vang cho kẻ hèn này đau khổ không dựa nguyên chất tiếp khách trường mệnh trưởng luật nếu không phải để ý trường mệnh hít mắt mà cười để ý cổ lão thần tiên tùy theo ngôn ngữ chuyển hướng trưởng luật người sảng khoái nói chuyện sảng khoái khiến người bớt lo dùng ít sức trường mệnh nói ra cản đường một chuyện ngươi chú ý chút cổ lão thần tiên trầm giọng nói không thể đổ trách nhiệm cho người khác sáng mai bần đạo liền tự thân xuất mã trước là núi lạc phách bên kia không có điểm tên của hắn chỉ là khiến đệ tử triệu đăng cao bận việc việc này cổ lão thần tiên lúc này mới nhịn xuống bằng không thì chỉ nói đối nhân xử thế bản lĩnh cổ thịnh tự nhận tại núi lạc phách thứ tự ít nhất có thể đứng vào năm vị trí đầu tại núi lạc phách hàng tháng lĩnh bổng lộc muốn nói ánh sáng lấy tiền mặc kệ sự tình cổ thịnh tự nhiên là không có chút gánh nặng đấy thế nhưng là cái kia xuất quỷ nhập thần ngỗng trắng lớn còn có hôm nay cái này đối với mọi người đều là khuôn mặt tươi cười đón chào trường luật trường mệnh thật sự là không phải do hắn mỗi ngày nằm hưởng phúc a theo hạo nhiên thiên hạ sơn thủy công báo bỏ lệnh cấm còn có trận kia chính dương sơn kính hoa thủy nguyện đến thăm núi lạc phách các lộ đội ngũ chen chúc tới từ một châu núi sông bốn phương tám hướng mà đến thường xuyên qua lại toàn bộ long châu khu vực lớn nhỏ khách sạn đều kín người hết chỗ đương nhiên đến bên này người xem náo nhiệt càng nhiều chưa hẳn ngay cả có sở cầu ví dụ như các lộ phổ điệp tiên sư bắc nhạc núi phi vân vốn là một chỗ du lãm thắng địa hôm nay nhiều ra một cái ngang trời xuất thế núi lạc phách hơn nữa long châu bên này thần núi thần sông tại một châu sơn thủy trên da phả thần vị cũng không thấp tin tưởng núi lạc phách rất nhanh sẽ phải đối mặt khách tới thăm nhiều như cá giết sang sông tiếng động lớn náo cảnh tượng ngưỡng mộ kiếm tiên luyện khí sĩ lăn lộn giang hồ vũ phu muốn cùng những cái kia võ học tông sư cùng học công phu quyền cước Nhất định sẽ có không ít trên núi tiên tử, đều mơ tưởng tại núi lạc phách cửa ra vào bên kia, mở ra kính hoa thủy nguyệt. Tại đây trong đó, con có muốn cùng bùi tiễn hỏi quyền các quốc gia võ học tông sư? Đương nhiên ai cũng không vì thắng quyền mà đến, chỉ là luận bàn một chút, thỉnh giáo mà thôi. Một châu núi sông, vũ phu quá nhiều, bùi tiễn nhưng, là võ bình luận tứ đại tông sư một trong, cùng nàng hỏi quyền còn muốn thắng, bị điên rồi hả? Đến hỏi vừa hỏi thủ đô thứ hai. Trên chiến trường cho Bùi tông sư mấy quyền mở ra hoa yêu tộc tu sĩ, chúng nó có đáp ứng hay không? Bởi vì lúc trước độ thuyền nghị sự, Trần Bình An nói gần nhất hai trong vòng 10 năm, núi Lạc Phách cũng sẽ không thu đệ tử. Vì vậy là hơn ra sự kiện, núi Lạc Phách bên này cần phải có người chịu trách nhiệm cản đường, cùng tất cả người nơi khác báo cho biết việc này, nhất là cần ngăn đón bọn hắn tự tiện lên núi, đem núi Lạc Phách coi như một chỗ ngắm cảnh địa phương. Đi thông núi Lạc Phách, liền hai con đường, ngoại trừ huyện Hoè Hoàng thành bên này cái kia đường núi còn có từ Trấn Hồng Trúc, Kỳ Đôn Sơn một đường kéo dài tới đây. Tạm thời chịu trách nhiệm cản đường công việc đấy, chỗ sáng có mây quân cờ, bạch huyền, triệu thụ hạ, còn có mắt đuôi mù lão đạo của thịnh đệ tử triệu đăng cao. Làm loại chuyện này cũng coi như một trận rèn luyện. Chỗ tối có trưởng luật trường mệnh cùng kiếm tu thôi ngôi, để ngừa ngoài ý muốn. Duy chỉ có bạch huyền, hoàn toàn trực tiếp như vậy tham gia náo nhiệt, dù sao bùi tiễn gần nhất vừa vặn không ở núi Lạc Phách. Bạch huyền hôm nay cùng hẻm kỵ long cái kia tả hộ pháp, lăn lộn được tương đối quen thuộc. Thường xuyên ngồi trồm hổm trên mặt đất, hỏi ngươi có ăn hay không? Chính là kia cái. Nhưng phàm là tuyên bố muốn cùng Bùi Tiễn hỏi quyền anh hùng, Bạch Huyền chuẩn bị một cái không rơi dưới toàn bộ tỉ mì ghi chép trong danh sách, tính danh tên hiệu, quê hương quê quán, võ học cảnh giới. Trần Linh Quân lần đầu tiên không có dính vào việc này, noãn thụ cùng tiểu mễ lạp điều thật bất ngờ. Trần Linh Quân đương nhiên là ra vẻ cao nhân hình dáng, mẹ của hắn, ngư lòng hỗn tạp, có trời mới biết bên trong có hay không một quyền đánh chết hắn cao nhân dù sao to như vậy một tòa trong giang hồ bên cạnh không có khả năng nhiều lần gặp được bạch mang trần thanh lưu như vậy trạch tâm nhân hậu hảo huynh đệ bên ngoài giang hồ khó lăn lộn chỉ dựa vào gan lớn không được việc trên con đường tu hành không phải là thoát khỏi dây cương ngựa hoang chính là ra vòng heo một cái so với một cái ngang hôm nay một bà lớn ăn cơm vô cùng náo nhiệt truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé còn là cái kia kiên cố quy củ cũ, nếu như Trần Bình An không ở trên núi, chủ vị cái kia ghế dài sẽ trống không, được lưu cho sơn chủ. Chu Liễm, Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ, Trần Noãn Thụ, Tiểu Mễ Lạp, Trần Linh Quân, Trương Gia Trinh, còn có ưa thích đến bên này ăn trực uống trực bạch huyền. Vi Văn Long, không quá lộ diện, cũng không phải một vị kim đan khách tu đạo thần tiên, không cần thực dụng ngũ cốc, cũng không phải vị này núi lạc phách thần tài như thế nào tính tình quái gở, mà lại là si mê tính sổ một chuyện, từng quyển sổ sách quả thực chính là của hắn từng cái một người vợ đến nỗi triệu thụ hạ cùng triệu đăng cao mỗi ngày đều sẽ đi bộ phản hồi chấn nhỏ thay phiên tại trên đường gác đêm một cái sơn chủ đích truyền một cái ký danh cung phụng hai người hôm nay quan hệ rất tốt bọn họ cùng trần linh quân bạch huyền hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng phong cách trên bàn cơm trần linh quân khó chịu xấu lão đầu bếp nghe nói ngươi trẻ tuổi lúc ấy còn là một người dặm tám thôn độc nhất phần mỹ nam tử chu liễm mỗi một đũa, vô luận đồ ăn, đều nhai kỹ nuốt chậm, như bình thường, miễn cưỡng có thể tính không xấu. Trần Linh Quân cười hì hì nói, vậy ngươi thế nào cái còn là cô độc, là trẻ tuổi lúc ấy ánh mắt rất cao, làm hoa cả mắt, cũng không có cái hài lòng cô nương, cuối cùng là cũng chỉ có thể cùng đại phong huynh đệ giống nhau. Chu liễm cười nói, đã quên ngươi số tuổi so với ta lớn. Trần Linh Quân kinh ngạc, tiểu mễ lạp dựng thẳng lên bàn tay tại bên miệng, cùng noãn thụ tỉ tỉ lặng lẽ hỏi, cảnh thanh bao nhiêu tuổi rồi hả? phấn váy nữ đồng mắt nhìn áo xanh tiểu đồng lắc đầu nhỏ giọng nói không hỏi qua không hiểu được trần linh quân vỗ bàn một cái đần nha đầu thèm thuồng ta sắc đẹp đúng không bị bắt vừa vặn ha ha kết quả cái ót đã trúng mễ dụ một cái tát trần linh quân cúi đầu khuấy động lấy trong bát cơm bên người vị này mễ đại kiếm tiên đó là tuyệt đối không dám trêu chọc đấy thì có điểm dầu dĩ không vui thôi ngồi thế nhưng là một vị kiếm khí trường thành nguyên anh cảnh kiếm tu Kết quả tại mễ dụ bên này hãy cùng cháu trai thấy ông nội đồng dạng, trước Trần Linh Quân đã cảm thấy không đúng. Về sau từ tin tức linh thông cổ lão ca bên kia, nghe nói cái kia gạo chặn ngang lời nói. Hơn nữa một ít cái lão long thành chiến trường sự tích, nghe được Trần Linh Quân run bắn cả người, kết quả sợ tới mức hắn vài ngày, cũng không có dám đi tìm mễ dụ xương huynh gọi đệ. Chu liễm mắt nhìn Trương Gia Trinh, ít nói ít lời, nhưng mà trong mắt thường có vui vẻ. Lúc đến thiếu niên lang, lúc này đã là cái cũng có thể xúc tu nam tử trẻ tuổi rồi. Cùng cái kia, bạn cùng lứa tuổi tương khứ đứng chung một chỗ, hai người tựa như tuổi kém 10 tuổi. Khương Thượng chân kỳ thật bí mật đi tìm hắn, nói hắn cái này làm cấp cao nhất cung phụng đấy, tiêu ít tiền, có thể tu hành. Vận khí tốt, đời này có hy vọng đưa thân giữa năm cảnh động phủ cảnh, sau đó như vậy dừng lại. Dù là vận khí bình thường, vớt cái bốn cảnh năm cảnh luyện khí sĩ, sống hai sáu mươi năm vẫn còn có cơ hội. Nếu như cảm thấy băn khoăn, có thể trở thành là vay tiền, về sau dựa vào núi lạc phách bổng lộc, trả dần dần tiền là được. Nhưng mà Trương Gia Trinh còn không có đáp ứng, có tính toán của mình, cuối cùng ngoài dự đoán mọi người hỏi Chu Thủ tịch mấy vấn đề. Hai sáu mươi năm, khả năng trong đó sáu mươi năm, đều cần lấy ra dốc lòng tu hành, người tu đạo núi cư trú năm tháng, đối đãi nóng lạnh biến thiên, bốn mùa lưu chuyển, cùng phàm tục phu tử, là hoàn toàn bất đồng cảm nhận, tùy tiện một cái tĩnh tọa bế quan, khả năng sẽ phải tiêu hao vài ngày thậm chí là mấy tháng thời gian. Trương Gia Trinh đi theo vi tiên sinh bên người, mưa dầm thấm đất, dù là chỉ là đã học được chút gia lông, khoản này sổ sách, không khó tính. Ngoài ra, còn có một nợ nần, hồ đồ không được, sự tình phân hư thật, Khương Thượng chân dựa vào cái gì giúp hắn. Tự nhiên là xem tại Trần Tiên sinh trên mặt mũi, tiền tài bên ngoài, chi tiêu đấy, là Trần Tiên sinh nhân tình. Có lẽ không tông chủ xác thực tài đại khí thô, có thể hoàn toàn không thèm để ý, nhưng mà Trương Gia Trinh chính mình lại không thể không tích cực. Vi tiên sinh không thích nói ra lý, nhưng mà tại ngày đầu tiên lĩnh hắn sau khi vào cửa, liền cùng Trương Gia Trinh nói qua một phen lời nói thấm thía ngôn luận, nói chúng ta làm làm sổ sách một chuyến này làm đấy, cần nhất bên người đấy, không phải là có bao nhiêu thông minh, mà lại là trung thực, lương tâm. Khương Thượng chân xuống núi hướng man hoang thiên hạ trước, tìm được Chu Liễm, mỉm cười nói một câu, Sơn Chủ coi như là lấy lấy bảo rồi. Không phải nói núi Lạc Phách có một Trương Gia Trinh, có thể nhiều lợi nhuận mấy viên thần tiên tiền mà lại là một tòa núi lạc phách, có một trương gia trinh sẽ càng giống núi lạc phách, bởi vì trương gia trinh cùng khương thượng chân hỏi thăm sự tình là mình tương lai có thể không thể trở thành cùng loại sơn quỷ sơn thần đồng dạng tồn tại thật dài thật lâu ở lại trong núi, muốn làm nhiều điểm đủ khả năng việc nhỏ, nếu như không thể được sẽ theo duyên vạn nhất có thể thực hiện vậy hắn từ cùng ngày khởi sẽ bắt đầu tích lũy tiền, không đủ tiền liền nhất định sẽ cùng chu thủ tịch mượn không có nửa điểm thẹn thùng lúc ấy cùng một chỗ trong đêm tản bộ khương thượng chân nhìn xem cái ánh mắt kia sáng người nam nhân trẻ tuổi sẽ không là kiếm khí trường thành bần hàn thiếu niên nhỏ phòng thu chi tiên sinh giống như đang nói trần tiên sinh đem ta từ quê hương đưa đến nơi đây như vậy ta sẽ toàn bộ lớn nhất nỗ lực không cho trần tiên sinh thất vọng đây là một việc chuyện thiên kinh địa nghĩa hơn nữa nửa điểm không khổ cực khương thượng chân đưa tới một bầu rượu trương gia trình nói tiếp về đi còn muốn xem mấy quyển sổ sách sẽ không uống rượu Khương Thượng chân cười nói không nhiều lắm uống sẽ không sự tình, còn có thể nâng cao tinh thần. Trương Gia Trinh lúc này mới nhận lấy cái kia bầu rượu. Trương Gia Trinh trở về phòng, dưới đèn đọc qua sổ sách, không uống rượu, chỉ là gầy bàn tính, ngẫu nhiên thật sự mệt mỏi, liền nhào nặn lông mày, lại nhìn lướt bầu rượu trên bàn, nhịn cười, lầm bầm lầu bầu. Trương Gia Trinh, hôm nay ngưu khí A, à? đây chính là Khương Tông chủ tự tay đưa cho người rượu. Cũng không biết, vị kia Khương Tông chủ an vị tại trên đầu tường, khoanh tay trước ngực, híp mắt mà cười, trong tay không rượu, như uống rượu nguyên chất. Núi Lạc Phách là thời điểm tổ chức thuộc về mình đỉnh núi Kính Hoa Thủy Nguyệt rồi. Chu Liễm cười nói, đợi công tử về nhà, chúng ta liền nghị một nghị Kính Hoa Thủy Nguyệt sự tình, làm ở đâu ngọn núi, người nào đến làm chuyện gì, đều cần hào hảo thương lượng. Bạch Huyền cười nhạo nói, thương lượng cái cái búa, khiến mễ đại kiếm tiên hướng bên kia vừa đứng, toàn bộ bảo bình châu tiên tử sẽ phải phạm mê gái, cái kia chính là rầm rầm thần tiên tiền. Mễ dụ cua cua chiếc đũa, so với sơn chủ, còn là kém xa rồi. Bạch Huyền xem thường nói, ta nói ngươi so với qua được ẩn quan đại nhân rồi hả? Cùng ta ở chỗ này mù đuổi chuyến đâu? Mễ dụ bảo trì mỉm cười, cho Bạch Huyền gắp một đũa đồ ăn, như vậy sẽ nói chuyện phiếm, thì ăn thêm điểm. Bạch Huyền cười lạnh nói, thế nào đấy, học cái kia mùi tiễn, nhớ trên kẻ thù à nha. Thôi Đông Sơn ha ha cười cười. Bạch Huyền lập tức cho Thôi Đông Sơn gắp một đũa, tò mò hỏi, ngoại trừ ẩn quan đại nhân bùi tiễn đến cùng có còn hay không sợ người a à? thôi đông sơn nói ra có quách trúc tử bạch huyền sửng sốt cả buổi hắn đương nhiên nghe nói qua quê hương chính là cái kia quách trúc tử một cái tiếng tăm lừng lẫy tồn tại nàng còn giống như tiến vào nghỉ mát hành cung làm ẩn quan nhất mạch kiếm tu một bữa cơm sau đó noãn thụ cùng tiểu mễ lạp giúp đỡ thu thập chén dĩa chén đĩa chẳng qua cuối cùng vẫn là lão đầu bếp một người không có khiến hai cô gái nhỏ giúp đỡ buộc tạp dề một mình tại nhà bếp tẩy trừ chu liễm thu thập sạch sẽ tháo xuống tạp dề đi ra nhà bếp cười cười mỗi người đều là từng người sinh hoạt viết sách người cùng lúc đó xem người khác chính là lật sách khả năng thế giới đem chúng ta thấy được rất nhẹ nhưng mà chúng ta càng làm chính mình coi quá nặng một cái độ thuyền chậm rãi tiến vào đại ly kinh kỳ nơi địa chi nhất mạch hai vị tu sĩ tống tục cùng dư du cưỡi gió lên thuyền tống tập tân thả ra trong tay sách vở đi ra khỏi phòng đi tới đầu thuyền bên kia tống tục ôm quyền nói đại ly cung phụng tống tục lên thuyền yết kiến vương gia dư du ôm quyền cười nói dư du gặp qua vương gia tống tập tân cười nói đây là bày ra giải quyết việc trung tư thế tống tục bất đắc dĩ nói chất nhi gặp qua hoàng thúc tống tập tân nói ra chỉ cần ta thoát khỏi trên người cái này phiên vương áo choàng cũng chỉ là huyện hòe hoàng một cái dân chúng du lịch kinh thành các ngươi không cần khẩn trương tống tục lắc đầu vẫn đang kiên trì tự mình hoàng thúc cử động lần này như cũ không thể thực hiện được đấy. Tống Tập Tân quay đầu nhìn, về phía cái kia thượng trụ quốc dư thị xuất thân tiểu cô nương, mỉm cười nói, chính mình tìm rượu uống đi, có thể tìm được bao nhiêu, đều coi như người đấy. Trước kia tại phiên để, Tống Tập Tân cùng đám này địa chi nhất mạch 10 người, không tính lạ lẫm, cũng không lôi kéo, cũng không xa lánh, điểm đến là rừng. Dư Du nắm tay và lòng bàn tay vỗ vào nhau, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, Tống Tục cái này hoàng thúc, thật sự là nhất đẳng phúc hậu người, đáng tiếc hôm nay còn không có lấy vợ sinh con không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào nữ tử nếu như được phiên vương chỉ lệnh nàng cái này lục tung đi tống tập tân quay đầu đối với một vị phiên để tùy quân tu sĩ nói ra phân phó xuống dưới độ thuyền tạm thời lơ lửng hơn thế không nóng nảy chạy đi tu sĩ gật gật đầu im lặng rời đi tống tập tân ghé vào trên lan can tống tục tất cung tất kính đứng ở một bên một cái phiên vương một vị hoàng tử cùng một chỗ quan sát độ thuyền phía dưới tống thị núi sông Tống Tập Tân thuận miệng hỏi, lần này gặp mặt, ngươi thật giống như lại thành thục chút ít, là muốn đã thông. Tống Tục gật gật đầu. Tống Tập Tân cũng không có nhiều lời việc này, cho dù là một nhà ở trong, chỉ cần nhiều người, nhất ra chi chủ đồng dạng là đối đãi con cái, sẽ có tất cả lớn nhỏ bất công. Cái gì gọi là bất công, chính là đồng dạng một trận mưa, rơi vào chính mình ruộng đồng nước mưa đều muốn so với ít người. Có chút người bên cạnh an ủi, cho dù là xuất phát từ hảo tâm, cùng loại không có chuyện gì đâu, sẽ sẽ khá hơn tựa như người nghe nhất định một mình uống no bụng một lớn ấm nước đắng người nói cho trộn lẫn một chút nước đường tại trong miệng sau đó chỉ biết khiến người cảm thấy càng đau khổ hôm nay triều đình và dân gian cao thấp đương kim bệ hạ thành tựu về văn hóa giáo dục võ công coi là đại ly tống thị nhiều đế nhất tống tập tân cười nói tự mình nghĩ đã thông là tốt rồi cho ngươi đã mang đến phần lễ vật là hai phe nghiên mực đều là mô phỏng đấy nghe nói là từ cũ chu huỳnh hoàng thất tản mạn khắp nơi đi ra đấy giá trị không được mấy cái thần tiên tiền Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái kia hai phe cổ nghiên mực, mô phỏng 36 động thiên nghiên mực, mô phỏng 72 phúc địa nghiên mực, đều lấy gỗ từ đàn khảm ngọc hộp chứa, xứng tươi đẹp nghiên mực túi, làm khoanh tay kiểu, thể chữ lệ minh văn, từng người nghiên mực lưng có thạch nhãn 36 miếng cùng 72, chế thành mắt trụ. Tựa như tống tập tân theo như lời đấy, không tính đáng giá, chính là lấy dấu hiệu tốt tốt ngụ ý, nếu như tống tục quyết y muốn an tâm tu hành, làm cái trên núi thần tiên, tống tập tân cái này làm hoàng thúc đấy, đưa cho nhà mình cháu trai vật ấy, cũng rất phù hợp. Nếu như tống tục không có thông, cũng có thể là một cái thiện ý nhắc nhở. Tống tập tân thuận miệng hỏi, đã cùng Trần Bình An chạm qua trước mặt, đã từng quen biết rồi hả? Tống tục cười khổ nói, chịu nhiều đau khổ. Đánh không lại, cũng coi như kế chẳng qua. Tống tập tân cái này trưởng bối làm được có chút không có phúc hậu, chẳng những không có an ủi cháu trai. Ngược lại có chút không che giấu chút nào nhìn có chút hả hê, vỗ nhẹ lan can, híp mắt cười nói, không ngoài ý tống tục tò mò hỏi hoàng thúc cùng vị kia trần tiên sinh nhiều năm hàng xóm giống như quan hệ tương đối phức tạp tống tập tân gật đầu nói một lời khó nói hết không thành vì cái gì thổ lộ tình cảm bằng hữu may mà cũng không thành vì kẻ thù nhắc nhở một câu nếu như không phải là thật sự không có biện pháp liền chớ trêu chọc trần bình an rồi người bình thường nghèo được ăn không đủ no cho phần cơm ăn đã biết đủ trần bình an không quá giống nhau mỗi lần đến vực thèm cá sẽ lập tức lui mà kết lưới có được lấy cá không bằng học chi lấy cá hắn học đồ vật không bằng lưu tiện dương nhanh nhưng mà vững hơn bởi vì học được chậm đại khái là cảm thấy là không dễ vì vậy ngược lại càng thêm quý trọng thích mới không ngại cũ loại người này nếu như là địch nhân kỳ thật rất đáng sợ đấy tống tục dùng sức vuốt vuốt hai má xác thực như thế trần tiên sinh ra tay đối địch thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thuật pháp thần thông pha tạp hỗn tạp quả thực không thể tưởng tượng độ thuyền lại có một vị khách nhân lễ bộ hữu thị lang triệu diêu tống tục là vãn bối triệu diêu là cùng hương đồng môn bạn cũ vị kia hoàng đế bệ hạ vẫn rất có chừng mực tống tập tân cười vẫy tay nói triệu đầu gỗ rất lâu không gặp khi nào gặp lại lúa phong chi niên mây thủy chi gian triệu diêu chắp tay thi lễ hành lễ sau đó hỏi không bằng đánh ván cờ bên cạnh đánh cờ bên cạnh đàm luận tống tập tân cười nói không được người hôm nay là tu đạo thành công trên núi thần tiên Suy nghĩ chu toàn, thần thức ung um tùng, ta khẳng định thua, không cho người lấy lại danh dự cơ hội. Triệu Diêu đột nhiên nói ra, Tống Tập Tân, ta không có nhìn lầm người, người xác thực rất giỏi. Từ còn trẻ lúc, xuất thân phố phúc lộc hào phú Triệu Diêu, liền đối với Tống Tập Tân bội phục được dối tinh dối mù. Hai người cùng nhau tại Tề Tiên sinh môn hạ đi học thời điểm, vô luận là đánh cờ, đọc sách rõ ràng nghĩa, đều muốn so với Triệu Diêu cao hơn một bậc. Vì vậy Triệu Diêu đối với hẻm nê bình Tống Tập Tân thái độ, có chút cùng loại Trần Bình An đối đãi Lưu Tiện Dương. Tống Tập Tân vỗ vỗ Triệu Diêu bả vai, cười tủm tỉm nói, rút cuộc là khen ta, còn là khen ánh mắt của mình tốt. Ngươi có thể à, không có uổng phí lăn lộn những năm này quan trường, so với khi còn bé rất biết nói chuyện hơn nhiều. Triệu Diêu cười ha ha nói, nhất cử lưỡng tiện, tất cả đều vui vẻ. Tống Tục có chút kinh ngạc. Triệu Diêu tuy nói là tuổi còn trẻ vào chỗ trong hàng trụ cột người trong quan trường, cũng xác thực đối xử mọi người hiền lành, Tại đại ly trong triều đình bên cạnh tiếng tăm vô cùng tốt, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là thiếu đi cái khoa cử công danh thanh lưu xuất thân, lại có là cũng không có trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Cá chép vượt long môn, kim mau quật, trồn hoang thiền, có thể tống tục luôn cảm thấy triệu diêu là một cái cực kỳ tâm cao khí ngạo người tu đạo, tựa như chỉ ở cái kia triều đình ngừng chân nghỉ ngơi cô vân dã hạc, cuối cùng có một ngày sẽ sắp xếp mây vỗ cánh bích tiêu giữa. Hôm nay đại ly triều đình và dân gian đều tốt kỳ một chuyện, phiên vương tống mục, lễ bộ triệu diêu, đến cùng có tính hay không văn thánh nhất mạch đệ tử đích truyền. Tống tập tân Triều gẹo nói, đã gặp ngươi vị kia trần sư thúc rồi hả? Chỗ được như thế nào đây? Triệu diêu cười nói, cũng không tệ lắm, rất hòa hợp đấy. Rời khỏi chu hải kính ở tạm cái kia ngõ hẹp, trần bình an một cái bước chân bất ổn, nâng lên một cước trùng trùng điệp điệp đạp đất, lại bước ra bước tiếp theo, liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Trần Bình An nâng lên một tay, hơi có vẻ xa lạ, vẫn là trong nháy mắt gom đạo Pháp dư vị ở lại hạo nhiên thiên hạ cái này chính mình, vậy mà giống nhau là 14 cảnh. Cho nên Trần Bình An chỉ là như vậy một cái vô cùng đơn giản dậm chân động tác, đối với đại ly kinh thành mà nói, chính là sóng to gió lớn rất lớn khí tượng. Trần Bình An mắt nhìn kinh thành khâm thiên giám phương hướng, bên kia khẳng định đã có làm cho phát hiện, đương nhiên còn có này tòa thủ đô thứ hai mô phỏng Bạch Ngọc Kinh. Đại ly kinh thành khâm thiên giám công sở là một chỗ để phòng xâm nghiêm cấm địa, nghe nói giới nghiêm trình độ, gần với cung thành cùng Hoàng Lăng người không nhiều lắm, đều khoa viện quan viên quan lại nhỏ chung vào một chỗ, còn chưa đủ để 200 người. Tại Đại Ly rất nhiều nha môn chính giữa, là một cái nhất bí ẩn địa phương, không hiện sơn lộ thủy. Phần lớn là nhiều thế hệ tương truyền, thừa kế nghiệp cha, tất cả khâm thiên giám quan lại không được sửa rời chuyển bất luận cái gì đừng quan. Xuất hiện thiếu thành viên ngay tại khâm thiên giám bên trong từng cái cấp lần lượt bổ sung, không phải triều đình đặc biệt chỉ không được đơn giản lên cao điều biếm trích, từ quan trí sĩ, vì vậy là chỉ ném không xong bát sắt, hai tầng ý tứ, không có người ngoài tranh đoạt, chính mình thực sự không bỏ súng được. Khâm Thiên giám quan viên, tuy rằng người người thân ở Đại Ly Kinh thành ở trong, kỳ thật chẳng khác gì là đoạn tuyệt với nhân thế rồi, cùng ngoại giới hầu như không có gì liên hệ, mỗi lần ra ngoài đều cần bên trong cùng lễ bộ tầng tầng xét duyệt, báo cáo chuẩn bị, mỗi lần ra ngoài đặc chế quan điệp, dùng qua một lần liền cần tiêu hủy lại lục đương, bên trong người không dám kết giao leo lên quan viên bên ngoài quan ở kinh thành, lại không dám cùng khâm thiên giám. Giao tiếp, hơi có qua giới liên lụy, liền dễ dàng vứt bỏ nón quan, còn là đầu cùng theo một lúc rơi cái chủng loại kia. Trần Bình An tại một cái ngõ hẻm giữa chậm rãi mà đi. Một loại gạo nuôi trăm loại người. Đối đãi thiên địa rộng lớn phương này thế giới, giống như ai cũng là ở người mù sờ voi. Tầm mắt bất đồng, góc độ bất đồng, cho ra kết quả, sẽ khác nhau một trời một vực. Thuần túy vũ phu, tầm mắt có thể đạt được, rất nhiều vật dụng thực tế đều rõ ràng rành mạch, mà người tu đạo càng là có thể lờ mờ trông thấy thiên địa linh khí lưu chuyển, ngoài ra còn có thần linh vọng khí thuật. Trần Bình an tâm niệm Phật phỏng giữa, thiên địa tựa như đi theo xuất hiện biến hóa rất nhỏ, càng là tới gần kiếm khí trường thành cái hướng kia, hoặc là nói man hoang thiên hạ, bây giờ cái này cùng lục trầm tạm mượn mà đến cảnh giới, sẽ suy giảm càng nhanh, xem ra đồng dạng một người, còn là phân ra cái chủ yếu và thứ yếu có khác. Lúc này mới hợp lý nếu không mình bằng vào 14 cảnh tu vi một thân thông thiên đạo Pháp, tiến đến man hoang thiên hạ, chẳng phải là tương đương bỗng dưng nhiều ra hai cái 14 cảnh. Lễ thánh lúc trước tại bảo sao hay vậy lầu bên kia, sở dĩ đáp ứng tiên sinh, nhiều thử một lần. Có phải hay không đã dọc theo cái kia thời gian sông dài cao thấp du, thấy được một bước này. Như vậy lễ thánh là hy vọng chính mình mượn cơ hội này, làm cái gì? Nếu như lễ thánh là tiện tay mà làm, cũng không mục đích, như vậy có được phần này đạo pháp Trần Bình An, kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện ví dụ như hồi một chuyến quê hương núi lạc phách hoặc là lấy ngã cảnh làm làm đại giới đi xa bắc câu lô châu hoặc là đồng diệp châu trần bình an bỗng nhiên xuất hiện một cái mãnh liệt tâm niệm vừa xảy bước ra đại ly kinh thành trực tiếp xuất hiện ở dương gia tiệm bán thuốc hậu viện kết quả gặp được một vị thiếu niên bộ dáng đạo sĩ đạo tổ cười hỏi từ lúc nhỏ lên một thân một mình chăm sóc lấy các thời kỳ ngôi sao khổ cực hay không thiểu niên đạo đồng đứng ở trên bậc thang tiệm bán thuốc dương lão đầu thường xuyên ngồi ở đó cầm trong tay tẩu thuốc dài hút mây nhà khói trần bình an đứng ở dưới mái hiên đánh cái quy củ đạo môn chắp tay giữ im lặng không phải là trần bình an cố làm ra vẻ huyền bí mà lại là xác thực không biết như thế nào đáp lại chủ yếu vẫn là lo lắng liên lụy đến lý liễu đành phải kiên trì hũ nút thiếu niên đạo đồng run rẩy tay áo trở về cái da dáng nho ra ấp lễ cười mà không nói thiếu niên ngồi ở trên bậc thang duỗi ra một tay, tùy tiện ngồi, chúng ta đều là khách nhân, cũng đừng quá so đo. Ta là khách qua đường, người tạm thời cũng thế, về sau tức thì chưa hẳn. Trần Bình An dịch bước ngồi ở đó đầu trên ghế dài, cùng thiếu niên cách một cái tứ thủy quy đường sân vườn, hai bên ngồi đối diện nhau. Thiếu niên trước mắt đạo đồng thân phận, căn bản không cần đoán. Đã từng cưỡi châu qua cửa ải, du dương man hoang thiên hạ, tùy tiện chỉ một cái, liền đem cũ vương tọa đại yêu đánh về giếng cổ dưới đáy tại đối phương trên người lưu lại mấy nghìn năm không thể xóa nhòa đạo ngân càng khiến cho đại tổ mới lên chạy xa thiên ngoại không dám lộ diện dù là đại huyền đô quan tôn đạo trưởng như vậy một vị cách dăm ba ngày sẽ phải ân cần thăm hỏi chân vô địch đắc đạo cao nhân nghe đồn tại du lịch hạo nhiên thiên hạ thời điểm cùng bạch giã đám người mỗi lần nhấc lên sáng tạo bạch ngọc kinh đạo tổ đồng dạng cùng có vinh dự lời thề son sắt cam đoan trên đời có thể nhất đánh chính là vẫn còn là chúng ta thanh minh thiên hạ vị kia Tại đạo tổ bên này, biết rõ vẫn cố giả vờ, không có chút ý nghĩa nào, đến nỗi đem theo hồ đồ giả bộ rõ ràng, càng là làm cho cười cho người trong nghề. Đạo tổ mắt nhìn Trần Bình An trên người 14 cảnh khí tượng, cười nói, "Lễ một chữ, khó tại tình lý gồm nhiều mặt, không chết tấm. Tiểu phu tử còn là rất lợi hại đấy." Sau đó đạo tổ một câu nói toạc ra thiên cơ, "Ngươi có thể dung nạp xuống lục trầm phần này cảnh giới, tản mạn khắp nơi cực ít, không đơn thuần là lễ thánh cùng lục trầm nguyên nhân." cùng ngươi bản thân hư thuyền tạo nghệ khá cao, quan hệ không nhỏ, duy đạo tập hư, hư người tâm trai vậy. Hư mình người thiên địa rộng, chỉ nói ngươi người quen biết ở bên trong, Chu Mật, Thôi Sàm, Tề Tĩnh Xuân, Trịnh Cư Trung, Ngô Sương Hàng, đều là cùng loại người đọc sách. Thông tục một chút lời nói, chính là một cái người không bụng, mới có thể ăn được nhiều. Người tu đạo, vì sao có thể khác hẳn với thường nhân, cái gì gọi là vào núi tu tiên, đơn giản chính là đục núi vì phòng xá, đem phàm tục phu tử thất tình lục dục, tạp niệm chọc khí, chuyển ra đi, đem thiên địa linh khí, đạo pháp cơ duyên cùng công đức phúc báo, chuyển vào đến. Một bộ áo xanh ngồi nghiêm chỉnh, tựa như cái vừa mới đọc sách biết chữ trường tư mông đồng. Hôm nay vài tòa thiên hạ đỉnh núi tu sĩ, vô luận là phi thăng cảnh, còn là 14 cảnh, cũng không dám đối với Chu Mật gọi thẳng kỳ danh, chỉ sợ tiết lộ nhân gian thiên cơ cho bầu trời. Đạo tổ cười cười, gia hỏa này còn giống như bị mơ mơ màng màng cũng bình thường, tam giáo chư tử bách ra, há có thể khiến cái kia một, còn trẻ lúc liền đạt được người cầm kiếm nhận thức. Càng có hai vị sư huynh nhìn chầm chầm vào, Trần Bình An tự nhiên đánh vỡ đầu đều muốn không đến chính mình. Nhiều năm như vậy đi xa trên đường, kỳ thật không chỉ là tận dụng thời gian, cũng ban ngày đề đèn. Chỉ là đạo tổ không nóng nảy nói toạc việc này, hỏi, người thổi nhỏ liền cùng Phật hiệu thân cận, đối với khẳng định chối bỏ một chuyện lại rất có tâm đắc, như vậy nhất định biết rõ ba câu nghĩa rồi hả? Trần Bình An gật gật đầu, Phật nói thế giới, đã không phải thế giới, tên cổ thế giới. Đạo tổ mỉm cười nói, tốt lời nói, có thể càng nói xem, không ngại lấy một thí dụ. Đạo lý là thiên địa không rời du, ví dụ chính là chạm dịch bến đỏ, làm cho người nghe có một nơi sống yên ổn. Bằng không thì cao nhân nói rõ lý lẽ, cưỡi hạc trên dương châu. Trần Bình An nói ra, tô tử có thơ, đam châu dáng mây tiền giang chiều, chưa tới mọi cách hận không cần thiết, tới nguyên lai không còn sự tình. Đam châu dáng mây tiền giang chiều, đạo tổ nói ra lại lời nói trần bình an đáp đạo khả đạo phi thường đạo đạo tổ cười nói khó trách tô tử đưa tặng bảng chữ mẫu nếu so với liễu thất càng thống khoái chút ít cũng khó trách tôn quan chủ đối với người coi trọng gia tăng trở về quê hương gặp người đã nói hạo nhiên thiên hạ có một tiểu đạo hữu là một cái diệu nhân trần bình an có chút hẹn thùng người một nhà còn chưa có đi thanh minh thiên hạ thanh danh cũng đã đi đầy đường rồi hả đây coi là không tính mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu đạo tổ hỏi, có nghĩ tới hay không, vì sao ngươi cái kia hai vị sư huynh, dám đi bắt rùa trong vũ sự tình. Vạn năm trước, chúng ta ba vị liền không thể triệt để giải quyết hết cũ thiên đình, di chỉ cái này di hoạn, hôm nay chu mật vào chủ trong đó, chắc hẳn chỉ biết khó khăn càng lớn. Thế nhưng là hôm nay chúng ta ba vị đều muốn tán đạo rồi, chị Thủy một chuyện từ trước đến nay chắn không bằng sơ, đạo lý này, thôi xàm cùng tề tĩnh xuân, cũng không phải thiển cận người, há có thể không rõ. Người suy nghĩ một chút nữa, vì sao chu mật mang theo nhiều người lên trời hắn đến cùng đang đợi cái gì bổ khuyết thần vị theo chúng ta thế tục vương triều khâm thiên giám không sai biệt lắm từ trước đến nay một cái củ cải trắng một cái hố đạo tổ nói đến đây cười nói chu mật cũng không thể chỉ là chờ ba người chúng ta đi chặn cửa đi trần bình an lắc đầu nói vãn bối nghĩ mãi mà không rõ bởi vì nhân gian có một chuyện khiến chu mật điều cẩn thận mấy cũng có sơ sót rồi đạo tổ giơ cánh tay lên chỉ chỉ Trần Bình An, chính là ngươi, trong lồng tước. Bầu trời chu mật, nhân gian Trần Bình An, tồn tại một trận tâm tính trên kéo co, cuối cùng quyết định ai hơn có thể trở thành một cái mới tinh đấy, cường đại hơn chính là cái kia một. Núi lạc phách, hồn quy về trời, phách quy về địa phương. Đương nhiên chu mật khẳng định đều có thủ đoạn, cách khác lối tắt, sáng tạo cái mới, tìm kiếm phá giải phương pháp, tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Đạo tổ nói ra, vì vậy thanh đồng thiên quân lưu lại một phong thư cho ngươi, hỏi ngươi đã ăn no chưa, Trần Bình An trong nháy mắt tâm lý căng thẳng, song quyền hư nắm, đặt ở trên đầu gối, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ta chính là cái kia. Một, đạo tổ cười nói, tề tĩnh xuân sắc thực đem một bộ rất nặng trọng trách, sớm đặt ở ngươi đầu vai. Trần Bình An sáng tỏ thông suốt, vì sao một cái tính toán tường tận việc trời châu tử, sẽ sớm như vậy liền bắt đầu nhằm vào một cái hẻm nê bình cô nhi. Châu tử loại này tồn tại, nguyên bản đã sớm khám phá sinh tử, siêu thoát thiện ác rồi khi còn nhỏ lên núi hái thuốc, lần đó bị lũ bất ngờ ngăn trở. Dương lão đầu về sau truyền thụ một môn hô hấp thổ nạp pháp môn, làm trao đổi, Trần Bình An chế tạo một nhánh tẩu thuốc dài. Từ đại tùy kinh thành trở về, tặng cho một thanh phi kiếm, bị Trần Bình An đặt tên là 15. Dương lão đầu lý do là ai nhà lễ mừng năm mới còn không ăn bữa sủi cảo. Tăng thêm cái thanh kia tên thật vì tiểu phong đô phi kiếm phôi tử, mùng 1-15, ngụ ý trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15 chưa từng nghĩ nhất tránh không khỏi đấy, hình như là Trần Bình An chính mình. Lần nữa đi ra ngoài đi xa, đi kiếm khí trường thành vì Ninh Diêu đưa kiếm, đi đứng bên trên rán có chân khí phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An hỏi, trước đây chính là ta. Đạo tổ lắc đầu nói, vậy cũng quá xem thường thanh đồng thiên quân thủ đoạn, cái này một, là ngươi chính mình cầu đến đấy trần bình an nhẹ nhàng thở ra gọn gàng dứt khoát hỏi xin hỏi đạo tổ có thể hay không giải quyết việc này hơn nữa ta vẫn là ta đạo tổ cười ha hả nói tự cầu nhiều phúc trần bình an tức cười đạo tổ đoán chừng là lo lắng trần bình an nghĩ sai rồi thật sự là một cái nguyên bản hào hào lời nói ngay cả trên thế gian cho truyền lưu được càng ngày càng đều rời đi nghĩa gốc vì vậy đạo tổ sau đó bỏ thêm một chữ tự cầu người nhiều phúc trần bình an hỏi nếu như lý liễu hoặc là mã khổ huyền thấy được những cái kia văn tự như vậy sẽ là ai bút tích cho tới nay trần bình an thủy trung nghĩ lầm những cái kia văn tự xuất từ lý liễu hoặc là mã khổ huyền thủ bút đạo tổ lắc đầu nói không nhất định lý liễu chứng kiến có thể là cái kia dường như thay người khác đòi nợ đồng thủy tỉnh hoặc là đạo tâm thủ nhất lâm thủ nhất mã khổ huyền chứng kiến có thể là hỏa thần nguyễn tú hoặc là thủy thần lý liễu cố sán chứng kiến có thể là tống tập tân hoặc là vẽ rồng điểm mắt triệu diêu, Nguyễn Tú chứng kiến. Tiếp theo là hẻm Nê Bình Trần Bình An hoặc là Lưu Tiện Dương chữ viết. Chỉ có thể xác định một chút, mặc kệ người nào nhìn thấy, đều không phải là của mình bút tích. Đạo tổ cười nói, làm các ngươi trong lòng nhận định một chuyện, sẽ không ngừng tìm kiếm lý do hòa luận theo, đến trèo chống các ngươi phần này nhận thức. Thợ làm gốm, đồ tử, khám nghiệm tử thi, thợ mộc, người đốn củi tìm củi, ngư ông tìm cá, đơn giản là thành thạo một nghề, đều có bất đồng như vậy đối đãi cùng một tòa thế giới sẽ đều có trọng điểm trần bình an nhíu mày không thôi thử dò hỏi những cái kia văn tự cùng loại trấn hồng trúc giống như là một chỗ thời gian sông dài hợp dòng chỗ cho nên ai cũng có thể là đồng thời ai cũng không phải là khắc chữ người đạo tổ hỏi một đằng trả lời một nẻo thanh đồng thiên quân sở dĩ thiết trí cấm chế này là vì cho các ngươi những người tuổi trẻ này cũng không đến nỗi trong tương lai trên con đường tu hành quá mức phí sức đương nhiên lo lắng hơn tại ly châu động thiên nghiền nát lạc địa sinh căn về sau đã mất đi một đạo ngăn cách thiên cơ bình chướng trẻ tuổi nhao nhao ra ngoài du lịch gặp qua sớm lộ ra về cái kia một dấu vết để lại về thời gian sông dày chảy về phía là một cái không nhỏ cấm kỵ người tu đạo được từ mình đi lục lọi tìm tòi nghiên cứu đạo tổ cười nói hiện tại ngươi có phải hay không có thể trả lời lúc trước vấn đề kia rồi hả trần bình an vô thức quay đầu mắt nhìn hẻm nê bình phương hướng từ nhỏ ngõ hẻm đi đến tiệm bán thuốc bên này nếu là có tiền mua thuốc gió tuyết thời tiết con đừng lầy lội cũng sẽ bước chân nhẹ nhàng trong túi quần không có tiền đồng dạng lộ trình dù là một đường xuân về hoa nở cũng sẽ làm cho người ta đi lại tập tĩnh mỏi mệt không chịu nổi tại sao lại như thế tâm cảnh gây ra pháp không cô sinh theo cảnh lên trèo non lội suối cũng không dây dưa dài dòng cái này là phật môn cái gọi là trừ tâm chưa trừ diệt sự tình huống chi tiên sinh nhà mình còn từng chuyên môn chú giải qua lòng người duy nguy đạo tâm duy hơi một câu còn trẻ lúc đốt gốm xứ một chuyện lớn nhất học vấn đơn giản bốn chữ thuận buồm xuôi gió tâm chỗ hướng tay chỗ hóa trần bình an nói ra không cần một người mù dạo phố ngõ hẻm chỉ vì có thể tại trên mặt đất tìm khối đồng tiền cũng không cần chờ nhà khác mở cửa ta cảm thấy đến độ không khổ cực đạo tổ cười hỏi nhặt lấy trả tiền trần bình an thẹn đỏ mặt nói thật đúng là nhặt qua mấy viên giúp người đoạt nước trong màn đêm có một đứa nhỏ nằm ở bờ ruộng trên vảnh lên chân bắt chéo, nhai lấy rễ cỏ, đỉnh đầu chính là tinh hà sáng chói. Đứa nhỏ dơ lên cao cao một viên ban ngày trên mặt đất nhặt được đồng tiền. Đạo tổ dơ tay lên, chỉ chỉ đầu, lại chỉ chỉ ngực, một người lý tính, là ngày kia tích lũy học vấn tập hợp, là tự chúng ta sáng lập ra mảnh con đường. Chúng ta cảm tính, thì là trời sinh đấy, phát hồ tâm, tâm người quân chủ chi quan vậy. Thần minh dạ yên, đáng tiếc con người làm ra vật lụy, tâm vì hình phục dịch. Cho nên tu hành, nói một nghìn đạo một vạn, cuối cùng không tránh được một cái tâm chữ. Trần Bình An, thử hỏi thế gian hết thảy thuật chi tôn chỉ chỗ. Trần Bình An hơi chút suy nghĩ, đáp, có thể chứng nhận ngụy, có thể sửa chữa sai. Đạo tổ lại hỏi, đạo chỗ tại. Trần Bình An đáp, có thể làm cho tâm thần người hướng tới, cùng thiên địa vạn vật hợp nhất, rời xa điên đảo mộng tưởng. Đạo tổ gật gật đầu, tựa hồ đối với Trần Bình An đáp án coi như thỏa mãn, có vài phần cảm khái thần sắc, trăm hoa đua nở, nghìn khả tranh giành chảy, sớm nhất những cái kia thay trời đổi đất nhân tộc tiên hiền, ở đằng kia đoạn rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả cao chót vót trong năm tháng, bất kể là tu đạo lên núi, còn là nghiên cứu học vấn, đều là một cái rất tốt đẹp thời đại. Đạo tổ đứng lên, theo ta đi một chuyến hẻm nê bình. Trần Bình An đi theo đứng dậy, cùng đạo tổ cùng đi ra khỏi hậu viện, tiệm bán thuốc tiền viện tô điếm cùng thạch linh sơn hồn nhiên chưa phát giác ra. Bước ra ngưỡng cửa, đạo tổ nhìn về phía đường đi mỉm cười nói, tề tĩnh xuân năm đó đi xa tiểu liên hoa động thiên, Hái đi cái kia chi hoa sen trước, nói với ta một phen ngôn ngữ, tu hành chi chỉ thích ở chỗ biết, rõ, cầu đạo chi nhạc thú ở chỗ không biết. Khá lắm, dạy ta tu đạo đâu? Trần Bình An hiểu ý cười cười. Đạo tổ đột nhiên trêu ghẹo nói, ngươi cái này làm sư đệ cũng không kém, trước kia thượng vị luyện quyền học kiếm, liền dám để cho ta nhường đường rồi. Trần Bình An cười nói, còn trẻ ngu ngốc, nói câu mạo phạm ngôn ngữ, đạo tổ thứ lỗi. Cũng không phải là trong nội tâm lời nói núi lạc phách sơn chủ lấy chân thành đối người thân chính không sợ bóng dáng nghiêng là trong nội tâm lời nói vậy không sao đêm hỏi lương chi ngày phơi nắng tâm nói đi một mình đường cũng không thể bị chính mình bóng dáng hù đến cùng nhau đi tại trên đường đạo tổ thuận miệng hỏi gần nhất tại nghiên cứu cái gì học vấn đối với đạo tổ mà nói giống như cái gì cũng có thể biết rõ muốn biết đã biết rõ như vậy không muốn biết cũng không cần biết rõ đại khái cũng coi như một loại tự do Trần Bình An đáp, nhìn chút ít đạo môn pháp điệp cùng phù đồ phù lục văn. Trước khi đến, đáng lẽ ý định muốn đi chuyến khâm thiên giám, mượn vài cuốn sách. Lễ Thánh ở Kinh Thành nhắc nhở qua một chuyện, chứng đạo cơ hội chỗ, ngay tại văn tự. Cái này bắt đầu vì du lịch thanh minh thiên hạ làm quyết định. Nhân vô viễn lự. Trần Bình An lo lắng một cái không cẩn thận, tại thanh minh thiên hạ bên kia vừa thò đầu ra, đã bị Bạch Ngọc Kinh Nhị trưởng giáo một cái tát chụp chết. Chẳng qua là khi lấy đạo tổ trước mặt, luôn khó mà nói cái kia đệ tử đích truyền chính là không phải. Đọc sách có thể có tâm đắc. Đàn thư chân tích trên đã từng nói qua, phù lục văn là do đạo khí diễn diễn mà thành văn tự, vì vậy ý định nhiều lựa chút quỷ hoa văn rồng, thao thiết xăm cùng mây triện xăm đi xem. Đạo tổ ừ một tiếng, đọc chi khiến người thần xem bay qua. Trần Bình an nghi hoặc khó hiểu, không phải là xem, mà lại là đọc. buổi chú đồ án như thế nào cái đọc? Đạo tổ quay đầu cười nói, vừa rồi tại tiệm bán thuốc bên trong, Ngươi biết mình là cái kia một, bây giờ có thể không lo sợ, còn có thể giải thích vì ngươi bản thân đạo tâm củng cố. Hơn nữa lục trầm đạo pháp tặng, chỉ là vì sao nửa điểm nghĩ mà sợ đều không có, ngươi sẽ không lo lắng là thuần túy thần tính gây ra. Còn ngươi nữa đừng quên, hôm nay võ học đường, vốn là thần đạo cũ đồ. Trần Bình An ánh mắt sáng ngời, nhìn xem trên đường phương xa, một vị 14 cảnh đại tu sĩ tâm chỗ nghĩ, trực tiếp đại đạo hiển hóa, trên đường vậy mà súng nổi lên một cơn mưa nhỏ, hành tẩu trong đó, vậy chân đi trên đất bằng đi đến thử nhìn một chút đạo tổ cười cười cùng trần thanh đô cái kia chết ngang bướng chết ngang bướng ra hỏa còn rất giống như khó trách bối phận cách xa rồi lại hợp ý rất kiếm tu a à, trần bình an quay đầu nhìn lại lít tiệm bán thuốc sau đó hai người cùng đi hướng hẻm nê bình đạo tổ đem một ít bạch ngọc kinh cũng sẽ không ghi chép lão hoàng lịch êm tai nói tới có người đã từng vì tìm kiếm mình tướng mạo sẵn có dọc theo cái kia thời gian sông dài ngược dòng mà lên tìm nguồn gốc, kết quả không có kết quả. Có người siêng năng, thử tìm kiếm trong trời đất hoàn toàn giống nhau hai đóa hoa. Cả buổi, một tòa thiên hạ thời gian sông dài trọn vẹn đình trệ cả buổi. Một thân đạo Pháp, rốt cuộc chống đỡ không nổi, như vậy tan nát trong trời đất. Người này cuối cùng mỉm cười nói, đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được. Lại có người chống kiếm đi xa, khai thiên tích địa, truy tìm một đáp án. Người giỏi còn có người giỏi hơn vì sao người, thiên ngoại hữu thiên gia sao trời. Ngươi đoán một chút xem, như thế nào cái khai thiên tích địa. Trần Bình An lập tức nhớ tới sư huynh thôi sàm, tại kiếm khí trường thành lần kia gặp gỡ, một cái tát vỗ vào trên cánh tay, liền đáp, lấy điên đảo hạt cải tu di chi thuật, hướng thân người tiểu thiên địa đi, bên trong cầu từ chứng nhận. Đạo tổ nhưng không có cho ra đáp án, đã nói sang chuyện khác, dạy ngoài bổ sung lý lịch, không đứng văn tự. Ngôn ngữ lúc đó chẳng phải văn tự, cho nên có người như vậy tán đạo, ý đồ đánh vỡ văn tự rào, thiết lập nghìn năm trong khi, hỗn độn một mảnh thần thức chi hải sáng ngút ngàn dặm sáng ngút ngàn dặm tối tâm có người càng muốn tìm tòi nghiên cứu một chuyện viễn cổ thần linh trước lại có cái gì tồn tại sáng tạo ra thần linh vì vậy liền lại có người sinh ra nghi hoặc cái kia thời gian sông dài rút cuộc là một cái đến vô tung đi vô tích thẳng tắp còn là một cái tuần hoàn không thôi tròn tin tưởng hoặc là từ vô số không thể thiết các điểm tạo thành có phải hay không là viễn cổ thần linh đã từng sáng tạo ra có linh chúng sinh cuối cùng lại giao cho nhân tộc tại tương lai sáng tạo ra thần linh trần bình an giữ im lặng chỉ là khó tránh khỏi tò mò vị này đạo tổ đã từng có thành công hay không đi qua biên giới chỗ lại nhìn thấy gì cái gọi là đạo rút cuộc là vật gì đạo tổ cười nói người thiếu chút nữa đã bị lục trầm thay mặt sư phụ thu đệ tử trở thành của ta quan môn đệ tử lục trầm hiển nhiên so với người suy nghĩ xa hơn đi bạch ngọc kinh trong lồng tước phía sau cánh cửa đóng kín thì càng danh xứng với thực trần bình an ngẩn người chẳng qua Bạch Ngọc Kinh bên kia, còn giống như là ta nói càng giữ lời. Cho dù là đang tại Trí Thánh Tiên sư trước mặt, ta vẫn còn muốn nói một câu, ngươi muốn là trở thành của ta quan môn đệ tử, ở đâu cần như thế lao tâm lao lực, chỉ để ý tại Bạch Ngọc Kinh tâm trai ngồi một mình, tu hành đại đạo, làm cái kia bốn trưởng dạy, ít nhất vạn năm không lo. Nghe một chút, các ngươi vị này Trí Thánh Tiên sư thật sự là nửa điểm không khiến người ngoài ý, lại nhảy ra cái Tam tự kinh. Trần Bình An đối với cái kia lọt vào tai ba chữ, giả vờ không nghe thấy chưa từng nghĩ học cứu thiên nhân trí thánh tiên sư, còn là một vị tính tình người trong. Đạo tổ giống như đang cùng trí thánh tiên sư đối thoại, cười nói, thầy đồ cuốn tay áo cho ai xem, nếu như ta không có nhớ lầm, trước kia cái thanh kia bội kiếm, thế nhưng là đều bị một vị đắc ý học sinh mang đến man hoang thiên hạ. Trần Bình an tâm thần khẽ nhúc nhích, sớm nhất văn miếu 72 hiền, trong đó có hai vị, khiến Trần Bình an tò mò nhất. Bởi vì bồi tự thánh hiền học vấn cao, làm trí thánh tiên sư đệ tử đích truyền, cũng không ly kỳ, nhưng mà một cái là nổi danh có thể kiếm tiền một cái khác tức thì không phải bình thường có thể đánh chỉ là hai vị này ở phía sau đến văn miếu trong lịch sử giống như đều sớm lui cư chú phía sau màn rồi không biết tung tích lại không thấy tại hạo nhiên thiên hạ khai sáng văn mạch cũng không đi theo lễ thánh đi hướng thiên ngoại chỉ là dù là hết sức tò mò trần bình an trước đây sinh bên kia còn không có hỏi kịp nội tình đạo tổ cười cùng trần bình an giải thích nói quân ác nổi lên bốn phía tất có áp thắng Văn Miếu vẫn còn có chút chuẩn bị ở sau đấy. Đạo tổ đột nhiên hỏi, có muốn hay không gặp một lần. Trần Bình An đang muốn từ chối nhã nhận việc này, chỉ là trong một chớp mắt, tựa như đã gặp một bức xa cuối chân trời tranh sơn thủy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Man hoang thiên hạ, một chỗ linh khí mỏng manh gần như không xa xôi chỗ, có tiếp giáp nhà tranh hai tòa, có một thân hình cao lớn khôi ngô hán tử, dâu rậm, vạt phải. Hán tử một thân nồng đậm sơn dã khí tức, đang tại cầm đao bổ củi đốn củi, còn có một vị cao gầy thanh niên nam tử, đầy người phong độ của người trí thức, chắp tay sau lưng, đang xem lấy nhà tranh trên cái kia bị đặt tên là Lino Mèo, nó mới vừa từ trên một thân cây nhảy xuống, ngậm con ve mà đi. Chỉ có điều cái này con mèo là bạn cũ trước kia lưu lại đấy, hắn chỉ là giúp đỡ chăm sóc mà thôi. Đốn củi hán tử hỏi, nói như thế nào? Thanh niên gật đầu nói, thơ cũ bản thảo đã sửa sang lại được không sai biệt lắm, ngoài ra chuẩn bị 3.000 đầu phá trận quân cờ. Có thể ra cửa. Hán tử cười nói, ba nghìn đầu nhiều như vậy cái kia tiêu chuẩn khẳng định cao thấp không đều rồi may mà là ở man di nơi không có mấy cái biết hàng đấy bằng không thì ngươi cũng không có mặt tự báo tên tuổi đi mất mặt ném đến man hoang thiên hạ ngươi tính độc nhất phần thanh niên cười nói độc nhất phần có a lương kế cuối ta sợ cái gì khôi ngô hán tử nhịn không được cười lên buông đao bổ củi phủi tay đi nhà tranh phía sau một chỗ mộ chôn quần áo và di vật tìm ra không trọn vẹn thiết kiếm một thanh cao quan đỉnh đầu chặt dây một đoạn nho sam một kiện hán tử thỏ tay phủi đi mũ xưa bụi đất đội ở trên đầu không quên một lần nữa ung dung hy sinh mặc nho sam lưng đeo trường kiếm hán tử như cũ râu rậm khí thế rồi lại tưởng như hai người hạo nhiên thiên hạ từng có cổ ngữ mạnh miệng một câu quân tử chết quan không khỏi thanh niên đi vào nhà tranh ở trong từ trên vách tường tháo xuống một thanh trường kiếm trên bàn có một chiếc ngọn đèn hạo nhiên thiên hạ từng có người trong lúc say thắp đèn xem kiếm làm vị này trẻ tuổi thư sinh cầm trong tay trường kiếm, coi như thiên hạ mũi nhọn, ba thức tụ lại. Chấn nhỏ bên này, hai bên đi ngang qua cái kia chỗ lão cây hòe di chỉ, đạo tổ chậm rãi nói, đoán xem xem, cái kia kiếm gỗ hòe hộp, lão đại kiếm tiên có hay không đã còn cho ngươi. Trần Bình An lắc đầu nói, đoán không đến. Đạo tổ cười trừ, về sau có cơ hội biết rõ đấy. Trần Bình An hỏi, lão quan chủ có phải hay không đang ở phụ cận? Đạo tổ gật đầu nói, đang tại nhà của ngươi cửa sơn muôn uống trà cắn hạt dưa, đi núi lạc phách trước, tại trấn nhỏ bên này, bị cảnh thanh đạo hữu vỗ sừng châu, còn nói nhà của ngươi đỉnh núi cỏ xanh tươi tốt, buông ra ăn quản đủ. Trần Bình An duỗi ra ngón tay, vuốt vuốt mi tâm, thật là một cái đại gia. Đi đến hẻm nhỏ lỗ hồng bên kia, đạo tổ dừng bước lại, nhìn trước mắt này hẻm nhỏ, mỉm cười nói, ta cái kia đứng đầu học trò. Một người duy nhất tự mình thu đệ tử, từng có thứ nhất ngụ ngôn, Nói là cái kia buồn lo vô cớ, Lục Trầm lại nói buồn lo vô cớ, mới là đại trí tuệ, vì vậy Lục Trầm một mực sợ hãi cái nào đó cách nói, cái gọi là muôn đời ung dung, là bị mộng thấy người đang trong mộng tỉnh. Sau đó ở đằng kia một khắc sẽ thiên địa quy nhất. Bạch Ngọc Kinh còn có vị người tu đạo, ý nghĩ rất có ý tứ, sợ sư tổ của hắn, giống như là một cái ông ông tác hưởng con mũi. mặc dù thoát ly thiên đạo trói buộc, sau đó bị phát hiện rồi, cũng chỉ là bị một cái tát sự tình. Bạch Ngọc Kinh lại có một người hoàn toàn trái lại, cảm thấy vô số tòa thiên địa từng vị cái gọi là siêu thoát đại đạo người, liền chỉ là chúng ta trên cánh tay nhiều ra một viên điểm đỏ, trong nháy mắt liền phá, điểm này, sư huynh của ngươi thôi sầm sớm liền nghĩ đến. Đại khái trên, còn là lục trầm ý nghĩ kia, tương đối không nhất rõ ràng, về sau ngươi nếu như đến rồi Bạch Ngọc Kinh làm khách, có thể tìm hắn tinh tế trò chuyện. Đạo tổ nói ra, liền đi đến nơi đây tốt rồi. Trần Bình An chắp tay thi lễ. Đạo tổ cười trả một cái đạo môn chắp tay, sau một khắc trần bình an liền trở về đại ly kinh thành suy nghĩ một chút hay là đi hướng khâm thiên giám đại ly khâm thiên giám một chỗ trong phòng có người dân hương tiên vụ thướt tha một vị chỉ là ở nhờ khâm thiên giám người ngoài trẻ tuổi tướng mạo họ viên những năm này tại quá lịch sử cục giúp không ít bận bịu bởi vì tinh thông kinh vĩ dạng trăng tinh nhiên suy thuật cùng bí mật dẫn đầu vì khâm thiên giám hoàn thiện mơ hồ khí kém cùng triền suy pháp đúng là người này trước người bày đặt một cái nhỏ lư hương cầm trong tay hương đũa tại đốt già nam hương chỉ là khâm thiên giám giám sát đang cùng giám sát phó lúc này đang đối mặt nhìn nhau vừa rồi hai vị lão tu sĩ còn rất nhàn hạ thoải mái trêu chọc vài câu cùng loại viên chức thường thiếu đọc sách khoản nợ dâng hương rảnh rỗi xem tô tử từ ngôn ngữ trước trần bình an ở kinh thành cái kia chỗ khách sạn ra tay sau đó ninh diêu xuất kiếm động tĩnh đều rất lớn nhưng mà cũng không bằng vừa rồi một khắc này dị tượng tới kinh thế hãi tục giám sát phó nhỏ giọng hỏi, giám sát chính đại người, vị này ẩn quan, chẳng lẽ là một vị thâm tàng bất lộ phi thăng cảnh kiếm tu? Giám sát chính mở ra lòng bàn tay, nhìn xem cái kia miếng văng tung tóe cổ lão quy sát, bùi ngùi thở dài nói, người cái này suy đoán, tự hồ còn là thấp. Giám sát phó bỗng nhiên lấy trưởng đập đầu gối, đánh chết không tin. Tuyệt không hợp lý. Dù là Trần Bình An là một vị phi thăng cảnh kiếm tu, giám sát phó đô không tin. 40 tuổi ra mặt ngọc phát cảnh kiếm tu, cũng đã đầy đủ làm cho người ta sợ hãi mắt, đến nỗi cái kia ninh diều. Nói nàng làm cái gì? Giám sát chính thở dài, mặc kệ chân tướng đến cùng như thế nào, tình huống chính là bây giờ như vậy cái tình huống, giao long chiếm giữ tại nhỏ ao, tùy tiện một cái dung đùi đắc ý, đối với đại ly kinh thành mà nói, chính là ngăn đón không thể ngăn đón sóng to gió lớn. Áp chi lấy lực lượng, là si nhân nằm mơ. Hiểu chi lấy lý. Ha ha, văn thánh nhất mạch đích truyền. Giám sát phó thăm dò tính nói ra, cái kia cũng chỉ còn lại có động chi lấy tình rồi hà giám sát chính tâm thần chấn động không thôi trần bình an thật đúng là đến rồi chẳng qua lão tu sĩ như cũ thần sắc tự nhiên ra vẻ giật mình gật đầu nói ta phải lập tức đi cùng bệ hạ báo cáo việc này làm phiền giám sát phó đại nhân thay tiếp khách rồi mới nhớ lại giám sát phó đại nhân trước kia vì sơn nhai thư viện nói là qua không ít lương tâm ngôn ngữ đấy hiểu chi lấy tình nhất phù hợp những thứ khác không nói trần bình an còn là một nhớ tình bạn cũ người giám sát phó đại nhân ngươi đi cùng hắn hiểu chi lấy tình, đúng bệnh hốt thuốc. Giám sát đúng là có cực khổ nói, tại trường Xuân Cung bên kia, thật là bị cái kia đại ly thái hậu hại được không nhẹ, lúc trước Trần Bình An xem lễ chính Dương Sơn trước, ở đằng kia quá vân lâu khách sạn nằm ở trên ghế mây nghỉ ngơi, đại ly thái hậu cứ phải xuất ra cái kia mảnh bổn mạng gốm xứ, mệnh hắn thi triển trưởng quản núi sông Thần Thông, xa xa xem Trần Bình An, kết quả tốt rồi, nếu là dùng cái kia giang hồ cách nói, hai bên coi như là kết xuống cửu oán rồi cuối cùng giám sát chính giám sát phó. Hai vị lão nhân đều nhìn về phía cái kia thủy trung trầm mặc thanh niên tu sĩ, viên tiên sinh. Thanh niên tu sĩ cười nói, đến đều đã đến, nếu như đuổi không đi, liền yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao xấu nhất kết quả, nhưng mà bị người hủy đi khâm thiên giám, dù sao đại ly hôm nay có tiền. Một tòa khâm thiên giám, đối với bây giờ Trần Bình An mà nói, như vào chỗ không người, liếc mắt tấm biển, xem tượng đài thiên văn báo giờ trời rủ xuống tượng thấy lành dữ, cho nên trời cao rủ xuống tượng, thánh nhân chọn chi. Khâm thiên giám luyện khí sĩ, quan sát thiên tượng, suy tính thời tiết, xác lập chính sóc, biên soạn và hiệu đính lịch pháp, cần đem những cái kia hưng suy dấu hiệu nói với đế vương. Thiên địa sớm đã đem tượng đã còn tại đó rồi, tựa như một quyển mở ra sách vở, thế gian mọi người có thể tùy tiện đọc qua, lại lấy tu đạo chi sĩ đọc qua càng thêm cần cù, hết thảy thu hoạch, có lẽ chính là từng người đạo hạnh cùng cảnh giới. Trời tượng, chữ nhân thiên bằng giống như. Tu đạo chứng đạo đắc đạo, đại khái chính là một cái người tu hành mục đích, cuối cùng như là cùng thiên địa cùng bất diệt. Trần Bình An tùy ý một bước liền bước vào một tòa che kín nặng hơn, sơn thủy cấm chế tàng thư lâu, trong lòng thở dài một tiếng, không hổ là ai cũng đánh không lại, ai cũng đánh không lại bạch ngọc kinh tam trưởng giáo. Đạo lý lại đơn giản chẳng qua, lục trầm tựa như một thân một mình, một mình đưa thân vào một tòa đại đạo không sứt mẻ lộ đích nguyên vẹn thiên địa, ngoài ra hết thảy thế nhân chung sống thiên hạ khác, hai không ngại, nước giếng không phạm nước sông cũng không biết 14 cảnh kiếm tu, dốc sức một kiếm, có thể hay không chém ra phần này đại đạo rào. Bảo sao hay vậy lẩu bên kia, hầu như không có gì tu hành bí tịch, phần lớn là tam giáo chư tử bách ra truyền thế có tên, vì vậy Trần Bình An mới có thể muốn đến bên này đọc sách. Bởi vì cảnh giới còn tại đó, lật sách cực nhanh, thần thức khẽ nhúc nhích, thoáng qua giữa liền xem hết một quyển sách, một ít chứng kiến làm cho mình ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích sách cổ, Trần Bình An đều từ trên giá sách gỡ xuống, sau đó yên lặng ghi nhớ những cái kia mấu chốt câu nói. Liền núi giống như núi ra nội khí, liền thiên địa. Có phải hay không cùng Tam Sơn Phủ có quan hệ? Long hóa tại con rán lặn trong oa. Man hoang thiên hạ có thể hay không có này hung vật bằng này bí thuật ẩn nấp. Hết thảy thiên ma, quét rác dâng hương. Là cùng viễn cổ tế tự có quan hệ. Cuối cùng Trần Bình An cầm vài cuốn sách, xuyên tường mà qua, đem sách vở kẹp ở dưới nách, một bộ áo xanh dựa vào lan can mà đứng sân rộng bên kia tụ họp một đám khâm thiên giám tu sĩ phần lớn tuổi không lớn lắm có giò khắc đồng sơ tóc để chỏm búi tóc lấy áo xanh kiểu dáng phong cách cổ xưa ngoài ra còn có một chút ăn mặc bất đồng núi cao khinh trúc lịch sử ti thần sư thiếu niên thiếu nữ đều có một đám người đang trên bậc thang hoặc đứng hoặc ngồi đứng có đứng tin tưởng ngồi có tướng ngồi chỉ là ai cũng không lười nhác khâm thiên giám đến cùng còn là quy củ nặng bọn hắn nghị luận nhiều nhất đấy đương nhiên vẫn là ngư hồng cùng chu hải kính trận kia lôi đài luận võ lại có là một ít ra ngoài rèn luyện sơn thủy kiến văn khâm thiên giám luyện khí sĩ ra chuyến cửa không dễ dàng vì vậy mỗi lần du lịch sơn thủy lộ trình cũng sẽ không ngắn thường xuyên vừa đi chính là non nửa cái bảo bình châu hơn nữa hành tung che giấu mỗi lần xuất hành đi xa đều có hai nhóm người âm thầm hộ đạo đại ly hình bộ cung phụng cùng các nơi tùy quân tu tù sĩ chịu không được nửa điểm chỗ sơ xuất đại ly khâm thiên giám vọng khí thuật quý hiếm trình độ, nửa điểm không thể so với kiếm tu kém. Trần Bình An đang do dự giúp cuộc là phản hồi chấn nhỏ, đi một chuyến dương ra cửa hàng nhìn phong thư, còn là hồi khách sạn tìm bùi tiễn cùng Tào tỉnh lãng, hoặc là đi độ thuyền bên kia gặp một lần hai vị sư điện, hoặc là trực tiếp đi một chuyến hoàng cung. Nhìn xem những cái kia trên đại thể còn là vô ưu vô lự thiếu niên thiếu nữ, Trần Bình An không thể không cảm thán một câu, xanh miết năm tháng, đáng yêu nhất thời gian. Khâm thiên dám chia làm trời văn khoa, địa lý khoa, giò khắc khoa, lịch pháp khoa, ngũ hành khoa, tế tự khoa, quá lịch sử cục, thuật toán cục, kiến tạo cục, trước đó không lâu mới thiết lập phân giới cục, núi khinh cục cùng tiếng địa phương cục. Ngoài ra còn có một chút trung cổ viện, ấn lịch làm cho nước trong nha môn. Trong đó lịch pháp khắc, lại biệt xưng lân đài, mới thiết lập phân giới cục, chịu trách nhiệm vì hoàng gia trưởng quản các triều đại đổi thay vảy màu vàng đồ sách. Mà cái kia tiếng địa phương cục là do lễ bộ tập hợp một châu tiếng địa phương, thị lang triệu diêu cụ thể trụ trì việc này, cuối cùng được lưu giữ trong khâm thiên giám. Đây là một khoản liên quan đến thần tiên tiền cực lớn chi tiêu, hộ bộ không thiếu chửi mẹ, bởi vì triệu diêu từng tại hộ bộ làm qua mấy ngày kém, vì vậy đem vị này đột nhiên chức vị cao lễ bộ thị lang, nói thành là một cái tể bán ra dụng phá ra chi tử. Bộ binh đám kia đại lão thô không thể trêu vào, người triệu diêu một cái lễ bộ quan viên, nói chuyện ra cãi nhau không quan trọng, đánh nhau có thể đã có nhục nhã nhặn rồi. Khâm thiên giám bên trong, trong lúc vô hình cũng là có cao thấp phân chia đấy, nhìn bầu trời đấy, xem thường tin tưởng mà đấy, tin tưởng mà xem thường chỉ biết hoàn thành từng bước, tuân theo cũ lễ tế tự đấy, tế tự lại xem thường trông coi giò khắc đấy, sau đó trong đó nhất địa vị cao cả lịch pháp khoa, xuất thân lân đài, khảo thi định lịch pháp linh đài lang, thân phận nhất thanh quý, ai cũng xem thường. Trần Bình An ngắm nhìn bốn phía, cái kia một, trong lồng tước, Trần Bình An lặng lẽ nâng lên tay phải, sờ lên tay trái cổ tay, đi xa khôi phục đi xa năm tháng như thoi đưa xuân đi mùa thu đến suy nghĩ khôi phục suy nghĩ thời gian qua nhanh cưỡi ngựa xem hoa chính thức để cho nhất trần bình an do dự đấy còn là một cái khác chính mình dắt tay nhau đi xa một chuyện rút cuộc là đi cái kia chỗ chiến trường còn là con mẹ nó thẳng đến thác nguyệt sơn trần bình an quay đầu bởi vì không có cố ý che giấu tung tích vì vậy cho đã tìm tới cửa là ngựa giám sát phó cùng một thứ tên là viên thiên phong khâm thiên giám người ngoài Viên Thiên Phong khoảng cách gần nhìn thấy vị này trẻ tuổi ẩn quan, trong lòng cảm khái không thôi, công đức viên mãn, thiên nhân hợp nhất. Thật sự là một vị trong truyền thuyết 14 cảnh đại tu sĩ rồi hà. Trần Bình An ôm quyền cười nói, núi lạc phách Trần Bình An, gặp qua ngựa giám sát thừa, viên tiên sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hô giám sát phó, không thỏa đáng. Chẳng qua Trần Bình An càng nhiều tâm tư, còn là đặt ở cái kia sảng khoái tinh thần thanh niên tu sĩ trên người. Về kinh thành khâm thiên giám, thôi đông sơn chuyên môn đề cập tới vị này tại Đại Ly, triều đình và dân gian bừa bãi vô danh viên tiên sinh, cho một cái đánh giá rất cao, sảng khoái tinh thần, trí thú bồng bềnh, đầy ngồi vui vẻ, đặc sắc kinh người. Dùng bùi tiễn khi còn bé mà nói nói, chính là khiến ngỗng trắng lớn khen người tốt, cái kia chính là noãn thụ tỷ tỷ ngủ nướng, mặt trời mọc ở hướng Tây, trong mồm chó phun ra ngả voi ngựa giám sát phó đáp lễ nói gặp qua trần tiên sinh ước chừng là ám chỉ ngươi trần bình an hôm nay không phải là ẩn quan trở về quê hương chính là văn thánh nhất mạch người đọc sách rồi viên thiên phong ngược lại là đối với trần bình an gọi là trần sơn chủ ngựa giám sát phó mắt nhìn trần bình an dưới nách vài cuốn sách tịch chỉ là không nói gì khá lắm không mời mà tới không báo mà lấy đi không từ giã may mà cái kia vài cuốn sách cũng không tính quá mức quý trọng còn nữa khâm thiên giám bên trong chân tàng một đám bản đơn lẻ bản tốt nhất có hai cái từ văn vận ngưng tụ mà thành thư hương tinh mị chuyên môn chịu trách nhiệm giúp đỡ truyền thừa huống chi khâm thiên giám chính thức bí mật không gặp người sách cấm cũng không ở lầu đọc sách trong để đó cho dù là hắn cái này giám sát phó muốn tìm đọc đều được còn lại hai vị gật đầu đáp ứng mới được lật ra cái nào quyển sách đều ghi chép trong danh sách lấy trần bình an hôm nay phần này coi như từ trên trời giáng xuống cảnh giới cùng đạo pháp kỳ thật không khó tìm được trận pháp dấu vết thậm chí cầm sách, đi tới đi lùi một chuyến, đồng dạng đã định trước không người biết được. Viên Thiên Phong cười hỏi, Trần Sơn Chủ, tin mệnh sao? Trần Bình An không chút do dự gật đầu cười nói, đương nhiên tin. Viên Thiên Phong bỗng nhiên nhà văn cầm phất trần khoanh tròn tin tưởng, lại lấy phất trần làm chính giữa bổ ra hình dáng. Như vậy, Trần Bình An lắc đầu, nâng lên một tay, hai ngón khép lại, đồng dạng là vẽ một tròn, rồi lại không có hoàn toàn nối tiếp, sau đó tự như thoáng trách đi quý tích, chỉ là cái kia tuyến, cũng không như vậy kéo dài đi ra ngoài. Viên Thiên Phong gật gật đầu. Một bên giám sát phó đại nhân vuốt dâu mà cười. Đến nỗi ta đến cùng hiểu hay không, hai vị cứ việc đoán đi. Trần Bình An lấy tiếng lòng hỏi, viên tiên sinh là ở dốc lòng nghiên cứu như thế nào đối phó thiên ngoại ma. Viên Thiên Phong không có phủ nhận việc này, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, đo bằng đấu biển rộng, khó như lên trời. Viên Thiên Phong giống như có chút hậu trì hậu giác, cho tới giờ khắc này mới hỏi, trần sơn chủ nghe nói qua ta trần bình an gật đầu nói sư huynh rất coi trọng viên tiên sinh viên thiên phong nhưng không có quá để ý chỉ là hỏi trần sơn chủ tinh thông thuật toán một đạo trần bình an cười nói càng xem càng đau đầu nhưng mà lấy ra đuổi thời gian cũng không tệ lắm viên thiên phong tiếc nuối nói kỳ thật thuật toán một đường nên nhét vào đại ly khoa cử đấy tỷ lệ vẫn không thể nhỏ hơn nghe nói thôi quốc sư đã từng có ý này đáng tiếc cuối cùng không thể phổ biến ra trần bình an muốn nói lại thôi viên thiên phong nghi ngờ nói trần sơn chủ là có dị nghị còn là nhận thức cái nhìn của ta trần bình an vội vàng khoát tay cười nói tuy nói ta quyết định không được khoa cử nhưng ta là khẳng định không dám điểm cái này đầu đấy rút ra một quyển sách nhẹ gõ đầu trần bình an nói ra nếu quả thật muốn nhét vào khoa cử khẳng định sẽ không dừng lại một mình ta nhức đầu thậm chí có thể tưởng tượng toàn bộ thiên hạ người đọc sách hướng về phía những thứ này thuật toán sách vở một bên vò đầu một bên dơ chân mắng chửi người viên thiên phong cười ha hả vị này văn thánh nhất mạch quan môn đệ tử nói chuyện còn là rất khôi hài đấy ngựa giám sát phó thổn thức không thôi người ngoài tốt có thể ở chỗ này chuyện trò vui vẻ trần bình an cáo từ rời đi thân hình lóe lên rồi biến mất viên thiên phong cười nói không hỏi xem xem khi nào trả sách ngựa giám sát phó cười không nói chuyện còn cái gì còn trần bình an hiện thân tại hẻm nhỏ bên kia phát hiện Lưu Ca không ở, hãy cùng Triệu Đoan Minh hàn huyên vài câu, mới biết được Lưu Lão Tiên Sư trước lại ngăn cản một vị thầy đồ. Chấn nhỏ Long Diêu bên kia, trung niên tăng nhân mặc niệm một câu này tâm giống như chém gió xuân. Man hoang thiên hạ, dắt tay nhau đi xa mấy vị kiếm tu, đầu đội đỉnh đầu mũ hoa sen cái vị kia trung tâm người, nói ra, đi thác nguyệt sơn. Man hoang thiên hạ, bốn đầu kiếm quang như cầu vồng, phá vỡ bầu trời, kiếm quang làm cho đến, mọi chỗ biển mây vỡ vụn. Trần Bình An đầu đội mũ hoa sen, lụa mỏng xanh đạo bào, vác dạ du kiếm. Ninh Diêu người mặc một bộ pháp bào kim lễ, đeo kiếm hộp. Tề Đình Tể cùng Lục Chi Ngự kiếm đi xa. Lục Trầm đem thần thức ngưng làm một hạt cải lớn nhỏ thân hình, đem cái kia đỉnh mũ hoa sen một đóa hoa muối làm đạo tràng, ngồi ngay ngắn trong đó, giống như cảm thấy chạy đi có chút nhịn, liền một cái nhảy về phía trước đứng dậy, đánh một bộ quyền pháp. Tề Đình Tể lấy tiếng lòng cười nói, ẩn quan hình như là đang chiếu cố chúng ta ngự kiếm tốc độ, bằng không thì có thể nhanh hơn. Bây giờ Trần Bình An có thể nói du hồ thiên địa một trong khí, tựa như một thuyền lá nhỏ, tại thời gian sông dài thủy chung xuôi dòng phía dưới, trái lại còn lại ba vị kiếm tu, liền cần thác nước chạy đi. Lục Chi có chút không tập trung, bĩu môi, nàng đang bận lấy dò xét cái kia kiếm trong hộp bên cạnh nơi cất giấu chi kiếm, đều có minh văn, nho nhỏ kiếm hộp, đoán chừng chính là một kiện bạch ngọc kinh trọng bảo, có cái kia hạt cải nạp tu di thần thông, khiến cho trong hộp tám thanh trường kiếm, Sinh xắn bỏ túi như phi kiếm, kiếm danh phận vì làn thu thủy, du phù, tận lực, đục khiếu, nam minh, tài giỏi, điêu giáp, núi mộc. Tám thanh cổ kiếm, kiếm khí giặt rào, đều hàm xúc một phần đại đạo chân ý, khó trách bạch ngọc kinh tam trưởng giáo lúc trước tại đầu tường móc ra vật ấy, vẻ mặt tràn đầy thịt đau thần sắc, đoán chừng là lục trầm bản thân đạo mạch truyền gia chi bảo. Lục trầm một bên xinh đẹp tẩu thung, hô hô hát hát đấy, cùng cái răng hồ võ kỹ không sai biệt lắm, một bên tò mò hỏi, lục tiên sinh lão đại kiếm tiên sẽ không có giúp ngươi an bài đường lui theo lý thuyết lấy trần thanh đồ không muốn nhất cùng người thiếu nợ tính khí đối với lục chi cái này chiến công chắc chứ xứ khác nữ tử kiếm tu nhất định sẽ đặc biệt hậu đãi lục chi xem tại kiếm hộp mức độ liền cùng lục trầm thành thật nói ra xác thực đi tìm ta muốn cho ta đi thần tiêu thành luyện kiếm không có đáp ứng bằng không thì lão đại kiếm tiên sẽ cùng văn miếu lên tiếng kêu gọi đợi đến lúc nam bà xa một trận chấm dứt lục chi có thể đi thanh minh thiên hạ Trần Thanh Đô kỳ thật trước sau khuyên qua hai lần Lục Chi, một lần là để cho nàng không muốn chết tâm nhãn, quá mức tận lực truy cầu thứ hai đem bổn mạng phi kiếm bắt đầu luyện hóa, trước đưa thân phi thăng cảnh rồi hãy nói. Lần thứ hai, chính là hy vọng Lục Chi đi xa thanh minh thiên hạ, tỉ như tại Bạch Ngọc Kinh vớt cái không khí danh khách khanh thân phận, trước tiên ở bên kia an tâm luyện hóa hai thanh bổn mạng phi kiếm, phá cảnh, luyện kiếm hai không lầm, chờ đưa thân phi thăng cảnh, nếu cảm thấy Bạch Ngọc Kinh bên kia tu hành không thú vị, quy củ quá nhiều liền đi đại huyền đô quan tìm tôn hoài trung giúp đỡ tùy tiện vớt cái đạo quan thân phận lục trầm nói ra lục tiên sinh chậm chạp không thể phá cảnh khác biệt vì đáng tiếc lão đại kiếm tiên đề nghị rất tốt a à. đến rồi bạch ngọc kinh ta còn có dư sư huynh khẳng định cũng sẽ không ước thúc lục tiên sinh vì sao không đáp ứng lục chi cho ra một cái rất lục chi đáp án chẳng muốn chạy xa như thế đường một là không nguyện ý lão đại kiếm tiên vì chính mình đi theo văn miếu giao tiếp còn nữa này tòa thanh minh thiên hạ chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, nàng không mặt mũi ra cùng người vay tiền. Lục Chi tại kiếm khí trường thành, chính là cái chưa từng tiền nhàn dỗi nghèo kiết xác, thân là đại kiếm tiên bổng lộc, cùng với tất cả chiến trường giết yêu thù lao, đều lấy ra bổ sung cái kia phi kiếm bắt đầu luyện hóa không đáy rồi. Lục Trầm nghe thấy được nàng cái này cách nói, chẳng những không ngoài ý, ngược lại cảm thấy đương nhiên, đối với Lục Chi vừa cao liếc mắt nhìn, nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, hạ quyết tâm nhìn xem tương lai có hay không cơ hội học gậy bánh xe. Tại ma luyện thứ hai đem bổn mạng phi kiếm bắt đầu một chuyện trên, Lục Chi thật sự là hao phí quá đa tâm thần cùng tinh lực. Nàng mặc dù là hạo nhiên người, chỉ có điều nàng đối với quê hương thiên hạ, giống như không có gì cảm tình, cũng không đề cập, thế cho nên không ít kiếm khí trường thành trẻ tuổi kiếm tu, vẫn cảm thấy Lục Chi chính là bản thổ kiếm tu. Mà trên thực tế, Lục Chi cái thanh kia tại kiếm khí trường thành chưa bao giờ hiện thế bổn mạng phi kiếm, nam đầu trường sinh, bắt đầu phải chết, lại cùng thanh minh thiên hạ có được một phần thiên nhiên đạo duyên dù sao có cái kia ngọc kinh quần chân tập bắt đầu lời nói. Năm, đó đi theo đảo Huyền Sơn cùng một chỗ đi xa thanh minh, thiên hạ 16 vị kiếm tu, từ nguyên anh lão kiếm tu trình thuyên dẫn đầu, nếu như lục chi nguyện ý gật đầu, thuận tiện cũng tốt đối với còn lại 15 vị kiếm tiên phôi tử, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là lục chi không có gật đầu, Trần Thanh Đô cũng liền thôi. Cùng một cái không tiếc lấy mạng đi đổi lấy đầu tường khắc chữ nữ tử, nói cái gì như thế nào như thế nào liền đại đạo tiền đồ không thể hạn lượng, giống như không có gì dùng liền lục trầm cũng nghe được cái tin tức nho nhỏ sư huynh dư đấu đã từng bí mật khiến đảo huyền sơn cái vị kia đại đệ tử gửi lời nói cho lục chi mời nàng đi bạch ngọc kinh làm lầu một đứng đầu đáng tiếc tại lục chi bên kia ăn bế môn canh sư đao phòng vị kia canh cổng nữ quan cuối cùng cũng không thể cùng lục chi gặp mặt một lần trần bình an đột nhiên mở miệng nói lục chi ngươi kỳ thật có thể tại lục trưởng giáo nam hoa thành treo cái tên làm cái ký danh khách khanh sau này sẽ là nửa cái người trong nhà rồi tựa như không thường gõ cửa đi đi lại lại bà con xa. Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu, ba vị trưởng giáo đều có một thành, ngoài ra hai thành 12 lầu, hoặc là ba mạch trưởng giáo phụ thuộc, hoặc là tự lập môn hộ đạo mạch. Giống như cái kia Thanh Thúy Thành là đại trưởng giáo tu đạo nơi, Nam Hoa Thành càng là lục trầm một mẫu ba phần địa phương. Tề Đình Tể Phụ Họa nói, ta không có ý kiến. Nếu như đều là nửa cái người trong nhà rồi, như vậy lục chi cũng không cần phải trả nợ cái kia kiếm hộp rồi a. À? ninh diêu gật đầu nói là chuyện tốt lục trầm chém đinh chặt sắt nói lục tiên sinh nguyện ý hạ mình làm nam hoa thành khách khanh bần đạo hoan nghênh đã đến chỉ có điều anh em ruột tính toán rạch giỏi có vay có trả thì lần sau vay tiếp không khó lục chi nói ra không có hứng thú làm cái gì khách khanh lần này dắt tay nhau đi xa đã đi ngang qua không dưới hơn trăm cái man hoang thiên hạ vương triều tông môn tiên gia thế lực nhưng mà trần bình an biểu hiện cũng chỉ có hai chữ khắc chế phần lớn là cúi đầu xem vài lần liền mang theo ninh diều bọn hắn vượt qua không làm bất luận cái gì lưu lại một viên đạo tâm giếng nước yên tĩnh trần bình an nói ra tại đan thư chân tích đếm ngược thứ ba trang ghi lại tam sơn phủ nhưng mà căn cứ trên sách ghi chép này phù ngoại trừ sử dụng số lần còn giống như có một quá sức mấu chốt cực hạn lục trưởng giáo có thể có phá giải phương pháp lục trầm cười nói cũng không khó phá giải ngay cả có điểm hao tổn tiền đương nhiên còn muốn dùng tới một môn bạch ngọc kinh bí pháp làm dẫn độ năm đó sư huynh tại ngọc hoàng thành là thiên hạ các lộ đạo quan truyền đạo tam sơn cửu hầu tiên sinh giấu giếm trong đó nghe xong ba ngày hai đêm bị sư huynh khám phá liền cùng tam sơn cửu hầu tiên sinh hỏi qua một ít buổi chú học vấn bần đạo lúc ấy ngay tại một bên xem náo nhiệt đâu rồi về sau sư huynh thứ nhất sáng chế tam sơn phù đạo kia ban đầu phù vẽ quá trình bần đạo may mắn đều nhìn tại trong mắt chuyện được đọc bởi kênh halazy audio này phù này đây xem nghĩ chi thuật chế tạo ra ba tòa cùng loại sơn thị bến đò, tựa như tại trong trời đất mở ra ba cánh cửa, ở vào thời gian sông dài chi bờ hình thành sơn thủy gắn bó bố cục. Nhưng mà căn cứ chân tích chú thích phê bình chú giải, làm cho xem nghĩ tam sơn, tu sĩ cần chính mình đã từng đi qua. Bằng không thì đạo này tam sơn phù liền quá mức vô lý rồi, sẽ là bất luận cái gì một vị thượng ngũ cảnh tu sĩ đều tha thiết ước mơ bảo mệnh phù, đương nhiên cũng có thể dùng để giết người cướp của. Trần Bình An vì Lục Chi cùng Tề Đình Tể đại khái giải thích Tam Sơn phù tác dụng, này phù ngoại trừ nhất thích hợp đi xa chạy đi, càng lớn diệu dụng, còn là ân cần săn sóc hồn phách. Cầm phù đi xa, duy nhất yêu cầu chính là luyện khí sĩ hoặc là thuần túy vũ phu thể phách, nhất định chịu đựng được thời gian sông dài xung kích. Ba lượt tốt nhất, một khi lạm dụng này phù, sẽ đưa tới thiên hạ núi vận vô hình áp thắng, như vậy về sau đi ra ngoài, tốt nhất sẽ phải lượn quanh núi mà đi rồi, bằng không thì một khi tới gần núi cao, sẽ có không hiểu thấu lớn nhỏ tai ương phát sinh đây đối với luyện khí sĩ mà nói tự nhiên là được không bù mất cử động nhân gian không phải núi tức là nước huống chi nhà mình đỉnh núi cũng không phải là núi lục chi kỳ quái nói trên đời còn có chuyện tốt như vậy luyện khí sĩ bồi dưỡng hồn phách một chuyện cảnh giới càng cao càng khó dựng xào thấy bóng trần bình an cười nói đáng tiếc các ngươi hôm nay sẽ phải một hơi dùng xong ba lượt cơ hội lục trầm hỏi chín tòa đỉnh núi xem nghĩ đã có chú ý trần bình an gật đầu nói nghỉ mát hành cung cùng về sau văn miếu nghị sự đều xem qua không ít man hoang đỉnh núi mặt đất phía trên lại đi ngang qua một tòa tông chữ đầu thế lực luống cuống tay chân mở ra mấy đạo sơn thủy đại trận như lâm đại địch dù là bốn đầu kiếm quang lóe lên rồi biến mất thoáng qua giữa đã đi xa ngàn dặm, cái kia tông môn hộ sơn đại trận như cũ thật lâu không dám triệt hồi trần bình an do dự một chút lục trưởng giáo tạm thời chỉ cần cho ra hai phần tam sơn phù cuối cùng ba tòa đỉnh núi còn cần cẩn thận lựa chọn, cẩn thận không một chút phân tâm. Kỳ thật đang đi ra dương ra tiệm bán thuốc một khắc này lên, Trần Bình An liền bắt đầu mưu đồ việc này, đáng tiếc đạo tổ đi đến hẻm nê bình lỗ hồng bên kia liền dừng bước. Mà một khắc này, Trần Bình An vừa mới nghĩ ra thác nguyệt sơn bên ngoài tám tòa đỉnh núi, muốn nói che đậy thiên cơ, còn có cái gì so với qua được ở tại đạo tổ bên người. Đạo tổ cử động lần này tất nhiên thâm ý sâu sắc, vô cùng có khả năng, là Trần Bình An trong lòng suy nghĩ cuối cùng một phần tam sơn phù lộ tuyến ra chỗ sơ xuất. Lục trầm như chút được gánh nặng, nếu là mỗi người ba ba phần sơn phù, chín tòa đỉnh núi. Như vậy bốn vị kiếm tu, tổng cộng liền cần 36 chương quý hiếm lá bùa. Hắn vị này bạch ngọc kinh nghèo nhất thành chủ, đập nồi bán sắt, đều gom góp không xuất ra nhiều như vậy chương hàng chân xanh đậm phù lục. Ninh Diều nói ra, ta cái kia mấy phần bùa chú, lá bùa có thể tùy tiện được thông qua, không nhất thiết cũng không cái loại này hàng chân xanh đậm phù lục. Lục trầm chém đinh chặt sắt nói, như vậy sao được, nặng bên này nhẹ bên kia loại này hoạt động, nhất đả thương người thưởng thức, bần đạo cần phải mạo xưng là trang hảo hán một hồi, dù là xanh đậm phù lục chưa đủ, cũng muốn xé sách, xem tại lục trầm sắc thực tốn kém không nhỏ mức độ, Trần Bình An sẽ không có vạch Trần vị này tam trưởng giáo điểm này tiểu tâm tư. Ninh Diêu sử dụng này phù, chẳng khác nào cùng Nam Hoa thành kết một môn không lớn không nhỏ thiện duyên, loại này cùng đệ nhất thiên hạ người hương khói tình, tùy ý xanh đậm phù lục lại chân quý, đều là có lời mua bán tại dạ hàng thuyền ngô sương hàng liền đưa tặng quá trương xanh đậm phù lục tại hạo nhiên cùng thanh minh hai tòa thiên hạ nếu là có bạch ngọc kinh ba mạch đạo nhân thành công đưa thân thiên quân sẽ thiêu đốt này phù nghênh đón mời từng người tôn kính bạch ngọc kinh trưởng giáo tổ sư lục chi tức thì nói ra ta cái kia mấy phần đừng được thông qua như thế nào đáng giá làm sao tới nàng làm khách khanh không có hứng thú tiêu tiền vẫn còn là làm được tề đình tể hơi nói ta cùng với lục cấp cao nhất bình thường lá bùa là được cuối cùng lục trầm thật sự đào hết trên người toàn bộ vốn liếng, mới lấy ra hơn 20 chương xanh đậm phù lục, trừ lần đó ra, còn móc ra một quyển tím vàng hai khí quanh quẩn hoàng đình kinh, lục trầm cuối cùng ở đằng kia hoa sen đạo tràng, đứng dậy bóp đạo quyết, nói lầm bẩm một phen, mới cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống vài trang sách làm lá bùa, chẳng qua chính thức bắt tay vào làm vẽ bùa người, còn là tạm mượn một thân đạo pháp Trần Bình An. Hôm nay lục trầm, chỉ còn tâm niệm mà thôi. Lục trầm thăm dò tính nói ra, bởi vì chúng ta đều chưa từng tự mình đi qua sáu tòa đỉnh núi, vì vậy liền cần ta phân ra một hạt tâm thần, tiến vào chư vị tâm hồ một lát, thi triển một môn bạch ngọc kinh bí truyền đạo Pháp, giúp đỡ hư thật chuyển đổi, lấy giả làm thật. Lục trầm dừng lại một lát, cười hỏi, chư vị tin được bần đạo sao? Đương nhiên, các ngươi có thể trước đó lấy kiếm sốt ruột cắt ra một khối địa bàn, làm tiếp khách chỗ. Hơn nữa, chính thức làm khách người, kỳ thật còn là Trần Bình An, bần đạo chỉ là ăn theo mà đi kết quả ninh diêu ba người đều nhìn về phía trần bình an trần bình an gật gật đầu việc này coi như là lạc định rõ ràng ba người cũng tin không nổi lục trầm chỉ tin được trần bình an quyết định thông minh sắc sảo một chút thông trần bình an trong nháy mắt liền nắm giữ đạo kia bạch ngọc kinh tiên quyết đồng thời phân ra tâm thần đi hướng ninh diêu ba người tâm hồ giúp đỡ đáp nạn ra sáu tòa sơn thị tâm tướng hình dáng ba người từng người tâm hồ đều kiếm khí tung hoành chỉ chừa ra đầy đất nghiêm mật ngăn cách còn lại cảnh tượng lục trầm rất giữ quy tắc có thể chỉ là kinh hồng thoáng nhìn liền tặc lưỡi không thôi nhất là cái kia ninh diêu thêm chút suy diễn liền có thể biết được lòng của nàng tin tưởng thiên địa tức là cả một tòa ngũ thải thiên hạ rời khỏi ba người tâm hồ về sau trần bình an nhắc nhở tại mỗi một tòa sơn thị nhiều nhất lưu lại một nén nhang việc này cần phải chú ý không thể phớt lờ sau đó trần bình an cười hỏi dâng hương một chuyện có hay không kiêng kỵ trâm ngôn nói thỉnh thần dễ tiễn thần khó Tam Sơn Phù liền cần đáp lễ đưa thánh, tại điều ngọn núi, thắp hương lễ kính vị kia đã qua vạn năm thủy trung bí ẩn Tam Sơn Cửu Hầu, tiên sinh. Tề đình tể cười nói, đối với Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, không có gì có thể kiêng kỵ đấy. Lục Chi nói ra, cái này có cái gì, đốt mấy nén hương mà thôi. Dù sao không tốn tiền của nàng. Lục trầm thầm nói, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, lại thế ngoại cao nhân, cũng muốn vui cười nở hoa. Trần Bình, An, Ninh Diêu, Tề Đình Tể, Lục Chi, đồng thời thắp hương lễ kính cùng một người. Lục Trầm hỏi, có hay không núi hương? Hắn lúc này là thật sợ cái này ẩn quan đại nhân, hố khởi người đến đó là liều mạng hố A. May mà Trần Bình An cười từ trong tay áo vê ra một nhánh trúc chế tạo hương đồng, còn là năm đó mang theo bùi tiễn mấy cái cùng nhau du lịch hà bá từ miếu, người coi miếu đưa tặng chi vật. Cho Ninh Diêu ba người phân ra một thanh núi hương, chỉ là đưa cho Lục Chi thời điểm, cười nói, dựa theo quy củ, mời hương tiền, các ngươi được chính mình ra. Tề Đình Tể ném cho Trần Bình An cùng Lục Chi đều một viên cốc vũ tiền, Lục Chi ngón tay một đám, viên kia cốc vũ tiền cùng nhau rơi vào Trần Bình An trong tay áo. Trần Bình An trước tiên cầm phủ đi xa, tại đệ nhất ngọn núi thành phố, về ra ba đốt hương, nhen nhóm núi hương về sau, bởi vì là mình là thuận tay trái nguyên nhân, liền tay phải cầm hương, tay trái hư nắm, cao cao dơ quá đỉnh đầu. Lục Trầm chực chực nói, có thể làm cho ngươi chủ động buông tha cho điểm ấy thủ thuật che mắt, vô cùng có thành ý, mời hương hoàn tất, Trần Bình An mỉm cười nói, tâm thành tức thì linh, hay là muốn tin một tin. Ninh Diêu ba người nếu so với Trần Bình An chậm hơn một đường, Trần Bình An liền đứng ở tại chỗ chờ một chốc một lát. Trần Bình An hỏi, nghe nói Bạch Ngọc Kinh Ngọc Xu thành cái vị kia quách thành chủ, thứ nhất sáng chế một trường đại phù, tên là Tẩy Kiếm. Nếu như lục trưởng giáo cùng quách thành chủ quan hệ tốt như vậy, đều tại bên kia mở xem nghìn kiếm trai rồi, chắc hẳn. Lục trầm đau khổ hề hề nói ra, lớn như thế phù, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không phải là xanh đậm phù lục như vậy lá bùa có thể so sánh đấy. Ngọc Xu Thành thành chủ quách giải, phó thành chủ thiệu tượng, đều là hoàn toàn xứng đáng đạo môn lão kiếm tiên, dùng đại huyền đô quan tôn đạo trưởng mà nói nói, chính là bạch ngọc kinh bên trong, hiểu kiếm thuật đấy, tổng cộng có hai cái. Đương nhiên là dư đấu tính một cái, quách giải thêm thiệu tượng mới tính một cái. Ngọc Xu Thành có một kiện tẩy kiếm chi vật, là một viên vô cùng có lai lịch viễn cổ môi sao. Tẩy kiếm phù, chính là tại rèn luyện phi kiếm trong quá trình, diễn hóa xuất đến một trương đại phù. Lục trầm thử dò hỏi, còn là mượn, đúng không? Quả nhiên là nói nhiều tất nói hớ, sớm biết như vậy chưa kể tới cái gì xem nghìn kiếm trai rồi. Trần Bình An nói ra, chớ khẩn trương, chúng ta mua, lục trưởng giáo trên người có mấy tấm, chúng ta liền mua mấy tấm. Lục trầm nhẹ nhàng thở ra, liền ba chương. Cuối cùng tề đình tể tiêu tiền mua súng ba trương ngọc su thành tẩy kiếm phù, hơn nữa toàn bộ đều đưa cho lục chi làm cho nàng nắm chặt luyện hóa, rèn rũa phi kiếm bắt đầu mũi kiếm. Lục Chi lần đầu tiên muốn cùng khách nhân khí một phen, ảo lấy tâm tính, cùng Trần Bình An nói ra, cảm ơn. Được không một cái kiếm hộp, Tam Sơn Phụ Ân cần săn sóc hồn phách, có tiền mà không mua được tẩy kiếm phù. Còn phải hơn nữa, trước vượt biển đuổi giết đầu kia tên hiệu vùng biên giới phi thăng, cảnh đại yêu. Nếu như lúc ấy không phải là nhất định cùng Trần Thuần An liên thủ, Lục Chi một khi liều mạng, tế ra phi kiếm bắt đầu, nói không chừng cũng có thể đầu tường khắc chữ rồi trần bình an cười lắc đầu lục trầm lòng có ưu tư nhưng tiểu tử ngươi đây là của người phúc ta nhớ kỹ lấy trước kia cái hẻm nê bình thiếu niên không như vậy đấy nhiều chất phác một người trần bình an thân hình tiêu tán đi xuống một ngọn núi thành phố đồng dạng thắp hương lễ kính sau đó lần này không có đợi lát nữa ninh diêu ba người trực tiếp đến thứ ba ngọn núi thành phố lục trầm hỏi cuối cùng một phần tam sơn phủ vì sao không trực tiếp xem nghĩ ra một tòa thác nguyệt sơn Trần Bình An nói ra, dù là đã là một cái không cải chi thuyền, cũng cần cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm. Lục Trầm sâu chấp nhận, có đạo lý, càng là dấu hiệu tốt. Vị này Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo đột nhiên cười đùa tí từng nói, Trần Bình An, đừng quên, người lúc này bất luận cái gì một câu vô tâm ngữ điệu, rất có sức nặng đấy. Trần Bình An không có phản ứng đến hắn, chỉ là nhìn trước mắt cảnh tượng, chỗ này sơn thị, là một tòa sát khí ngút trời đỉnh núi, bạch cốt thi hài trồng chất, mây đen cuồn cuộn, cuộn. Núi lĩnh chi trên sương trắng chất đống, thiên địa dường như chỉ có đen trắng hai màu. Chỗ này man hoang thiên hạ tông môn, cửa sơn môn học cái kia hạo nhiên tiên phủ, đứng sừng sững khởi một tòa lầu đá khắc tên, tấm biển bạch hoa thành. Canh cổng người là hai cỗ thi hài, khi còn sống cho là kiếm tu, tử tướng thê thảm. Một người trong đó bị một thanh trường kiếm xuyên thủng tâm hồn chỗ, một mực dính tại cổng trào cột đá trên. Một người quỳ trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, trường kiếm chống đất, chui kiếm xuyên qua cái cầm xuyên thủng đầu lâu là hai vị kiếm khí trường thành tổ tiên trần bình an đi đến một cỗ thi hài bên kia ngồi xổm người xuống rút ra cái thanh kia dỉ xét loang lổ trường kiếm thu nhập trong tay áo giơ bàn tay lên tại đầu sọ bên kia nhẹ nhàng xuống một vệt một bộ thi hài lập tức như khói bụi phiêu tán trần bình an lấy ra một cái bầu rượu rỗng chứa vào trong đó sau đó đứng dậy hướng đi mặt khác cái kia chỗ quỳ xuống đất thi hài đem vị kia tổ tiên coi như nâng đứng dậy nhẹ nhàng chấn động đồng dạng hóa bụi Thu nhập mặt khác một cái bầu rượu rỗng ở bên trong, lại lấy kiếm vào tay áo. Kiếm khí trường thành kiếm tu, không thích uống rượu người giải rác. Làm xong những chuyện này, Trần Bình an hai tay lồng tay áo. Một đầu tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cưỡi gió tới, rơi vào sơn môn trên bậc thang. Sắc mặt âm tỉnh bất định, người đến người phương nào, lưu lại tên thật. Hầu như đồng thời, một tòa tông môn, hơn trăm vị yêu tộc tu sĩ nhao nhao hiện thân, tuôn hướng sơn môn bên này. Trần Bình An thần sắc lạnh nhạt nói, kiếm khí trường thành, ẩn quan Trần Bình An. Đầu kia tiên nhân cảnh vốn là ngạc nhiên, lập tức cười to không thôi, tiếng cười như chấn lôi bình thường, giữa núi non trùng điệp bạch cốt tuôn rơi rơi, như khởi mây mù. Ở đâu ra tên điên, nói đùa gì vậy? Có một vị cung phụng tu sĩ lấy tiếng lòng nhắc nhở, tông chủ, tiểu tử này bộ dáng, xác thực rất giống cái kia ẩn quan. Chỉ là rất nhanh thì có một vị tu sĩ tiếng lòng cười khẩy nói, chẳng lẽ là kiếm khí trường thành ẩn quan đại nhân, Tại hạo nhiên thiên hạ lăn lộn ngoài đời không nổi, kết quả chạy tới làm đạo sĩ rồi hà. Kết quả cái kia đầu đội đạo quan đeo kiếm phía sau nam tử, lại có ba người hầu như đồng thời hiện ra thân hình. Một vị dung mạo tuấn Mỹ nam tử trẻ tuổi, cười ha hả nói, hàn huyên sự tình gì, tốt như vậy cười. Trần Bình An giật giật khóe miệng, cười dỡn nói, ta nói chính mình nhận thức kiếm khí trường thành tề lão kiếm tiên, ra hỏa này đánh chết không tin. Kiếm khí trường thành bản thổ kiếm tu, đối với man hoang thiên hạ nhã ngôn tiếng phổ thông, cũng không lạ lẫm, hầu như người người đều nhiều loại. Nhất là năm đó sầu miêu như vậy cần thường xuyên ra ngoài đi xa kiếm tu. Tề Đình Tể gật đầu nói, vậy đánh chết lại nhìn tin hay không? Tề Đình Tể cũng chỉ có một thanh bổn mạng phi kiếm, tên là Binh Giải. Hắn khi còn trẻ lúc từng có cái tên hiệu Tề Tiễn Đưa. Ưa thích giúp đỡ Binh Giải ra đi. Tề Đình Tể, Lục Chi, Ninh Diêu. Cái kia tiên nhân cảnh tông chủ một câu cũng không có nhiều lời, trước tiên chạy trốn. Sau đó chính là một trận ầm ầm chim thú tản ra. Lục Trí hít mắt nói, "Ta ở chỗ này chém quá nghiện lại đi, cam đoan không cần nửa nén hương. Truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé." Tề Đình Tể nói ra, "Ta nhằm vào những cái kia cá lọt lưới." Trần Bình An gật gật đầu, chỉ cần tại nửa nén hương ở trong cũng sẽ không chậm trễ chính sự. Sử dụng Tam Sơn phù về sau, chuyến này đi hướng Thác Nguyệt Sơn, rất là giảm bớt lộ trình, tiết kiệm thời gian rất nhiều. Trần Bình An rời đi trước, Ninh Diêu theo đuôi phía sau. Tiếp theo chỗ Sơn Thị, lân cận một tòa cổ chiến trường di chỉ, nơi đây quanh năm tối không thấy mặt trời. Âm linh mạnh mẽ, ma quỷ tụ tập, âm nhiều lính đạt hơn 10 vạn chúng. Cùng loại bắc câu lô châu hải cốt gần quỷ vực cốc. Chỉ có điều nơi đây cũng không có phi ma tông áp chế. Hạo nhiên thiên hạ chiến trường di chỉ, có nho ra thư viện áp chế. Đều đại vương triều phiên thuộc nước thiết trí thủy bộ đạo tràng. Cùng ra phả tiên sư xuống núi rèn luyện cùng tích góp từng tí một công đức cho nên cực ít có thể hình thành khí hậu man hoang thiên hạ tức thì bằng không thì ninh diêu nói ở đây xuất kiếm một lát trần bình an tức thì tiếp tục cầm phù đi xa tiếp theo chỗ sơn thị bất luận cái gì một vị không có nỗi lo về sau phi thăng cảnh kiếm tu một khi triệt để buông tay buông chân thi triển kiếm thuật sát lực to lớn chỉ có bốn chữ có thể hình dung không thể nói lý quả nhiên tại không đến nửa nén hương ở trong một tòa man hoang tông môn liền triệt để chặt đứt hương hòa Lục Chi cầm kiếm dừng bước tại đỉnh núi, gọi thẳng kỳ danh nói, tề đình tể, ta hy vọng Long Tượng Kiếm Tông cùng núi lạc phách, về sau có thể đồng tâm hiệp lực, bằng không thì ngày nào đó hai bên nổi lên tranh chấp, ta nói không chừng sẽ giúp lấy người ngoài. Tề đình tể trêu gẹo nói, lục cấp cao nhất có hướng ra bên ngoài hiểm nghi rồi. Lục Chi không phải là cái loại này ẩn núp được lời nói người, đồng tam canh, trần hy, còn ngươi nữa, nếu như có thể chọn, ta chắc chắn sẽ không đi theo ngươi lăn lộn. Tại hạo nhiên thiên hạ làm cái gì tông môn khai sơn tổ sư? Bởi vì ba cái đầu tường khắc chữ kiếm tu, liền tính ngươi nhất dã tâm bừng bừng, kiếm tâm không nhất thuần túy, ta đến kiếm khí trường thành ngày đầu tiên lên, sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo ngươi gần, biểu hiện ra đối với mọi người đều vẻ mặt ôn hòa, kỳ thật đối với mọi người đều xa lạ. Tin tưởng ngươi đã sớm nhìn ra chút này. Tề đình tề gật gật đầu, rốt cuộc đợi đến lúc những thứ này lời thật lòng rồi. Lục chi nếu như một, mực không mở miệng, chưa từng chủ động nói phá việc này, tề đình tể ngược lại không cảm thấy là chuyện gì tốt người với người lưỡng tâm không khế hơi có lúc rảnh rỗi tựa như anh chị em cùng cha khác mẹ xuyên không thể vượt qua a à, lương đã từng nói thế gian ngôn ngữ đều là cầu nối lời ấy không uổng nếu như nói mở vậy càng không để ý có thể hay không đả thương người lục chi gọn gàng dứt khoát nói người không vì mình trời chu đất diệt nói chính là loại người như ngươi tề đình tể muốn nói lại thôi nhịn cười lục chi co mày nói nói sai rồi Tề Đình Tể giải thích nói, những lời này vì chữ, khi thật nên niệm hai tiếng, cũng không phải là khứ thanh, vốn là một câu thật sự tu hành bí quyết, khuyên bảo người đời sau, muốn tu tính dưỡng đức, chi kỳ cầu thực. Khắc chữ kiếm tiên bên trong, kỳ thật ngoại trừ đồng tam canh, Tê Đình Tể cùng Trần Hy, chỉ nói bọn họ học vấn, đặt ở hạo nhiên thiên hạ, làm cái nho ra đại nho, dư xài. Đến nỗi giống như tôn cự nguyên kiếm tu, tùy tiện vất cái phong nhã thoát tục thanh lưu danh sĩ, lục chi quay đầu nói ra chẳng qua đến rồi hạo nhiên thiên hạ ngươi cũng thay đổi không ít tề đình tề cười nói trở thành khai sơn lập phái tông chủ nha một tòa cao vút trong mây núi cao xưa nay mây nước mênh mông đạo núi đỏ thẫm khuyết biết nơi nào nơi đây tựa như trên sách cõi tiên đỏ thẫm phủ bình thường linh khí giặt rào nồng đặc đạo khí lưu chuyển nước chảy mây trôi là man hoang thiên hạ một tòa rất có nổi danh núi cao man hoang thiên hạ cũng có vương triều thành lớn có ngũ nhạc thậm chí còn có một đại vương triều nhân tộc tu sĩ phồn diễn sinh sống hối hà nhân tộc cùng quỷ vật sơn tinh thủy duệ sống hỗn tạp trần bình an không có đi hướng đỉnh núi núi cao tử miếu đứng ở tại chỗ hỏi ngươi có thể hay không diễn toán ra đóng giữ thác nguyệt sơn đại yêu có nào lục trầm cười nói khó chỉ có thể nói man hoang đại tổ chính là cái kia khai sơn đại đệ tử nhất định sẽ tại đến nỗi đạo hiệu tân trang cái vị kia càng lớn khả năng là chạy tới cùng a lương ôn chuyện rồi trần bình an im lặng lục trầm hỏi còn là lo lắng chu mật biết trước chúng ta một đoàn người sẽ bị vây ở một chỗ sơn thị hoặc là thân chúng xuống cùng loại tình cảnh trần bình an gật gật đầu lục trầm nghi ngờ nói tới nơi này làm gì trần bình an ngẩng đầu nhìn lại cũng chỉ là tới bên này nhìn xem thu hồi ánh mắt trần bình an nói ra cái kia bản đan thư chân tích ta ý định đưa tặng cho thái bình sơn hoàng đình lục trầm một chút liền minh sách vở bản thân chất liệu là tốt rồi, tăng thêm 1.200 nhiều chữ, đều luyện hóa, xác thực có thể chống đỡ nổi một tòa la thiên đại tiếu rồi, lấy ra làm hộ sơn đại trận. Chỉ là sư huynh đều tặng cho ngươi rồi, ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Hơn nữa, các ngươi núi lạc phách không thiếu vật ấy, hạ tông đâu? Thái Bình Sơn là nhất định sẽ tại Đồng Diệp Châu xây dựng lại tông môn đấy. Quyển sách này dù sao cũng là lý đại ca đưa cho ta đấy, vì vậy ngươi trở lại giúp ta lên tiếng kêu gọi, nếu như xác thực có thể thực hiện, ta cứ làm như thế, đồng diệp châu thái bình sơn đạo mạch hương khói chính thuộc về bạch ngọc kinh đại trưởng giáo nhất mạch pháp chế ôi quả nhiên nửa điểm không thay đổi còn là một thiện tài đồng tử đi đi việc rất nhỏ bao tại trên người ta kỳ thật lấy đại sư huynh tính khí ngươi đều không cần hỏi cái này trần bình an dung mạo nhu hòa cho dù là thân cận người nên có lễ nghi vẫn phải là có lục trầm nở nụ cười đại sư huynh còn là lợi hại mặc kệ đi tới chỗ nào đều là như vậy được hoan nghênh a à lục trầm không khỏi cảm thán nói nhân sinh một truyền bỏ không chỗ là ta hương thế gian vạn vật đều có thuộc sở hữu ở đâu ra chủ nhân gì chúng ta cũng chỉ là cái hiệu cầm đồ tiểu nhị trần bình an nói ra đi rồi tiếp theo chỗ sơn thị là một tòa đại vương triều kinh kỳ nơi tiên ra bến đò trần bình an bộ dạng này trang phục cũng không phải đến nỗi quá đáng chú ý trần bình an nói ra đến bên này mượn kiếm thái bình sơn kiếm trận trận đồ đã sớm có chỉ là một mực thiếu khuyết phù hợp trường kiếm bằng không thì lấy thôi đông sơn tính ra, đi một chuyến bắc câu lô châu hận kiếm sơn, mua một bộ đầy đủ phẩm chất khá tốt kiếm tiên mô phòng kiếm, ước chừng cần 800 khối cốc vũ tiền. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là hận kiếm sơn nguyện ý đào ánh sáng nửa số vốn liếng, khẳng định xuất ra nhiều như vậy mô phỏng kiếm. Mà chỗ này vương triều kinh thành đại trận, chính là hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, chỉ lấy công phạt kiếm trận. Lục trầm như chút được gánh nặng, cho mượn lục chi cái kia kiếm hộp, cho mượn long tượng kiếm tông, đến cùng còn có mấy phần thu hồi khả năng, cho mượn núi lạc phách không phải là bánh bao thịt đánh chó là cái gì lục trầm cười nói mượn bằng không thì trần bình an nghi ngờ nói trước ngươi không phải nói có vay có trả thì lần sau vay tiếp không khó bọn hắn tương lai chỉ cần đi núi lạc phách đòi hỏi ta khẳng định trả nợ lục trầm hỏi cái này động thủ trần bình an hai tay lồng tay áo có một lát thất thần người giữ cửa trịnh đại phong vốn là cho trấn nhỏ canh cổng về sau là vì núi lạc phách canh cổng cái này là cái gọi là tối tăm bên trong đều có thiên ý. Trần Bình An do dự một chút, nói ra, ta từng tại một chỗ cổ quái đỉnh núi, gặp qua một người. Lục trầm thở dài, không cần hoài nghi rồi, chính là kia vị ưu khuyết điểm bất phân chống đỡ binh ra ban đầu tổ, trận kia cùng chém, không đề cập tới cũng được. Trần Bình An suy nghĩ một chút, còn không có hỏi nhiều. Phố Phúc Lộc Lý Thị, Thanh Thúy Thành, lại tên Ngọc Hoàng Thành, Ngọc Hoàng Cây Mận Thực Thanh Thúy. Nho gia Lý Hy Thánh, Đạo Môn Chu Lễ, như vậy người thứ ba là ai?" Lục Trầm hỏi, "Trần Bình An, ngươi một mực ở truy cầu không sai. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ai có thể làm được không sai? Quả nhiên là từng bước lên trời tu đạo chi sĩ sao?" Trần Bình An lắc đầu nói, "Là thần linh." Lão Mù Lòa cùng Trần Thanh Lưu cùng một chỗ đứng ở vách núi bờ, một cái ngồi cạnh, một cái ngồi, từng người uống rượu. Thập Vạn Đại Sơn, coi như là lão Mù Lòa cứng rắn từ man hoang, thiên hạ cắt đi một lớn khối địa bàn. Trần Thanh Lưu hỏi, cái kia Thác Nguyệt Sơn đại tổ, chỉ kém một chút, không thể đưa thân 15 cảnh, ngoại trừ năm đó, Thác Nguyệt Sơn một trận, bị Trần Thanh Đô ba người làm bị thương đại đạo căn bản, cùng cái này thập vạn đại sơn thiếu thốn, có hay không quan hệ. Lão mù lòa nâng lên khô héo ngón tay, gãi gãi mặt, có một cái dám quan hệ, nếu đổi lại là ngươi, không được cùng ta dốc sức liều mạng. Trần Thanh Lưu cười nói, dốc sức liều mạng, dù là thắng ngươi, không có được tiêu phí rất nhiều đạo hạnh. Đồng dạng không cách nào đưa thân 15 cảnh, Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão mù lòa khàn khàn mà cười, cũng đúng. Trần Thanh Lưu hỏi, cái kia chính là vì Chu Mật nhường đường rồi hả? Lão mù lòa suy nghĩ một chút, thế thì còn không đến mức, xem chừng là theo ta đồng dạng, tu hành tư chất không được, cái kia 15 cảnh, cầu mãi không được. Trần Thanh Lưu ngẩng đầu liếc mắt trời. Lão mù lòa nói ra, chim không ỉa phân chỗ, không có gì có thể nhìn. Màn trời treo tinh hà, gầy như que củi lão giả, một thân trường bào màu tím, vẽ có đen trắng hai màu âm dương bát quái đồ án. Đeo bên hồng hồ lô rượu, oánh quang sáng chói, chỉ là bên trong coi như gò nghiêm chỉnh đầu bầu trời ngân hà mỹ lệ khí tượng, so với tại đỉnh cao thời kỳ thua kém nhiều vậy. Có một vị khách không mời mà đến, có thể dùng tồn tại suy nghĩ trèo lên hư không, tập trung tinh thần cho rằng thực. Dường như tiên nhân thừa cha, vật đổi sao rời, viễn độ thiên hà. Cổ kim nói như vậy trời người 18 nhà, đều muốn không tránh khỏi tinh tượng thanh niên mắt nhìn bùa chú Vu Huyền, sắc mặt đạm mạc nói, thật đáng mừng. Vu Huyền tóm sợi dâu mà cười, cứ bạch dã, thiếu chút nữa làm trở ngại chứ không giúp gì, sau đó ấy náy được không dám gặp người. Chưa từng nghĩ chí thánh tiên sư khâm điểm tới đây tu hành, độc chiếm một phần vận trời, thì càng ấy náy không chịu nổi rồi. Nói thì nói như thế, văn miếu nghị sự thời điểm, lão nhân cùng Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư cùng Hỏa Long chân Nhân tán gỗ thời điểm, có thể không có chút xấu hổ. Vu Huyền từ trong tay áo lấy ra một bình thanh thần sơn rượu, cao cao dơ lên, đến một bình. Thanh niên lắc đầu. Vu Huyền phối hợp đổ một ngụm rượu nước, tò mò hỏi, ngươi như vậy đức cao vọng trọng lão tiền bối, tại sao lại dính vào ly châu động thiên sự tình? Nói là cái kia long diêu nung tạo bổn mạng gốm xứ một chuyện. Mà vị này dung mạo trẻ tuổi đắc đạo người, từng là địa tiên đứng đầu, càng có vạn pháp chi tổ thanh danh tốt đẹp. Người này tu đạo nơi một trong, tên là Lao Núi, Tục truyền ở vào trong biển rộng, thần linh su đuổi chi không nổi, tiên chân cao không thể chạm, rời xa nhân gian. Trên núi có bia, đài, khe, nét khắc trên bia Thái Bình Hoàn Vũ chém sinh oan, luyện ma dưới đài có đầu sâu khe, tên là mò tiền khe. Mà cái kia sâu khe chi thủy là tuyết hoa tiền, tiểu thử tiền, cốc vũ tiền cái này ba loại thần tiên tiền trước đã từng thông hành vài tòa thiên hạ duy nhất chế thức tiền, cũng chính là đời sau kim tinh đồng tiền đời trước. Cử động lần này dụng ý vốn là vì triệt để phân hóa đánh tan thần tính, chỉ là về sau xuất hiện không nhỏ chỗ sơ xuất, trải qua hơn nghìn năm không ngừng thay thế, gom cùng thu lấy, mới chuyển thành sử dụng hôm nay ba loại thần tiên tiền. Thanh niên nói ra, thanh đồng thiên quân là bạn tốt của ta, có việc muốn nhờ, có thể giúp đỡ đã giúp. Vu huyền uống rượu, không đi đánh giá những thứ này chuyện cũ trước kia. Vị này tam sơn cửu hầu tiên sinh, đệ tử chính giữa, trong đó có quản lý làm cho ở vào phương trụ núi thanh quân. Năm đó tam sơn địa vị, Cao hơn qua hôm nay tuệ sơn ở bên trong hạo nhiên ngũ nhạc. Lễ thánh năm đó chính là cái kia nếm thử. Một cái nơi mấu chốt, chính là chuyên môn mười vị tiên sinh này rời núi, cùng nhau, chế định lễ nghi quy củ. Còn có hai cái không ký danh đệ tử, cùng bạch giã cùng một cái thời đại đạo sĩ Vương Mân, kiếm tu lô núi cao, hai người ở nhân gian trên núi dưới núi, đều thanh danh không hiện, tất cả sự tích, chỉ ở hạo nhiên đỉnh núi truyền lưu. Một cái tiếp nhận sắc ra biển cầu tiên một cái khác lô núi cao quật khởi cùng vẫn lạc giống như sao chổi vượt không vị này thanh niên trước kia tại ly châu động thiên ngừng chân qua một đoạn năm tháng phố phúc lộc bùa chú phố mà cái kia không ký danh đệ tử kiếm tu liền xuất thân phố phúc lộc lô thị đến nỗi hẻm đào diệp những cái kia hoa đào chính là hắn tự tay gieo xuống đấy đương nhiên là tiện tay mà làm đại ly vương triều về kim tinh đồng tiền chế tạo hay là hắn cho điêu mẫu tại ly châu động thiên rơi xuống đất sau đó cùng lô thị vương triều từng có ngàn vạn lần phố phúc lộc lô thị đã từng âm thầm đưa tặng cho ngay lúc đó đại ly hoàng hậu sách cổ vài trang trong đó một tờ ghi chép một đạo bùa chú nhìn như phẩm chất không cao tác dụng không lớn năm đó nam trâm tại hẻm nê bình bên kia liền từng hiện học hiện dùng tự mình thi triển qua đạo kỹ thuật xuyên tường từ tống tập tân phòng một bước đi tới trần bình an tổ trạch ở trong thiên địa tương thông vách núi tương liên mềm như hạnh hoa mỏng như trang giấy ta chỉ một kiếm cấp tốc mở cửa tiếp nhận tam sơn cửu hầu tiên sinh pháp lệnh chỉ là đã liền hoàng hậu nam trâm hoặc là nói về sau thái hậu nương nương lục giáng năm đó đều chưa từng nghe qua tam sơn cửu hầu tên húy thì càng đừng nói biết được đại đạo nền móng rồi đáng tiếc nam trâm trở lại kinh thành sau đó không thể tra ra chân tướng thế cho nên qua nhiều năm như vậy nàng một mực không có coi trọng việc này không thể đạo phù lục này nếu rơi vào là người biết hàng trong tay bằng vào cái kia một trang giấy chính là trấn sơn chi bảo vu huyền cảm khái nói tiền bối trí nhân thần vậy sang tinh hà vượt qua nhật nguyệt du hồ tam sơn tứ hải ngũ nhạc bên ngoài tử sinh không biến tại mình thanh niên lắc đầu nói vạn năm trước thần linh còn là phương này thiên địa chủ nhân sang tinh hà dễ dàng vượt qua nhật nguyệt liền miễn đi muốn chết sao vu huyền quay đầu trông về phía xa một chỗ cái kia hai tên ra hỏa lúc này có phải hay không nhìn chằm chằm vào hai chúng ta thanh niên nhưng không có đi theo bùa chú Vu Huyền ánh mắt, ngược lại nhìn về phía man hoang thiên hạ mặt đất núi sông, nói ra, còn giống như không chỉ là ý định chuyển núi. Một tòa màu vàng cầu hình vòm, cho dù là một vị phi thăng cảnh đỉnh núi tu sĩ đặt mình trong trong đó, đều nhìn không tới phần cuối chỗ. Chu mật lên trời, đương nhiên chiếm cứ cổ thiên đỉnh di chỉ chủ vị. Hòa thần trở về vị trí cũ, địa vị tới kề vai sát cánh, hai bên cũng không cao thấp phân chia, địa vị ngang nhau. Ly chân, tân nhiệm mặc giáp người trước kia ba vị dắt tay nhau kiếm chém thác nguyệt sơn kiếm tu trần thanh đô cái thanh kia bổn mạng phi kiếm bèo triệt để nghiền nát tại thác nguyệt sơn mới có về sau hợp đạo kiếm khí trường thành long quân bổn mạng phi kiếm tên là đại khư tiên mộ đến nỗi ly chân đời trước kiếm tu quan chiếu kia bổn mạng phi kiếm tên là thời gian sông dài mới thủy thần vũ tứ vương tọa đại yêu phi phi chủ nhân thủy thần lý liễu bị nguyễn tú chóc bong đi ra đại đạo thần tính bị nàng tiện tay ném cho vũ tứ lên trời thời điểm Chu mật tùy thân mang theo vài tòa phúc địa, đến nỗi man hoang thiên hạ động thiên, ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ là vướng víu. Những cái kia phúc địa chúng sinh, đã là nhân gian hương khói nguồn suối chỗ, cũng là rất nhiều thần vị dự khuyết người chọn lựa nơi phát ra. Nguyên bản kiếm tu phỉ nhiên, kỳ thật phù hợp nhất chu mật mong muốn, là thế thân người cầm kiếm thí sinh tốt nhất, thần chức thấp hơn viễn cổ cũ thiên đình năm trí cao, rồi lại cao hơn tại 12 địa vị cao. Dù sao vị kia người cầm kiếm như cũ trên đời, nhưng mà bạch giã đưa tặng cái kia một đoạn thái bạch tiên kiếm chọn chúng trần bình an lưu tài triệu diêu cùng người cuối cùng rõ ràng là yêu tộc tu sĩ phỉ nhiên quả thực chính là một cái thành bạch đế trịnh cư trung đều xuống không xuất ra vô lý tay tuyệt đối không phải là trung thổ văn miếu an bài cái này là hạo nhiên thiên hạ đối với hạo nhiên cổ sinh một loại vô hình đại đạo áp chế chu mật đành phải lui mà cầu tiếp theo đem phỉ nhiên lưu tại man hoang thiên hạ một lần hành động trở thành thiên hạ cộng chủ không có phỉ nhiên, cũng chỉ phải lựa chọn. Than. Ngoài ra bị Chu Mật mang đến nơi đây hơn 10 vị kiếm tu, ngoại trừ đều là Thác Nguyệt Sơn trăm kiếm tiên bên ngoài, càng là Thác Nguyệt Sơn tìm cách 2.000 năm thần linh chuyển thế, chỉ là cùng vũ tứ. Than không sai biệt lắm, tuy rằng đều nhao nhao chiếm cứ một chỗ ngồi thần vị, đều tồn tại bất đồng trình độ thần tính không được đầy đủ, nhưng những này cũng chỉ là việc nhỏ, hơn nữa đều tại Chu Mật tính toán ở trong, sai số, cực nhỏ, lớn nhất ngoài ý muốn, còn là lên trời sau đó chu mật mới phát hiện mình thuần túy thần tính xác thực không có thiếu khuyết thậm chí so với mong muốn cao hơn ra một thành có thể mấu chốt ở chỗ cái kia cái nào đó một chu mật chỉ lấy được gần một nửa vấn đề là loại này gần như một nửa đến gần vô hạn nhưng chính là cái này chỉ trong găng tấc cách biệt một trời một vực hơn nữa chu mật dù là thi triển chuẩn bị ở sau có thể cái kia một sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên khiến chu mật thủy chung không cách nào hơn phân nửa dù là hôm nay chu mật đã là năm đó thiên đình cộng chủ hơn phân nửa cảnh giới rồi lại thủy chung như cũ không thể chắp vá ra một cái nguyên vẹn một khiến cho hắn không thể không kéo dài trở về nhân gian thời gian cho nên bây giờ đại đạo thần tính nhất toàn bộ chính là cái kia tồn tại liền biến thành vị kia cao cư vương tọa hỏa thần tam giáo tổ sư hoặc là tiếp tục hợp đạo hơn phân nửa sau đó ba tòa thiên hạ sẽ bị đạo hóa hơn nữa đạo hóa tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh hoặc là là được chỉ có thể tán đạo rồi ngoài ra hôm nay rất nhiều tương đối trẻ tuổi đỉnh núi tu sĩ cũng không biết một môn bí mật sự tình binh gia ban đầu tổ cùng tam giáo tổ sư từng có một trận vạn năm ước hẹn tại trở về nhân gian trước chu mật chẳng biết tại sao cho phép một nắm mới địa vị cao thần linh giữ lại một nhóm người tính ví dụ như ly chân còn có vũ tứ cùng than ba vị này giáp thân chứng bạn cũ ở đằng kia trận quét sạch hai tòa thiên hạ chiến dịch ở bên trong nếu có địa vị cao thần linh vẫn lạc trên chiến trường tức là một trận phiêu bạt vạn năm đi xa về quê, là một loại trở về vị trí cũ, chẳng qua sẽ tổn thất bất đồng trình độ thuần túy thần tính. Cũ thiên đỉnh rộng mậu, vượt quá bất luận cái gì một vị đỉnh núi tu sĩ tưởng tượng. Bất luận cái gì một vị địa vị cao thần linh, tựa như độc chiếm vài tòa thiên hạ lãnh thổ quốc gia, chỉ là so với tại cố hương, lộ ra tĩnh mịch một mảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ nói cái kia bốn tòa thiên môn ở giữa khoảng cách khả năng bất luận cái gì một vị ngọc phát cảnh tu sĩ cùng kỳ cả đời đều chỉ có thể từ một chỗ cửa chính đi xa đến mặt khác một chỗ nghĩa hẹp trên cũ thiên đình di chỉ giống như nhân gian vương triều một chỗ kinh thành ly chân vũ tứ than hôm nay ba người hẹn nhau ở đằng kia tòa màu vàng cầu hình vòm một mặt chậm rãi mà đi không hẹn mà cùng từng người đều thi triển thủ thuật che mắt càng giống người bằng vòi điểm này bảo lưu lại đến nhân tính làm cái người cái loại này cổ quái đến cực điểm cảm giác đại khái chính là danh xứng với thực không tự chủ được một khi đã nhận được bất diệt giống như tự do hai chữ liền biến thành một cái không nhất ý nghĩa từ ngữ than lẩm bẩm nói thừa dịp còn có thể cảm giác được hối hận vũ tứ thần sắc lạnh lùng muốn giả vờ làm cái người còn không đơn giản về sau tùy tiện hiển hóa một chỗ mới tinh thiên hạ lại phân ra một chút thần tính cái kia chính mình khẳng định so với trước kia còn tự do tự tại tùy tiện phạm sai lầm than vẻ mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia chính mình còn là chính mình sao? Cái này chính mình không phải là lạnh lùng nhìn xem cái kia chính mình, ngu ngơ quan sát 100 năm, 1000 năm, còn là một vạn năm. Có ý nghĩa gì? Làm thần tính hoàn toàn bao trùm nhân tính sau đó, sẽ lại không hỉ nộ ai ố. Đối với bọn hắn những thứ này thần linh mà nói, tự hồ đã có được vô số tự do, vô số loại khả năng tính. Nhưng mà duy nhất không tự do, liền là không cho phép mình không phải là thần linh, không cho phép chính mình hủy diệt chính mình. Lý chân hình như là không nhất cái gọi là một cái, hai tay ôm lấy cái ót, cười nói, thật sự là hoài niệm tại kiếm khí trường thành cái kia đoạn năm tháng A, ta dù sao đã một chút không kém mà mô mở xuống, về sau có thể thường xuyên cùng ẩn quan đại nhân nói chuyện phiếm rồi. Lý chân tiếp tục nói, dựa theo trần thanh đô cùng long quân trước kia chính là cái kia cách nói, nếu như trở thành danh xứng với thực năm trí cao một trong, giống như có thể hơi chút đánh vỡ cái kia gông cùng xiềng xích, không cần giống như chúng ta bây giờ như vậy. Nhàm chán. Than ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên giữa trong trời đất đại phóng quang minh, có một không mang theo chút nào cảm tình nữ tử tiếng nói đột ngột vang lên, chỉ bằng mấy người các ngươi phế vật. Thủy thần Vũ Tứ trong nháy mắt gần như hít thở không thông. Nhân tính bị đè ép đến một hạt bụi bặm lớn nhỏ, không thể không hiện ra một đôi màu vàng đôi mắt, hắn một bộ kim thân to như ngôi sao. Than cũng là không sai biệt lắm tình cảnh, chẳng qua cái kia phần đại đạo áp chế, không giống Vũ Tứ bây giờ làm cho thừa nhận khoa trương như vậy. Ly chân tương đối đỡ một ít còn có thể bảo trì thân người nguyên dạng. Ly chân cười đùa tí từng nói, vũ tứ A, à, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, hướng chúng ta. Vị này Nguyễn Cô Nương khiêu khích vài câu, nói không chừng đã bị đánh chết rồi, tốt xấu có thể được cái một lát giải thoát, sau đó lại bị chu mật một lần nữa chắp vá đứng lên. Thần linh, được vinh dự không ngủ người. Chu mật hữu ý vô ý để cho bọn họ bảo trì một chút nhân tính, tựa như một cái thế tục nhân gian thích ngủ người, hết lần này tới lần khác đã thành mất ngủ người nhưng mà chỉ cần tiêu phí rơi toàn bộ còn sót lại nhân tính bị thần tính ăn không còn một mảnh dĩ nhiên là không có phần này thống khổ cái gọi là thần linh tựa như một khối bàn cờ từng cái ô vuông đều đặt để có một loại tâm tình tinh chuẩn nhấc lên tinh chuẩn thả lại thần vị càng cao tựa như bàn cờ càng lớn cầm giữ có càng nhiều ô vuông vấn đề ở chỗ mỗi lần một cái hoặc là nhiều tâm tình lên xuống trùng điệp cùng giao hòa cũng không phải chẳng có mục đích không cách nào tùy tâm sử dụng bởi vì ngay ngắn trật tự Vĩnh Viễn mục đích rõ ràng, hơn nữa quân cờ đen trắng từng người tổng số, Vĩnh Viễn là một loại ở vào một nửa tuyệt đối hoàn cảnh. Nếu như nói nhân tính là thần linh ban cho nhân tộc một tòa thiên nhiên lồng giam, như vậy tuyệt đối đấy, thuần túy tự do chính là một tòa càng lớn lồng giam. Mà đây chỉ là nhân tộc cách nhìn, thần linh không tự biết, hoặc là nói cho đúng đến, là thần linh Vĩnh Viễn sẽ không như thế nhận thức. Cuối cùng, bất kể là nhân loại còn là thần linh, giống như tự do đều là một tòa lồng giam người không phải thánh hiền ai có thể không qua, biết sai có thể thay đổi là điều thật tốt. Sẽ phạm sai, còn có thể sửa sai, dĩ nhiên là một loại tự do. Không có so với đây càng có thể chấn an lòng người tốt đẹp ngôn ngữ rồi. Một cái cũng không có cột tóc đuôi gà nữ tử, đứng ở màu vàng cầu hình vòm vùng đất trung ương trên lan can. Nàng một cái phất tay, liền đem cái kia kim thân, nguy nga thủy thần vũ tứ túm vào một vòng mặt trời bên trong, lấy đại hỏa đem nấu giết. Một cái tương đương với 14 cảnh đại tu sĩ vũ tứ, Đối mặt nàng cái này tồn tại, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Chu Mật hiện thân nơi đây, ngược lại là không có ngăn trở nàng tùy ý làm bậy, dù sao thủy thần thần tính như cũ ở đây, không mảy may thiếu sót, trở lại hắn cùng lắm thì một lần nữa chắp vá đứng lên là được. Chu Mật ghé vào trên lan can, xa xa quan sát vài tòa thiên hạ, mỉm cười nói, ai có thể nghĩ đến, ta sẽ cùng với cái kia một, ngay tại đầu tường gan tắc giữa lỡ mất dịp tốt. Đáng tiếc không thể trở thành cái kia một hôm nay chu mật ánh mắt, rất nhiều địa phương tạm thời đều không thể chạm đến. Nhưng mà cái kia đứng ở trên lan can nàng, rồi lại không này đại đạo ước thúc, bởi vì ánh nắng có thể đạt được, đều là nàng sở hạt lãnh thổ quốc gia. Nàng Thủy Trung không nói một lời. Một đôi màu vàng đôi mắt, một đầu tóc dài màu vàng kim, một kiện màu vàng trường bào. Chu mật lại biết rõ, lên trời sau đó, nàng nhìn khắp nhân gian, đơn độc không có đi xem người kia. Ở vó man hoang nội địa tông môn đỉnh núi, rồi lại đứng đấy hai vị nhân tộc kiếm tu, không đến nửa nén hương ở trong, một tòa hài cốt thành rừng bạch hoa thành, như vậy trở thành một trang đã sang trang hoàng lịch, theo năm tháng lưu chuyển, còn có thể biến thành không người hỏi thăm lão hoàng lịch. Tại tề đình tể sắc lệnh phía dưới, bốn cỗ thân cao ngàn trượng kim giáp thần nhân, sừng sững tại bạch hoa thành biên giới thiên địa bốn phương, kết trận như lưới chắn, phòng ngừa những cái này nhức đầu cá lọt lưới thừa dịp loạn chạy đi. Ngoài ra dị tượng đủ loại, lôi khởi trong đám mây trắng, trăng sinh sóng xanh trên, hàng trăm hàng ngàn đầu khí thế rộng rãi màu vàng lôi điện rủ xuống nhân gian, như sấm bộ thần linh tùy ý quất mặt đất, sông núi vỡ nát, mặt đất lật chắp tay, đem những cái kia ẩn nấp, tại động quật trong mật đạo yêu tộc từng cái lục xem tìm ra, vẫn còn hơn 10 đầu mặc dao trên không trung chập chờn chạy, đem những cái kia cưỡi gió yêu tộc tu sĩ nuốt vào, miệng lớn nhai, âm thanh như từng chuỗi pháo. Đừng quên kiếm tu cũng là luyện khí sĩ, ngoại trừ bổn mạng phi kiếm bên ngoài, cũng sẽ có thiên kỳ bách quái đại luyện, trung luyện bổn mạng vật những thứ này liền đều là tề đình tể tùy ý trải ra ra thủ bút bỏ qua một bên kiếm tu thân phận cùng bổn mạng phi kiếm tề đình tể đều hoàn toàn có thể coi là một vị sát lực cực lớn phi thăng cảnh tu sĩ đặt tại bất luận cái gì một tòa thiên hạ tu sĩ có được bực này thuật pháp thủ đoạn đều xem như khí thước cổ kim tài tình rồi có thể tại kiếm khí trường thành tề đình tể lại bị lão đại kiếm tiên coi là tâm không chừng thuật pháp xinh đẹp có hoa không quả khoảng cách thuần túy hai chữ càng đi càng xa tóm lại nửa câu lấy không đến tốt đây là trần thanh đô tâm tình không tệ thời điểm mới có thể ít thấy giáo huấn người khác vài câu càng nhiều thời điểm trần thanh đô một chữ đều lười phải nói cùng cảnh giới càng cao kiếm tu càng không thích nói chuyện phiếm ngược lại là một ít đứa bé cả đàn cả lũ đi đầu tường bên kia chơi đùa đi ngang qua này tòa nhà tranh nói không chừng còn có thể cùng lão đại kiếm tiên nhiều lời vài câu đã từng có đứa bé thả diều cắt đứt quan hệ rơi xuống tại nóc nhà tranh trên nào dám mở miệng cùng lão đại kiếm tiên đòi hỏi lại không dám bò lên trên nhà tranh, hậm hực về nhà, không ngờ mới đến cửa nhà, liền phát hiện cha mẹ vẻ mặt tràn đầy vui mừng thần sắc đứng ở đó bên cạnh chờ, trong tay phụ thân thì có cái kia giống như chính mình mọc chân chạy về nhà con diều, đứa nhỏ vừa hỏi mới biết được, thì ra là bị vị kia lão đại kiếm tiên tiện tay ném vào đã đến. Tại nơi khô đến thiếu niên trong năm tháng, chuyện nhỏ này đều là một môn lớn nhất để tài nói chuyện, về sau đợi đến lúc đứa bé này trở thành kiếm tu, người trẻ tuổi không đợi trở thành lão nhân, liền lại như cắt đứt quan hệ con diều tính mạng cũng việc nhỏ, tiện tay nhét vào trên chiến trường. Lục Chi lúc trước, từ cái hộp kiếm bên trong lấy ra hai thanh cực kỳ có nhãn duyên trưởng kiếm, làn thu thủy, đục khiếu, nàng hai tay cầm kiếm, phối hợp bổn mạng phi kiếm ôm phát, chính tay đâm một đầu ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ, hình như là cái bạch hoa thành tổ sư đường trưởng luật. Lúc trước chém giết trong quá trình, Lục Chi hơi chút hao phí một chút tinh lực, ngoài ra còn có một dúm không trải qua chém địa tiên tu sĩ, đến nỗi địa tiên phía dưới yêu tộc tu sĩ, không nhớ được, cũng không cần đi nhớ bị trường kiếm làn thu thủy chém chúng yêu tộc tu sĩ những cái này tích góp linh khí bổn mạng khiếu huyệt ở trong chỉ một thoáng như hồng thủy vỡ đê dìm nước một mảng lớn khí phủ căn bản không nói đạo lý nếu là bị đục khiếu vết cắt yêu tộc thân bên trong thiên địa núi sông cũng sẽ bị tội đục khiếu trời sinh kèm theo một cỗ tinh thuần kiếm ý hiệp đồng lục chi mênh mông cuồn cuộn kiếm khí tựa như có một vị tinh thông tầm long điểm huyệt thầy phong thủy dẫn đường kiếm khí như sắt cưỡi trọng trận một quấy mà qua mảnh sơn mạch nứt vỡ Lục Chi thu hồi phi kiếm ôm phác, quy khiếu ân cần săn sóc, đến nỗi mặt khác cái thanh kia bắt đầu, đang lấy tẩy kiếm phù luyện kiếm. Một thanh bổn mạng phi kiếm ôm phát, có được hai loại bổn mạng thần thông, trong đó một loại thần thông, phi kiếm có thể giam cầm ở tu sĩ bóng dáng, trong nháy mắt tổn thương đến âm thần, âm thần ảnh ngược liền giống bị phi kiếm dính tại tại chỗ một khối miếng vải đen, tu sĩ thay hình đổi vị, cũng chỉ có thể xé rách chính mình âm thần, cùng lúc đó, tu sĩ chỉ cần không nỡ bỏ một cỗ âm thần, chưa đủ quyết định thật nhanh, sẽ phải lập tức đối mặt phi kiếm loại thứ hai có thể nói cùng kỳ tinh vi, cẩn thận thăm dò thần thông, có thể lấy thuần túy kiếm ý trọng thương dương thần hóa thân, có thể không luận là âm thần còn là âm thần, đều liên quan đến một vị tu sĩ đại đạo căn bản, phi kiếm thần thông như ôm ấp, trên chiến trường như bóng với hình. Cho nên lúc trước một tòa tông môn trên chiến trường, lục chi cổ tay nhéo một cái, trường kiếm làn thu thủy, rũ ra kiếm hoa, kiếm quang sáng như tuyết như mùa thu hoàng. Chiếu dọi bốn phương, tu sĩ ảnh ngược đứng hiện, tề đình tể nghiêm mặt nói lão đại kiếm tiên cho ngươi đi bạch ngọc kinh luyện kiếm không phải là không có lý do đấy không đơn thuần là thứ hai đem bắt đầu cùng bạch ngọc kinh đại đạo tương khế ta suy đoán phi kiếm ôm pháp có cơ hội có được loại thứ ba bổn mạng thần thông ngoài ra ngươi theo ta cùng trần hy còn không quá giống nhau động phủ sáng lập một chuyện chúng ta không sai biệt lắm chính là như vậy dừng lại rồi rất khó chăm thức cần đầu tiến thêm một bước ngươi này tòa thân người tiểu thiên địa tức thì bằng không thì còn có rất nhiều khả năng lục chi nghe được không tập trung đương nhiên không phải là nàng phân không xuất ra tốt lại, thật sự là không có hứng thú. Nàng lành lạnh tính tình, đã là bẩm sinh, cũng có ngày kia luyện hóa hai thanh bổn mạng phi kiếm ảnh hưởng, làm cho nàng không phải bình thường thanh tâm quả dục. Lục Chi lúc này tâm tư, còn tại đằng kia cây kiếm hộp ẩn núp trên thân kiếm bên cạnh, còn lại du phù, tận lực ở bên trong sáu chuôi đạo môn pháp kiếm, đồng dạng kèm theo nào đó thượng thừa bí thuật, Lục Chi cảm thấy nếu đều có thể còn sống phản hồi, bí mật tìm một chuyến Trần Bình An, thương lượng, tương lai bạch ngọc kinh tam trưởng giáo đi long tượng kiếm tông đòi nợ tự dễ làm rồi trả lại kiếm ẩn quan với người mượn kiếm tìm ta lục chi làm gì tề đình tể thấy lục chi ngoảnh mặt làm ngơ hắn sẽ không có khuyên nữa dù sao cũng là một cái lão đại kiếm tiên đều khuyên không nổi đàn bà lục chi thân người tiểu thiên địa tựa như rõ ràng chiếm diện tích ngàn dặm rồi lại chỉ có phòng xá mấy gian nói nàng có tiền là thật có tiền coi như có được dụng tốt vạn mẫu nói nàng không có tiền thực sự không giả chính thức có thể nói xuân trồng thu thu hoạch đấy, chỉ có đáng thương một mẫu ba phần địa phương. Bởi vì lục chi ngoại trừ hai thanh bổn mạng phi kiếm, đại luyện bổn mạng vật, chỉ có giải rác, ba kiện, đối với bất luận cái gì một vị thượng ngũ cảnh luyện khí sĩ mà nói, đây đều là một cái có thể nói bần hàn số lượng. Ba vật đều bị lục chi dùng để phụ tá tu hành, trợ giúp thiên địa linh khí nhanh hơn hấp thu, cùng với ba hồn bảy vía bồi dưỡng, nàng công phạt chi vật, còn là chỉ có cái kia hai thanh bổn mạng phi kiếm người tu đạo, một thân tuy nhỏ như là thiên địa, núi sông lãnh thổ quốc gia rộng lớn bao la bát ngát, chính thức thuộc về chính mình đấy, chính là lấy hấp thu thiên địa linh khí làm nguồn nước, đổ vào núi sông mặt đất, cái gọi là tu đạo, tu hành giống như là cày cấy ruộng đồng, sáng lập phủ đệ, liên tiếp thành mảnh, chính là một tòa hùng thành, thành trì hơn nhiều, chính là một quốc gia, tu sĩ tựa như vua của một nước, cuối cùng chứng đạo, tựa như trở thành thân người thiên địa thiên hạ cộng chủ. Chỉ có điều tại mỗi một vị luyện khí sĩ thân thể mà nói, đối với người thân tiểu thiên địa động phủ khai thác đan phòng kiến tạo tu sĩ chịu tư chất có hạn từng người đều tồn tại một cái bình cảnh nhiều nhất là cảnh giới cao không thiếu thần tiên tiền cùng thiên tài địa bảo rồi bắt đầu bất kể hao tổn mà đi thay đổi thay thế cũ có bổn mạng vật vì vậy mỗi một vị phi thăng cảnh đỉnh cao sẽ không được không bắt đầu theo đuổi cái kia hư vô mờ mịt 14 cảnh tề đình tể lớn như vậy tu sĩ thần tiên tiền linh khí cùng pháp bảo đều xem như dễ như trở bàn tay rồi chỉ tiếc trong trời đất hết thảy vật dụng thực tế đã đã thành danh xứng với thực vật ngoài thân, lòng tham chưa đủ ngược lại thành vướng víu, tăng một trong phân sẽ phải hăng quá hóa dở. Tề đình Tề cười nói, còn chưa tới nửa nén hương, nếu như không nóng nảy chạy tới tiếp theo chỗ Sơn Thị, còn có thể nói chuyện phiếm vài câu. Trong tay hắn nhiều dao một kiện nghiền nát không chịu nổi màu xanh đậm pháp bào, là vị kia tiên nhân tông chủ di vật, tên là màu xanh đồng tử, là kiện bán tiên binh, chính là tu sửa đứng lên cần tiêu ít tiền, lục chi xuất kiếm quá ác. Cái này màu xanh đồng tử pháp bảo, nghỉ mát hành cung bên kia nên có ghi chép, bởi vì bạch hoa thành tu sĩ tại trong lịch sử, không thiếu đi kiếm khí trường thành chiến trường. Đầu kia thân là nhất tông đứng đầu tiên nhân cảnh, hôm nay trượt được nhanh nhất, như cũ bị tề đình tể ngăn chặn đường đi, cưỡng ép binh giải ra đi, không qua đối phương thi triển một môn bổn mạng độn pháp, nhưng mà âm thần bị chém, có thể hay không lưu lại cái ngọc phát cảnh cũng khó nói. Ngoài ra còn có mấy miếng yêu tộc yêu đan, ngọc phát cảnh một quả, địa tiên mấy miếng, đều bị tề đình tể từ những cái kia trên thi thể chóc bong đi ra, lòng bàn tay trống không xuất hiện, chậm rãi xoay tròn. Tề đình tể coi như là ngắm cảnh rồi. Bất luận cái gì một vị tại kiếm khí, trường thành làm được khởi kiếm tiên sưng hô kiếm tu, cái nào không phải từ núi thay biển máu bên trong đi ra đến nhân vật, có mấy cái là người bình thường. Lục chi liếc mắt những cái kia yêu đan, thần sắc ảm đạm. Nhớ kỹ trước kia, có một ghi chép chiến công nữ tử kiếm tu, cảnh giới không cao, tư chất thường thường kim đan cảnh, không am hiểu chém giết kỳ thật lục chi không biết tên của nàng chỉ biết là là một cái tính tình dịu dàng nữ tử dáng điệu không tệ chỉ là chẳng biết tại sao một mực không có kết hôn bộ dáng so ra kém chu rừng đương nhiên so với nàng lục chi khẳng định phải xinh đẹp hơn nhiều cái này lục chi liền tên cũng không rõ ràng nữ tử mỗi lần sau khi chiến đấu đều cùng người cùng một chỗ chịu trách nhiệm ghi chép khám nghiệm lục đương chiến công khi nàng nhìn thấy những cái kia rời khỏi chiến trường nữ tử kiếm tu sẽ cười đến vô cùng đẹp mắt Lục Chi thậm chí đã đối với nàng kia khuôn mặt tướng mạo, mười phần trí nhớ mơ hồ, duy chỉ có đối với nàng cái kia phần khuôn mặt tươi cười, giống như dù là muốn tận lực quên đều không thể quên. Một cái kim đan cảnh nữ tử kiếm tu, lại không am hiểu chém giết, có thể cuối cùng nàng còn là lựa chọn đi chiến trường, tại có thể chết cũng có thể sống giữa, không có lựa chọn cái sau, đi theo phi thăng thành đi hướng tha hương, mà lại là ngự kiếm đi hướng đầu tường. Đại khái là nàng cảm thấy nếu như kiếm khí trường thành đã định trước thủ không được, nhân gian không còn quê hương, sẽ không cần nàng đến ghi chép chiến công rồi a à. Không phải là một kiện bao nhiêu sự tình, không phải là hơn một cái trọng yếu nữ tử. Lục chi thậm chí đối với hảo hữu chu rừng rời khỏi, đều chưa từng như thế khó có thể tiêu tan, quả thực chính là kiện không hiểu thấu sự tình. Vừa vẫn rất tốt giống như cho đến giờ phút này, đợi đến lúc lục chi, nhớ lại cái này tại kiếm khí sinh trưởng ở lại bình thường chẳng qua nữ tử, vừa nghĩ tới nàng không còn nữa, lục chi mới hậu chi hậu giáp, kiếm khí trường thành hình như là thật không có rồi, Lục Chi có chút bực bội, mặt lạnh lấy ngắm nhìn bốn phía, đã mất yêu tộc có thể giết. Mẹ của hắn, nếu như có thể từ đầu chém nữa một lần thì tốt rồi. Đến nỗi viên kia ngọc phát cảnh, yêu đan chủ nhân, lúc này liền thân hình tung bay không chừng, nơm nớp lo sợ đứng ở nơi này vị khắc chữ lão kiếm tiên bên người, đáng thương ba hồn bảy vía đều bị lăng lệ ác liệt kiếm khí bao phủ tại một chỗ, trong lồng giam, thần hồn chịu đủ dày vò, giờ phút này lo lắng không yên, lo lắng cái này kiếm khí trường thành cùng lên đường sẽ đổi ý bội ước dứt khoát lại cho nó đoạn đường ra đi thì ra là chịu trách nhiệm bắt cá lọt lưới tề đình tể ngoại trừ lấy thuật pháp bày trận lúc trước còn âm thần xuất khiếu đi xa một chuyến trên đường tiện tay cầm cái trốn tránh không kịp bạch hoa thành cung phụng đúng là hồn phách bây giờ bị câu áp đứng lên ngọc pháp cảnh hứa hẹn lưu lại nó một cái mạng cùng nó hỏi rõ ràng bạch hoa thành mấy chỗ bí khố chỗ lại khiến nó dẫn đường đi vơ vét một phen đều không cần nó xung xoe như thế nào mở ra tầng tầng sơn thủy cấm chế tề đình tể trực tiếp một đường lấy kiếm khí mở đường bình thường tông chữ đầu tiên phủ thế lực, thường thường thỏ khôn đào ba hang, sẽ đem tu đạo bí tịch, thần tiên tiền, pháp bảo linh khí, phân để các nơi. Đương nhiên cái này giới hạn tại bình thường, giống như hạo nhiên thiên hạ bùa chú vu huyền, long hồ sơn thiên sư phủ, còn có trịnh cư trung thành bạch đế, tự nhiên cũng không có này chú ý. Nếu như cùng Trần Bình An đã hẹn ở nửa nén hương, tề đình tể sẽ không có tiếp tục vơ vét xuống dưới, đào ba thước đất loại này hoạt động, còn là ẩn quan đại nhân am hiểu hơn. Chẳng qua tầm mắt có thể thấy được chi vật, tề đình tề còn không có nửa điểm lãng phí những cái kia nghiền nát pháp bảo linh khí bị lục chi chém dụng đầy đất đủ loại tuy nói trên núi bảo vật nghiền nát sau đó giá cả cùng lúc trước ngày đêm khác biệt cũng không như vậy đáng giá không có nghĩa là không đáng tiền còn có phần đông yêu tộc tu sĩ bị chém giết sau hiện ra nguyên hình chân thân thi thể cùng với một ít anh linh có tư thế bạch cốt thi hài toàn bộ bị tề đình tề thu nhập trong tay áo long tượng kiếm tông sáng lập không lâu khắp nơi đều cần tiêu tiền chưa từng nghĩ hôm nay đi ngang qua bạch hoa thành đồng bính tây thấu góp gió thành bão được một khoản cực kỳ khả quan thần tiên tiền đầu kia hồn phách bị câu ngọc phát cảnh tu sĩ bạo gan nhẹ giọng hỏi tề lão kiếm tiên nói chuyện giữ lời a à. nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio tề đình tề cười cười không nói gì làm trâu làm ngựa coi như xong long tuyển kiếm tông chỉ lấy kiếm tu thấy kia vị lão kiếm tiên không có đáp lời nó lập tức tâm chết như cho dung giọng nói không giữ lời cũng không sao cả rồi có thể hay không cho cái thống khoái tề đình tể mỉm cười nói đời này có chưa từng đi kiếm khí trường thành nó trong lòng cuồng hỉ không thôi lập tức đáp chưa từng đi qua có thể thể với trời tuyệt đối chưa từng đi qua cùng kiếm tu là địch đường xá xa, xa xôi cảnh giới thấp kém nào dám đi kiếm khí trường thành bên kia tự tìm đường chết tề đình tể gật gật đầu vậy kiếp sau tìm đến tốt thai đi xem một chút bên kia phong cảnh theo tay vung lên tay áo hồn phách tan thành mây khói. Hôm nay Hạo Nhiên Thiên Hạ đỉnh núi không ít tu sĩ, khả năng cũng biết này bản Bức Kiếm Tiên Sách sưu tập ấn truyện tồn tại, có thể tại Bức Kiếm Tiên Sách sưu tập ấn truyện trước, kiếm khí trường thành bên kia, kỳ thật sớm nhất là bản khắc gỗ thô trăm kiếm tiên phổ. Tề Đình tề Nhàn hạ lúc đã từng đọc qua qua, ngược lại là không có hứng thú đi trộm đạo mua sắm những cái kia con dấu. Tại vị này lão kiếm tiên xem ra, ẩn quan đao công thật sự qua loa, thượng vị chính thức đăng đường nhập thất, đưa thân kim thạch mọi người liệt kê chỉ là sách sưu tập ấn triện bên trên có một câu chữ để bên cạnh ấn văn, khiến tề đình tề cảm thấy coi như không tệ. Cũng không sơn thủy địa thế thuận lợi mà, nhưng là nhân gian cao nhất thành. Lục Chi nói ra, lần này ra tay, kiếm không ít. Bọn hắn một đoàn người hiện thân nơi đây sơn môn, sự tình giao vội vàng, khiến cho đầu kia tiên nhân cảnh yêu tộc cũng không kịp đi trước một chuyến tiền tài kho, nói là người chết vì tài chim chết vì ăn, thật là đến rồi mệnh treo một đường thời điểm, còn là không có gì có thể do dự đấy tu đạo chi sĩ, vô luận là phổ điệp tiên sư còn là sơn trạch giã tu, đều rõ ràng cái này dễ hiểu đạo lý. Một cái chết ở tiền trong đống trên núi thần tiên, nhất nghẹn khuất, bừa bãi lộn xộn chung vào một chỗ, xác thực không ít, nói là kiếm đầy bồn đầy bát đều không quá phận, dù sao cũng là phần tông môn nội tình, mặc dù đào lên cái kia ba chương tẩy kiếm phù, còn rất có lợi nhuận. Tề đình tể mỉm cười nói, kiếm khí trường thành những cái kia con bạc không nói sớm rồi, cùng ẩn quan kết hội làm cái nghĩ thua thiệt tiền cũng khó khăn, nằm có thể kiếm tiền. Lục Chi nhắc nhở, Trần Bình An là một cái tính toán tỉ mỉ phòng thu chi tiên sinh. Tề Đình Tề gật đầu nói, trở lại kiểm lại một chút du lịch bạch hoa thành thu hoạch, khiến ẩn quan chiếm. Bốn thành. Không ngờ Lục Chi, nói ra, bốn thành. Hắn lại không có xuất lực, phân hắn hai thành cũng rất đạt đến một trình độ nào đó rồi. Tề Đình Tề vui mừng nói, cuối cùng có chút cấp cao nhất cung phụng bộ dạng rồi. Lục Chi nói ra, áo choàng không tệ, thuộc về ta trở lại ta có thể đưa cho ngô mạn nghiên cái kia cô gái nhỏ tề đình tể từ trong tay áo lấy ra món đó màu xanh đồng tử pháp bào vứt cho lục chi lục chi tiếp nhận tay nhẹ nhàng run rẩy pháp bào kinh ngạc nói phân chia tăng vật loại sự tình này giống như sẽ nghiện tề đình tể gật đầu nói ta cũng là mới phát hiện lục chi bĩu môi trước kia tại kiếm khí trưởng thành kiếm tu đều không có cái này thói quen coi như là cho ẩn quan thói quen đi ra tật xấu sau đó hai người dắt tay nhau đi tới Tam Sơn phủ tiếp theo chỗ Sơn Thị. Ninh Diêu đã rời khỏi chỗ này của chiến trường di chỉ, hình như là đệ kiếm sau đó, sẽ không quản những cái kia còn sót lại kiếm tức giận. Thế cho nên giờ phút này chiến trường di chỉ, như cố kiếm quang rậm rạp, tùy ý xoắn giết những cái kia bốn phía tán loạn âm binh quỷ vật. Tề đình tể dâng hương sau đó, nhẹ giọng cười nói, rất khó tưởng tượng, nếu như không còn ước thúc, chúng ta những thứ này coi như có thể đánh nhau phi thăng cảnh. Tại đây thiên hạ hội như thế nào cách đối nhân xử thế? tam giáo tổ sư tồn tại, trùng trùng điệp điệp thời gian sông dài, coi như có ba người, ngồi đoạn tân chảy, khóa sắt hoành giang. Ba vị này, căn bản không cần phải nói cái gì làm cái gì, sự hiện hữu của bọn hắn bản thân, chính là một loại lớn lao chấn nhiếp. Cho dù là chỗ này lấy thế đạo hỗn loạn không chịu nổi lấy sưng man hoang thiên hạ, vẫn đang còn có tòa thác nguyệt sơn, bằng không thì chỉ nói chuyển núi lão tổ chủ yếm, cùng cũ duệ lạc hà cộng chủ ngưỡng chỉ liên thủ. Nếu như lại có thể kéo lên một đầu cũ vương tọa đại yêu, đủ hoành hành thiên hạ, đoán chừng đến cuối cùng, chính là tổng cộng không đến 20 đầu 14 cảnh, phi thăng cảnh đỉnh cao đại yêu, tổng cộng phân thiên hạ, tạm thời dừng tay, sau đó tiếp tục chém giết, giết cuối cùng, chỉ để lại cuối cùng một nắm 14 cảnh. Tề đỉnh tể lấy ra một cây phướn gọi hồn, ném đến cổ trong chiến trường khu vực, bỗng nhiên đứng sừng sững lên, như là mở ra một cái cửa chính, rất nhanh, từ bốn phương tám hướng tụ lại khiêng linh cữu đi trí hỗn độn mấy vạn âm binh, giống như được một đạo pháp chỉ sắc lệnh, như từng nhánh lập tức thu binh đại quân, điên cuồng dũng mãnh vào phướn gọi hồn. Còn nữa phướn gọi hồn bản thân, xen vào động thiên cùng phúc địa giữa, chính là một chỗ thích hợp quỷ vật tu hành xâm la đạo tràng, có thể một ít cái nguyên bản cắt cứ di chỉ một phương địa tiên anh linh, quỷ tướng, tự nhiên không muốn từ nay về sau ăn nhờ ở đậu, mất đi tự do thân, từng cái một ẩn nấp khí cơ, ý đồ trốn. Kết quả tề đình tể từ phần đông bổn mạng vật giữa lựa lấy ra một kiện, tế ra sau đó, một cái hàm xúc lôi pháp chân ý màu vàng gậy trúc, rơi vào phuấn gọi hồn phụ cận, gậy trúc rơi xuống đất liền mọc rể, mấy cái thời gian nháy con mắt, cổ trên chiến trường, tựa như xuất hiện một tòa màu vàng rừng trúc, phạm vi mấy trăm dặm, toàn bộ mặt đất lôi điện đan vào, hơn nữa rừng trúc thông qua mặt đất phía dưới không ngừng lan tràn đi ra gậy trúc, từng viên một kim quang lập lòe không chừng, đều là màu vàng măng, lấy ra đất mà ra cực nhanh, tiếp tục biến thành từng gốc cây mới tinh cây trúc, rừng trúc kim quang rạng rỡ, từng mảnh lá trúc đều ẩn chứa một phần lôi pháp đạo vận, khiến cho mặt đất rừng trúc phía dưới sáng lập ra một tòa lôi trì. Vô luận là đại đạo lôi pháp, còn là gậy trúc chất liệu bản thân, cả hai đều bẩm sinh khắc chế quỷ vật. Di chỉ cuối cùng chỉ để lại bốn đầu đi thông phuấn gọi hồn con đường, ngoài ra quỷ vật không đường có thể đi. Lục chi mắt nhìn xa xa cái kia cam chiêu hồn phiên, nghi ngờ nói, ngươi còn có thể cái này. Tề đình tề cười giải thích nói, trước kia tại kiếm khí trường thành trên chiến trường, chúng ta mỗi lần đệ kiếm đều bị nhằm vào, đương nhiên không cách nào thành thơi thành thơi, tùy ta thi triển những thứ này loè loẹt thủ đoạn, nói ngắn gọn thuật pháp thần thông ngàn vạn không bằng kiếm quang lóe lên trên núi kiếm tu nếu là tinh thông những cái này kiếm đạo bên ngoài bằng môn tà đạo thì có không làm việc đàng hoàng hiểm nghi cùng một cái người đọc sách am hiểu rèn sắt đốn củi không sai biệt lắm lục chi tạm thời trong lúc rảnh rỗi liền từ kiếm hộp lấy ra còn lại hai kiếm điêu giáp đúng là một bộ bạch ngọc kinh phi thăng cảnh tu sĩ quý hiếm di thuế có thể lấy ra làm kiện cùng loại binh gia giáp viên pháp bào có thể làm cho tu sĩ dường như không thầy cũng tự học được nắm giữ hai đạo bạch ngọc kinh cực kỳ thượng thừa bí truyền thuật pháp, một công một thủ, lại làm cho Lục Chi cảm thấy không được tự nhiên đến cực điểm, liền đem kiếm này ném vào kiếm hộp. Ngược lại là cái thanh kia Nam Minh, cầm kiếm nơi tay, có thể nhiều ra một tòa cổ quái trận pháp, Lục Chi phát hiện mình giống như đứng ở một chỗ thiên chỉ sông lớn chỗ giữa, nhìn như khoảng cách một bên tề đình tể, liền vài bước đường, kỳ thực kém ngàn dặm xa, thích hợp đối phó những cái kia ẩn giấu công phạt trọng bảo đương nhiên đồng dạng có thể lấy ra đối phó đối địch kiếm tu phi kiếm. Đến nỗi cái thanh kia tài giỏi, cũng là tinh xảo, lục chi cầm trong tay trường kiếm, bên người là hơn ra một con cá long tư thái huyễn tượng linh vật, này màu xanh cá lớn, lơ lửng trên không trung vây quanh lục chi chạy. Lục chi cảm thấy nhìn còn rất thuận mắt, sẽ không có rút về cái thanh này tài giỏi trường kiếm. Hơn nữa hai tay đều cầm nam minh, tài giỏi sau đó, lục chi rất nhanh liền lại có kinh ngạc, nguyên lai like bên người cái kia dùng đùi đắc ý màu xanh cá bơi lại có thể từ nàng dưới chân này, tòa vốn là hư ảo biểu hiện giả dối chi vật thiên chỉ trong nước, giữa không sinh có, hấp thu hàng thật giá thật thủy vận, lớn mạnh bản thân. Lục chi nói ra, lục trầm đạo Pháp có chút ý tứ. Tề đình tể bất đắc dĩ nói, người ta tốt xấu là một vị bạch ngọc kinh tam trưởng giáo. Lục chi nói ra, không có cách nào khác, lục trầm ở tại Trần Bình An bên người, tựa như cái. Chỉ là chân chạy làm việc lặt vặt cửa hàng tiểu nhị, ta rất khó đem hắn cùng một vị 14 cảnh đại tu sĩ móc nối. Tề đình tể nhịn không được cười lên. Lục chi không hề nói chuyện phiếm, thừa dịp còn có non nửa nén hương thời gian, bắt đầu luyện kiếm, nói cho đúng tới là luyện hóa cái kia Trương Ngọc Xu thành tẩy kiếm phù. Không hổ là trương danh chấn thanh minh thiên hạ đại phù, vẽ phù môn hạm cực cao, người ngoài luyện hóa đứng lên ngược lại là cực nhanh. Ba chương giá trị liên thành tẩy kiếm phù, nếu như lục chi đều lấy ra rèn rũa phi kiếm bắt đầu mũi kiếm, hiệu quả lộ ra lấy, lục chi dự đoán phi kiếm sắc bén trình độ, có thể gia tăng một thành tẩy kiếm phù khiến lục chi tiết kiệm ít nhất gần 60 năm tu đạo thời gian. Cái này 60 năm, không phải là thời khắc lưu chuyển không ngừng nghỉ 60 năm, mà lại là chỉ một vị kiếm tu, dốc lòng tu đạo, chăm chú luyện kiếm thời gian, luyện khí sĩ cái gọi là vài chục năm mấy trăm năm đạo hạnh, đều là nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, hô hấp thổ nạp, bế quan tĩnh tọa, từng giọt từng giọt đánh bóng đi ra tinh thần khí. Đây mới là luyện khí sĩ một tuổi, chân thật đạo tuổi, bằng không thì ngoài ra, chính là kia loại sống ổn thời gian tuổi mụ vì vậy một thành thiệt tình không ít luyện hóa phi kiếm một đường đi trăm dặm người nửa chín mươi nhất là lục chi cái thanh này bắt đầu mặc dù khoảng cách viên mãn chỉ kém mảy may đều rất khó một kiếm giết một đầu phi thăng cảnh đại yêu nhưng một khi bị nàng vượt qua cánh cửa kia hạm như vậy lục chi phi kiếm sát lực dù là tại kiếm khí trường thành lịch vạn niên trên lịch sử đều thuộc về nổi trội nhất chỉ cần phi kiếm bắt đầu phẩm chất luyện hóa đến không hề khuyết điểm nhỏ nhặt hóa cảnh giả thiết nàng tương lai lại thành công đưa thân phi thăng cảnh cái này có nghĩa là người ngoài nếu như muốn giết Lục Chi, phải hai vị phi thăng cảnh tu sĩ liên thủ, lại ngoan ngoãn giao ra hai cái mạng. Tề Đình Tể rất rõ ràng một chuyện, trước kia lão đại kiếm tiên đối với hắn và Trần Hy, đưa thân 14 cảnh một chuyện, cũng không ôm cái gì kỳ vọng, duy chỉ có đối với chậm chạp không cách nào đánh vỡ tiên nhân cảnh bình cảnh Lục Chi, hết sức coi trọng, ngoài ra chính là đại kiếm tiên mễ hỗ, còn có về sau đi nghỉ mát hành cung sầu miêu. Đến nỗi ninh diêu, chờ mong cái gì, không cần, tại lão đại kiếm tiên xem ra, chính là ván đã đóng thuyền sự tình lục chi ngẩng đầu lên không khỏi nói ra kỳ thật vị nào nếu như bỏ qua một bên thị phi không nói chuyện cực kỳ giỏi nàng là đang nói cái kia được vinh dự man hoang văn hải thông thiên lão hồ chu mật bội phục về bội phục đương nhiên không chậm trễ lục chi trên chiến trường có thể chém chết chu mật liền nhất định chém chết hắn tuyệt không nương tay tề đình tể nói ra lục chi ta lúc đầu sở dĩ muốn vi phạm lời thề tiến đến thứ năm tòa thiên hạ chính là trong lòng còn có may mắn ý đồ bằng vào cướp lấy đệ nhất thiên hạ người đại đạo khí vận hắn đa núi có thể công ngọc giúp ta đánh vỡ cái kia rất lớn bình cảnh bởi vì ta hy vọng mượn này nói với lão đại kiếm tiên một sự thật trần thanh đô nhìn lầm tề đình tể rồi lục chi không am hiểu nói chuyện với người khác thổ lộ tình cảm kỳ thật tề đình tể lại càng không ưa thích cùng người tâm sự hôm nay nói ra lần này ngôn ngữ đúng là lần đầu tiên lục chi mở to mắt nàng cũng không nói quanh co lòng vòng ngôn ngữ lão đại kiếm tiên cũng không tại còn cùng hắn âu tức giận cái gì hơn nữa, coi như là lão đại kiếm tiên trên đời, tận mắt nhìn thấy ngươi rồi tại Ngũ Thải Thiên Hạ đưa thân 14 cảnh, chỉ biết càng thất vọng, càng thêm xem thường Tề Đình Tể. Tề. tề Đình Tể có chút sầu não, ta ngược lại là hy vọng còn có cái có thể bị hắn cảm thấy thất vọng cơ hội. Hôm nay Phi Thăng thành trẻ tuổi kiếm tu, đối với vị kia lão, đại kiếm tiên rời đi, cùng Tề Đình Tể những thứ này lão nhân phức tạp tâm tính, không hề cùng dạng. Tề Đình Tể đột nhiên tức cười nói, về sau Phi Thăng thành trên bàn rượu trò chuyện đến trò chuyện đi bất kể là khen là mắng dù sao đều không tránh được chúng ta vị này trần ẩn quan nghĩ tới điều này khiến cho người không thống khoái lục chi khuyên đều là do tông chủ người khí lượng lớn chút tề đình tể thở dài khuyên ngươi về sau ngươi đừng khuyên người lục chi cười ha hả nói con người của ta nhất nghe khuyên trước mắt một tòa man hoang núi cao tên là núi xanh bốn vị kiếm tu nắm giữ phần thứ nhất tam sơn phủ ba chỗ sơn thị bến đò theo thứ tự là bạch hoa thành cổ chiến trường di chỉ núi cao núi xanh ninh diều tại chân núi cùng tam sơn cửu hầu tiên sinh thắp hương lễ kính sau đó không có đi tiếp theo chỗ sơn thị mà lại là dọc theo thắp hương thần đạo mười bậc mà lên núi này địa vị cao cả là man hoang thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay danh sơn núi cao phá lệ có được hai tay số lượng phó chữ chi núi đến nỗi núi cao tên núi xanh càng là độc nhất phần sơn quân thần từ trong đại điện cung phụng cái kia cỗ tượng màu tượng thần màu vàng rung động từng trận, đi ra một vị lão giả, cầm trong tay một chuỗi bằng gỗ chẳng hạn, giống như cái kia ăn chay niệm Phật hạng người. Ngày thường tướng mạo cổ sơ, giã hạc sơn cù, coi như khe biên lão vỏ cây thông tin tưởng thô. Vị này đại nhạc sơn quân, đạo hiệu bích ngô, trời sinh dị tượng, trọng đồng tám màu, áo đỏ thẫm tóc dài, chân đạp một đôi hàng mây che lá nhiếp vân lý. Đã nhận ra cái kia phần kiếm khí, sơn quân bích ngô liên tục không ngừng đi ra ngoài tiếp khách, nhìn xem nữ tử kia kiếm tu vẻ mặt cả kinh nói ninh diêu ninh diêu gật gật đầu không có việc gì ta sẽ theo liền dạo chơi bích ngô trước tiên đăm chiêu suy nghĩ có phải hay không hạo nhiên thiên hạ đã đánh tới nhà mình cửa sơn môn rồi tự diễu không thôi làm sao có thể đẩy mạnh nhanh như vậy còn nữa nếu là liền núi xanh đều không bảo vệ được có nghĩa là man hoang thiên hạ ít nhất nửa giang sơn đều thuộc sở hữu trung thổ văn miếu rồi bích ngô ôm quyền nói sơn thần bích ngô gặp qua ninh kiếm tiên nhìn thấy vị này phi thăng cảnh đại sơn quân nhất là trên tay cái kia chuỗi chẳng hạn, Ninh Diêu đã biết rõ núi xanh vì sao bình yên vô sự rồi. Suy nghĩ một chút, Ninh Diêu chỉ nhớ mang mắng bích ngô đạo hiệu, cảnh giới, có được một loại tiên binh phẩm chất tiên gia trọng bảo, xe lửa xế điện, đồn đại xa giáo huyền diệu chỗ, là khắc dấu có lôi hỏa luôn ti. Lại có là vị này sơn quân thành kính tin Phật, kiến tạo một tòa cùng loại từ đường văn thủ viện. Càng nhiều nữa, cũng không rõ ràng rồi. Chắc hẳn Trần Bình An mới có thể đối với cái này thuộc như lòng bàn tay đã nghe được Ninh Diêu câu kia lời nói khách sáo, Bích Ngô cười khổ không thôi, cũng không phải lo lắng tình cảnh của mình an nguy. Tại nhà mình địa bàn, dù là đối mặt một vị phi thăng cảnh kiếm tu, cũng không phải đều không có sức đánh một trận, phần thắng tuy nhỏ, bảo vệ tính mạng không lo. Suy nghĩ một phen, nhà mình đỉnh núi cùng cái kia kiếm khí trường thành, có lẽ không có ân oán gì hút mắt. Chỉ là Ninh Diêu cũng không thể là đơn thương độc mã đánh tới nơi đây đi. Bích Ngô thử dò hỏi, ẩn quan có từng cùng Ninh Kiếm Tiên đồng hành, Ninh Diêu giữ im lặng. Bích Ngô do dự một chút, còn là ngậm miệng không nói, đem một ít hơi có vẻ lôi kéo làm quen hiểm nghi ngôn ngữ, biết ý nuốt vào bụng. Kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ, làm vạn năm sinh tử đại định, hai bên gặp mặt, ở đâu cần gì một lời không hợp, nhìn thấy liền trực tiếp chém giết, không cần lý do. Ninh Diêu lên núi một lát, hỏi, Sơn Quân nhận thức hắn. Một đường tiếp khách Bích Ngô cười nói, một cái ở lâu trong núi không chuyển ổ mặt hàng, làm sao có thể đủ nhận ra kiếm khí trường thành ẩn quan, chỉ là trước đây ít năm có một hảo hữu, đầm lầy thủy duệ xuất thân, hắn từng chuyên chạy tới đảo Huyền Sơn Di chỉ du lãm phong cảnh, ngẫu thấy ẩn quan đứng ở sườn dốc bờ, liền vẽ qua một bức họa cuốn, hảo hữu trở lại quê hương về sau, đi ngang qua nơi đây, đem họa quyển đưa tặng cho ta. Ninh Diêu nói ra, vừa rồi hắn đã tới rồi, chỉ là ngươi không có phát hiện. Bích Ngô nửa điểm không cảm thấy Ninh Diêu là ở phô trương thanh thế, không khỏi cảm thán nói, không ngờ ẩn quan đạo Pháp cũng như thế thông huyền quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng ninh diêu nhắc nhở coi như chúng ta cũng không có đã tới bích ngô gật gật đầu ngầm hiểu hôm nay trong núi như cũ vô sự rảnh rỗi xem mây cuốn giãn ra hoa nở rơi mà thôi phát hiện ninh diêu giống như sẽ phải rời đi sơn quân bích ngô thử dò hỏi ninh kiếm tiên không nhìn liếc họa quyển ninh diêu cầm phủ đi xa thời điểm nghi ngờ nói lớn người sống không nhìn xem họa quyển làm cái gì truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé. Sơn quân Bích Ngô trong lúc nhất thời không phản bác được. Xác định Ninh Diêu đã đi xa, Bích Ngô một bước xúc địa núi sông, đi hướng một chỗ nha yên tĩnh trạch viện. Hai vị tuổi trẻ nữ tử dung mạo Sơn quỷ, quần áo theo thứ tự là vàng nhạt xanh nhạt hai màu. Cùng Sơn quân thi lễ vạn phúc, mở cửa, Bích Ngô vượt qua ngưỡng cửa, trên thư án đặt để có một nhánh quyển trục. Mở ra về sau, chỉ thấy họa quyển phía trên, đã vẽ nhân vật, đúng là vị kia kiếm khí trường thành đời cuối ẩn quan. Một bộ đỏ tươi pháp bào, nam tử đứng ở đầu tường sườn dốc bờ khuôn mặt mơ hồ hai tay lồng tay áo dưới nách kẹp hiệp đao quan sát mặt đất vân vân vương triều ngọc bản thành lập quốc đã một nghìn hai trăm những năm cuối chỉ có điều hoàng đế dòng họ thay đổi mấy lần dù sao quốc hiệu không đổi người nào ngồi ngay vàng ở chỗ này cũng không có gì chú ý tại man hoang thiên hạ bất kỳ một cái nào quốc tộ vượt qua nghìn năm dưới núi vương triều tuyệt đối so với cùng tuổi trên núi tông môn lại càng không tốt trêu chọc mà loại này vương triều kinh thành trọng địa, không khác trên núi tổ sư đường. Có thể giờ phút này hoàng cung một chỗ cao nhất trong lầu, tầng cao nhất dưới mái hiên hành lang ở bên trong, đã có cái tự tiện tới cửa người nơi khác. Lụa mỏng xanh đạo bào nam tử, một tay nắm quyền, một tay sau lưng, tựa như tại nhà mình đình viện tản bộ. Lúc này dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, dưới mái hiên đeo đầy một chuỗi vòng linh đang, mỗi một cái lục lạc chuông bên trong, treo có hai thanh khoảng thời gian cực nhỏ bỏ túi đoản kiếm hơi có gió nhẹ lướt qua, liền va chạm rung động. Căn cứ nghỉ mát hành cung ghi chép, nội thành vị kia hoàng đế bệ hạ, bởi vì bế quan nhiều năm, bỏ lỡ trận đại chiến kia, cho Thác Nguyệt Sơn một số lớn cốc vũ tiền. Hơn nữa Vân Văn Vương Triều, cùng hai đầu cũ vương tọa đại yêu, Hoàng Loan cùng Hà Hoa Am Chủ, quan hệ cũng không kém, bằng không thì lấy một cái tiên nhân cảnh, thật đúng là không bảo vệ được Vân Văn Vương Triều. May mà hôm nay dù là Hoàng Loan cùng Hà Hoa Am Chủ đều chết hết, giống như vị này hoàng đế cũng vừa dễ phá cảnh, đã trở thành một vị mới phi thăng cảnh đại tu sĩ. Một vị mặc long bào khôi ngô nam tử, trống rỗng xuất hiện tại hành lang bên trong, trầm giọng nói, khách quý lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Chỉ là đạo hữu như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Ta cũng tốt chuẩn bị nhắm rượu tiệc, vì đạo hữu mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Bên cạnh hắn còn có cái dáng người mảnh khảnh nữ tử tùy tùng, kim phấn bôi gò má, bội yêu đao, đúng là vị hàng thật giá thật mười cảnh vũ phu. Nàng hai hàng lông mày thiên nhiên nối tiếp, tai tinh tế thật dài, là sách cổ trên cái gọi là thiên nhân tướng. Trần Bình An cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như thế nào tiếp khách rồi, nửa điểm không phiền toái, chỉ cần đem bộ kia kiếm trận cho ta mượn là được, tiện tay mà thôi. Vị này vân văn vương triều hoàng đế, tên hiệu Diệp Bộc, đạo hiệu có hai cái, trước là phá hà, đưa thân phi thăng cảnh về sau, cho mình lấy cái càng khí phách, tự xưng vượt bậc. Đến nỗi Diệp Bộc bên người nữ tử Vũ Phu, tên là Giao Sắc, là một cái cực kỳ nổi danh nữ Vũ Si, hôm nay hơn 100 tuổi có thuật chú nhan, nàng tại hơn 50 tuổi, liền đưa thân chỉ cảnh. Ngọc bản thành đã mở ra một đạo kinh thành phòng ngự trận pháp, mô phỏng ngọc lưu ly hoàn cảnh, kinh thành như là lâm vào một cái đình trệ thời gian khe nước, khắp nơi bảy màu rực rỡ, nội thành tất cả tu đạo trì sĩ đều lựa chọn ở tại tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa đến thượng ngũ cảnh tu sĩ phía dưới, địa tiên đều muốn hành tẩu không dễ, còn nữa đây là kẻ địch mạnh trước mắt dấu hiệu, ai dám lỗ mãng. Diệp Bộc tự nhiên đã nhận ra đối phương thân phận chỉ là trực giác tự nói với mình giả vờ không biết có thể sẽ rất tốt điểm đến nỗi vì sao một vị tại đầu tường bên kia ngọc phát cảnh kiếm tu biến thành một cái phi thăng cảnh cất bước đắc đạo người diệp bộc không hiếu kỳ tại man hoang thiên hạ tu đạo trên đường hết thảy quá trình đều là vô căn cứ chỉ hỏi kết quả tu hành truy cầu đơn giản là một cái lại thô thiển chẳng qua đạo lý chính mình như thế nào sống sống được càng lâu dài càng tốt một khi cùng người nổi lên xung đột hoặc là ghét bỏ ven đường có người ngại nhãn người khác như thế nào chết, bị chết càng nhanh càng tốt. Diệp Bộc đã nghe được đối phương cái kia rất lớn vui đùa, ẩn quan đại nhân danh bất hư truyền, rất biết nói chuyện phiếm, thậm chí so với trong truyền thuyết càng khôi hài. Nữ tử giật giật khóe miệng, thò tay mò ở bên hông chui đao. Vị nữ tử này vũ phu, ánh mắt cực nóng, gắt gao nhìn thẳng cái kia thay đổi thân đạo môn trang phục nam tử, nhận ra, nàng như thế nào sẽ không nhận biết, người này bức họa, hôm nay man hoang thiên hạ, Nói không chừng mười ngọn trên núi đỉnh núi, ít nhất một nửa đều có. Nhất là Thác Nguyệt Sơn cùng Trung Thổ văn miếu trận kia đàm phán không thành nghị sự. Sau đó, cái tuổi này nhẹ nhàng rồi lại tiếng tăm lừng lấy ẩn quan, thì càng nổi. Danh, người đang hạo nhiên, cũng tại man hoang thiên hạ danh tiếng nhất thời vô lượng. Thế cho nên khiến cho giống như một vị luyện khí sĩ không biết trần bình an. Cái tên này, chẳng khác nào không có tu đạo. Trăm năm trước đây, cái nào đó kiếm khí trường thành đồ chó hoang thanh danh đều chỉ tại man hoang nửa trên sườn núi tông môn tiên phủ truyền lưu, chưa từng nghĩ thoát ra cái đời cuối ẩn quan. Trần Bình An nhìn về phía nữ tử kia vũ phu, ý định thử nhìn một chút. Trần Bình An đỉnh đầu đạo quan bên trong, cái kia chỗ liền diệp bộc đều không thể nhìn trộm chút nào hoa sen đạo tràng bên trong, lục trầm một bên luyện quyền tẩu thung, một bên lé mắt liếc cái kia không biết trời cao đất rộng đàn bà, tắc tắc kêu kỳ lạ, dục dịch ngóc đầu dậy, thật sự là dục dịch ngóc đầu dậy. Diệp Bộc lên tiếng ngăn trở bên người nữ tử, giao sắc, không được vô lễ. Giao sắc rồi lại híp mắt cười nói, ta cảm thấy được có thể thử nhìn một chút, điều kiện tiên quyết là ẩn quan nguyện ý chỉ lấy thuần túy vũ phu ra quyền. Tốt! Trần Bình An ngôn ngữ thời điểm, vừa xài bước ra, hai ngón khép lại, nhìn như nhẹ nhàng chống đỡ cái kia giao sắc cái chán. Nữ tử vũ phu ầm ầm bay rớt ra ngoài, đụng nát sau lưng lan can không nói, thẳng tắp một đường, trực tiếp té ra ngọc bản thành thiên nhân giao chiến diệp bộc tâm tư nhanh quay ngược trở lại nhanh chóng sau khi cân nhắc hơn thiệt lựa chọn không ra tay cả tòa kinh thành nguyên bản đứng im bất động ngọc lưu ly cảnh giới dắt một phát động toàn thân bị dao sắc như vậy va chạm lập tức xuất hiện một cái khe sau lần đó khe hở bốn phía không ngừng nứt toác ra cuối cùng ngọc bản thành tựa như bỗng nhiên xuống một trận sáng dọi sáng lạn mưa to gió lớn tiên nhân cảnh kiếm tu đều không thể một kiếm bổ ra trận pháp liền như vậy nhẹ nhàng bâng cua ngón tay một chút vừa chạm vào tức là vỡ quyền pháp. Không giống. Nhất chỗ đáng sợ, còn là trước mắt cái này trẻ tuổi kiếm tu, giống như đồng dạng chưa từng chưa tận lực thi triển kiếm thuật. Diệp Bộc rốt cuộc bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này Trần Bình An, đến cùng còn là không phải là kiếm khí trường thành cái kia chó giữ nhà rồi. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, Diệp Bộc, nếu tự chính mình đi trong lầu lấy kiếm, sẽ không tính mượn, được kêu là đoạt. Diệp Bộc cười khổ nói, có khác nhau sao? Ta hơn 10 dưới sau đó ngọc bản thành hơn phân nửa sẽ phải không còn. Trần Bình An mở ra một tay, rõ ràng là ở ý bảo Diệp Bộc nhanh một chút. Ngươi nên may mắn Ngọc Bản Thành không phải là này tòa tiên châm thành, bằng không thì đã không còn. Tiên châm thành, được xưng man hoàng đệ nhất cao thành. Này thành vừa vặn ở vào tam sơn phủ cuối cùng một chỗ sơn thị phụ cận. Diệp Bộc trong lòng âm u thở dài một tiếng, vị này vân văn vương triều hoàng đế bệ hạ, không hổ là nhất đẳng kiêu hùng tâm tính. Vậy mà làm chân chủ động mở ra cấm chế, vận chuyển bí pháp, triệt tiêu 18 đạo sơn thủy cấm chế, vẫy vẫy tay, từ trong lầu ngự đến một cái nguyên bản lơ lửng trên không trung hồng san hô giá bút, từng thanh kiếm trận phi kiếm, giống như bút đặt đặt ở bên trên. Diệp Bộc nhẹ nhàng đẩy, đem hồng san hô giá bút giao cho vị kia dịch dung vì ẩn quan cổ quái nói người, mỉm cười nói, hy vọng Trần Đạo Hữu có thể bình yên rời khỏi man hoang thiên hạ. Trần Bình An đem giá bút cùng phi kiếm cùng một chỗ thu nhập trong tay áo, vậy cho ngươi mượn chúc lành, làm đáp lễ, cũng đưa ngươi một câu, hy vọng chỗ này ngọc bản thành đầy đủ bền chắc, ngươi phi thăng cảnh đầy đủ củng cố. Đang xác định cái kia khách không mời mà đến đã rời khỏi ngọc bản thành, Diệp Bộc không có nóng lòng đi tìm quý vi hoàng hậu giao sắc, mà lại là buông ra thần thức, bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán. Nổ không chết được ngươi. Cái kia giá bút, là một kiện tiên binh, hơn nữa nửa số phi kiếm đồng thời nổ bể ra đến, mặc hắn là một vị phi thăng cảnh đỉnh cao, đều muốn trọng thương không thể nghi ngờ. Đến nỗi đối phương trọng thương sau đó, Diệp Bộc chỉ cần men theo cái kia phần động tĩnh, ít nhất có thể lấy hồi nửa số phi kiếm, đồng thời đánh giết một vị đỉnh núi cường địch. Kết quả Diệp Bộc tính toán hoàn tất, trợn mắt há hốc mồm, tại sao lại đã mất đi cùng này tòa kiếm trận dẫn dắt? Thì cứ như vậy không còn. Đạo tràng bên trong lục trầm cuốn cuốn tay áo, sau đó tiếp tục tẩu thung, cười hắc hắc nói, tại bần đạo mí mắt phía dưới, tiết lộ trận pháp tạo nghệ, thú vị thú vị, đơn thuần được đáng yêu. Trần Bình An tại thứ hai chỗ sơn thị dân hương sau đó, liền lập tức chạy tới này tòa tiên châm thành. Nghe đồn chỗ này cao thành, là trong trời đất vị thứ nhất tu đạo chi sĩ đạo châm biến thành. Chẳng qua sở dĩ có thể được xưng man hoang thiên hạ đệ nhất thành, cùng địa thế cao cũng có thật lớn quan hệ. Ninh Diêu đến rồi ngọc bản thành ngoài tiên ra bến đò về sau, xuôi theo nước tản bộ, sau đó cứ tiếp tục đi xuống một chỗ. Chỉ là đợi đến lúc tề đình tề cùng lục chi đuổi tới sau đó, hai vị kiếm tu tâm hồ ở bên trong, vô, duyên vô cớ nhiều ra một câu giống như chờ lòng của bọn hắn thanh âm, tùy tiện chém cái kia ngọc bản thành nửa nén hương chưa đủ liền một nén nhang trần bình an tại tiên trâm thành ngoài trăm dặm nơi một chỗ không lớn không nhỏ đỉnh núi đỉnh sở dĩ có thể tại nghỉ mát hành cung lục đương đương nhiên vẫn là dính này tòa cao thành hết dâng hương sau đó trần bình an hai tay lồng tay áo ngồi xổm người xuống một tay duỗi ra tay áo vê lên một rúm thổ nhưỡng nắm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vê động lục trầm tò mò hỏi ở đằng kia ngọc bản thành như thế nào thật vất vả xuất thủ, còn là như vậy hàm xúc. Cho mượn Trần Bình An cái này một thân 14 cảnh đạo Pháp, Lục Trầm có thể không có bất kỳ dấu diếm Tại đây có thể nói khắp nơi đều là kẻ thù kẻ cướp man hoang thiên hạ, tùy tùy tiện tiện một tay áo phất tay, tức là thiên kiếp bình thường thuật Pháp thần thông, nửa điểm không khoa trương, có thể không luận là ở Bạch Hoa Thành, còn là Ngọc Bản Thành, Trần Bình An đều rất khắc chế. Lại càng không hợp lý đấy, thì là Trần Bình An chỉ cần mỗi lần ra tay, đều là một loại ngàn năm một thổi đại đạo rèn luyện, hôm nay chi đạo pháp đủ loại rèn rũa, tựa như tương lai lên cao trên đường mọi chỗ bến đò, có thể cam đoan Trần Bình An nhanh hơn trèo lên đỉnh. Hơn nữa hai bên vô cùng có ăn ý, Trần Bình An lòng dạ biết rõ, lục trầm tuyệt đối sẽ không tại trong chuyện này động tay chân, mai phục tuyến. Thói quen đi ra ngoài thấp tam cảnh, hiện tại bỗng dưng cao hơn tam cảnh, có chút không thích ứng. Trần Bình An buông tay ra, đem lòng bàn tay thổ những tán lạc tại mà, nói khẽ, vì vậy đoạn đường này, một mực nhắc nhở chính mình cái đạo lý từ kiệm vào xa xỉ dễ dàng từ xa xỉ vào kiệm khó lục trầm gật gật đầu sau đó tò mò hỏi cuối cùng một phần tam sơn phù lộ tuyến nghĩ kỹ lục trầm lại từ trong tay áo lấy ra cái kia bản sư huynh bản chép tay hoàng đình kinh này kinh lại thuộc bổn phận ngoài giữa ba cảnh bản lục trầm ngụy phu nhân còn có bạch ngọc kinh bên trong một đạo nhân tên bên trong đều mang cái chi chữ tu đạo nơi đều được thứ nhất trần bình an ừ một tiếng tử tuyền tông vô định hà tử tuyền tông luyện khí sĩ, không có khác bản lĩnh, cũng chỉ biết một chuyện, sản xuất rượu ngon, cũ vương tọa thiết vận, ngưỡng chỉ ở bên trong rất nhiều man hoang đại yêu, đều đối với chỗ này tông môn trông nom có ra. Mà cái kia vô định hà, một phần của duệ lạc hà thủy vực, đường nhỏ hai địa phương, cuối cùng đệ kiếm chỗ, đương nhiên là này tòa thác nguyệt sơn rồi. Trần Bình An hỏi, có hay không nắm chắc? Lục trầm ngẩng đầu ngắm trăng, ước chừng sáu thành. Man hoang ba vòng trăng, trong đó hai nơi đều từng có chủ nhân, đã thân tử đạo tiêu hà hoa am chủ, lại có là vị kia hôm nay tại sông Long Tu bên cạnh. Nuôi một đám con vịt sang nguyện, duy chỉ có trung tâm một vòng, đã qua vạn năm đều là nơi vô chủ. Man hoang thiên hạ đỉnh núi đại tu sĩ, có thể bằng bản lĩnh tùy tiện du lịch, nhưng mà Thác Nguyệt Sơn không cho phép kiến tạo tu đạo nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục trầm thò tay chỉ hướng trung tâm cái kia bạch ngọc ván, hỏi, vì sao không thử một chút xem cái này một vầng trăng? trần bình an lắc đầu không hề nắm chắc sự tình lục trầm thôi diễn một phen nói ra vẫn có ba thành nắm chắc đấy trần bình an cười nói không phải là tương đương không hề nắm chắc hình quan hào tố tại trần bình an quyết định muốn cải biến lộ tuyến về sau chỉ bằng mượn lục trầm một chương bôn trang phù một mình lặng yên phi thăng rồi cuối cùng hào tố sẽ đợi ở bên kia tiếp ứng tề đình tề cùng lục chi nhà thơ lời nói muốn nghèo ngàn dặm mắt nâng cao một bước tiên ra sự tình muốn xem thiên hạ lầu đang ở trăng sáng giữa trần bình an ý định chính là chuẩn bị khiến man hoang thiên hạ chỉ còn lại có một vầng trăng trần bình an phủi tay chậm rãi đứng lên móc ra một bầu rượu là nhà mình quán rượu thanh thần sơn rượu nhấp một miếng rượu trần bình an giơ tay lên vác lau đi khóe miệng hỏi ba hồn bảy vía giống như bảy phách học vấn không lớn bất quá ta tại văn miếu bên kia chứng kiến tam hồn sớm nhất có một thiên địa nhân lời nói lục trầm không hề luyện quyền ngồi xếp bằng hai tay xếp đặt phần bụng nói tam hồn nơi đi chính là lớn nhất học vấn chỗ rồi thiên hồn nơi đi chính là thiên lao không phải là có một cách nói gọi là hồn bay lên trời nha thiên ngoại ma làm sao tới đấy hiện tại đã biết đi mà địa hồn nơi đi chú ý một cái nhân quả luân hồi vì vậy quy về minh phủ phong đô các loại địa phương đến nỗi có chút sau khi chết như cũ tại dương gian lưỡng lự không đi cô hồn giã quỷ kỳ thật chính là nhân hồn rồi bảy phách đơn độc theo đuôi này hồn, dân chúng cái gọi là hồn phi phách tán. Chính là như vậy cái cách nói rồi, cùng chúng ta dòng họ, yêu tộc tên thật, tối tăm bên trong đều tồn tại đại đạo dẫn dắt. Dưới núi dân gian cái gì mất hồn mất vía, khí như treo tơ, vận số đã hết các loại, những thứ này đời đời. Tương chuyển xuống lời nói, kỳ thật đã sớm nói toạc ra thiên cơ rồi, chỉ nói là được hơi có vẻ mơ hồ mà thôi. Trần Bình An gật gật đầu. Lục trầm cười hỏi, ngươi khiến hào tố đi chỗ đó trăng sáng ở bên trong, giống như liền hắn tại bên trong, ai cũng không hỏi cái vì cái gì. Trần Bình An hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ví dụ như có một đạo lý, nói một vạn năm, đổi thành ngươi, tin hay không? Đạo lý này, rất đơn giản, ta là một vị kiếm khí trường thành kiếm tu. Lục trầm vẻ mặt giật mình, vỗ tay mà cười, lời này hay lắm. Trần Bình An hung hăng đổ một ngụm rượu, thu hồi bầu rượu, hít sâu một hơi, nhèo lại mắt dùng sức nhìn chằm chằm vào này tòa tiên châm thành. Lục trầm hỏi, kế tiếp hai ta hay là trước tới cửa, cùng chủ nhân khách sáo hai câu. Sau một khắc, Trần Bình An mũi chân điểm một cái, dưới chân một cái ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ vỡ nát, đại đạo hiển hóa một cái 14 cảnh đại tu sĩ nguy nga pháp tướng, một cước đạp đất, vung một tay, trực tiếp chính là một quyền nện ở này tòa cao thành. Một cái đạo nhân pháp tướng, thân cao năm 000 trượng, một quyền trùng trùng điệp điệp nện ở tiên châm thành phía trên. Đúng là không thể một quyền xuyên thủng tiên châm thành không nói, thậm chí đều không có có thể chính thức chạm đến này thành bản thể, chỉ là đánh nát vô số kim quang, chẳng qua một quyền này, cương khí kích động khiến cho rơi quyền chỗ tiên châm thành hai nơi phiên thuộc thành trì, thiên thời hỗn loạn, một chỗ đột nhiên mưa gió mãnh liệt, một chỗ mơ hồ có tuyết rơi nhiều dấu hiệu. Hai tòa nội thành, những cái kia yêu tộc địa tiên tu sĩ từng cái một tâm thần chập chờn, rung động lắc lư không thôi, thượng vị kết kim đan luyện khí sĩ, không ở thổ nạp luyện hình đấy, tình cảnh khá tốt chút ít. Tranh thủ thời gian tế ra bổn mạng vật, giúp đỡ củng cố đạo tâm, chống cự cái kia phần dường như thiên kiếp trước mắt hạo nhiên uy thế, đang tại tu hành đấy, từng cái một chỉ cảm thấy tâm thần đã trúng một cái búa tạ, bực mình không thôi, nôn ọe ra một miệng lớn tụ huyết, không ít dưới năm cảnh tu sĩ thậm chí tại chỗ ngất đi tới. Thật sự là cái kia kiếm khí trường thành đời cuối ẩn quan, vừa nghe nói có thể là vị kia ẩn quan làm khách tiên châm thành, trong lúc nhất thời phần đông tiên châm thành nữ quan như oanh yến ly chi, nhao nhao dắt tay nhau bay vút mà ra, từng người ở đằng kia chút ít tầm mắt rộng rãi chỗ, hoặc ngưỡng mộ hoặc quan sát cái kia cỗ pháp tướng, các nàng thần thái sáng láng, ánh mắt long lanh chiều mến, thậm chí có may mắn tận mắt nhìn đến một vị sống ẩn quan. Một ít cái hảo ý khuyên can các nàng phản hồi tu đạo nơi đấy, đều đã chúng các nàng xem thường. Lục trầm tại hoa sen đạo tràng ở trong, nhón chân lên, dướn cổ lên, kỳ quái nói, tòa thành này rất chịu đòn a à tiên trâm thành tựa như một vị luyện khí sĩ có được một viên binh gia chế tạo giáp viên mặc giáp trụ tại sau lưng trừ phi có thể một quyền đem áo giáp vỡ nát bằng không thì sẽ thủy trung nguyên vẹn làm một tóm lại xác rùa đen rất hướng lớn hơn nói kiếm khí trường thành còn có cái kia dạ hàng thuyền kỳ thật đều là đồng dạng nguyên lý trận pháp đại đạo vận chuyển phương pháp sớm nhất đều thoát thai tại thiên đình di chỉ cái chủng loại kia một năm đó thác nguyệt sơn đại tổ là thừa dịp trần thanh đô chống kiếm vì phi thăng thành mở đường cả thành phi thăng thiên hạ khác, lúc này mới tìm đúng cơ hội, đem kiếm khí trường thành vừa bổ vì hai, phá vỡ cái kia một. Lục trầm nhìn thấy những cái kia tạm thời còn không biết tai vạ đến nơi nữ quan, nở nụ cười, càng chờ mong Trần Bình An tương lai đi một chuyến Bạch Ngọc Kinh rồi. Năm đó A Lương đi rồi một chuyến Bạch Ngọc Kinh, là hắn tự mình đa tình. Trước mắt tiên châm thành bên trong nữ quan đám, thì là các nàng tự mình đa tình. Năm thành 12 lầu tiên từ bọn tỉ muội, mặc dù nguyên bản đối với A Lương có chút hướng về đấy, tại tận mắt nhìn đến người nam nhân kia nhổ nước miếng vệt tóc sau đó đoán chừng những cái kia ái mộ cũng nát đầy đất theo gió phiêu trôi qua rồi không bao giờ nữa để trên thực tế bạch ngọc kinh quả thật có mấy vị cùng tam trưởng giáo quan hệ quen biết chị em có chút giàu não nói gặp mặt không bằng nghe thấy phải biết rằng ở trước đó cùng nhị trưởng giáo trao đổi hai quyền a lương thế nhưng là bạch ngọc kinh cái kia trăm năm ở trong bị đề cập nhiều nhất một người ngoài trẻ tuổi ẩn quan tức thì bằng không thì Gặp mặt sau đó sẽ chỉ làm người cảm thấy danh bất hư truyền." Lục Trầm nói ra, "Trần Bình An, về sau du lịch Thanh Minh Thiên Hạ, ngươi cùng Dư sư huynh còn có từ khí lầu vị kia, nên như thế nào giống như gì, ta dù sao là cũng không giúp đỡ lý cũng không giúp thân nhân, sống chết mặc bay, chờ các ngươi ân oán thanh toán xong, lại đi đi dạo Bạch Ngọc Kinh, ví dụ như Thanh Thúy Thành, còn có Thần Tiêu Thành, nhất định phải từ ta dẫn đường." Như vậy nói định, đã hẹn ở a? À? Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ chỉ là lấy tay trái lại lần lượt một quyền, là thiết, kỵ tạc trận thức. Lục trầm lập tức ngậm miệng, trột dạ rất. Tiên trầm thành tựa như một vị duyên dáng yêu kiều trong trời đất thước tha thần nữ, áo khoác một kiện che khuất bầu trời pháp bào, lại bị đánh ra một cái cực lớn lõm. Nắm đấm lơ lửng, khoảng cách thành phố núi, chỉ kém tầm hơn 10 trượng. Từ tiên châm thành giữa sườn núi một chỗ tiên gia phủ đệ, một đầu dung mạo trẻ tuổi yêu tộc tu sĩ, làm phó thành chủ, hắn từ trên giường một đống son phấn trắng nõn giữa đứng dậy, không chút nào thương hương tiếc ngọc, tay đẩy chân đạp những cái kia dung mạo tuyệt mỹ nữ tu, tới gần giường một vị quyến rũ nữ tử, lăn xuống trên mặt đất, run run rẩy rẩy, nàng ánh mắt u oán, từ trên mặt đất thỏ tay đưa tới một kiện quần áo, che lấp cảnh xuân, hắn khoác trên vai quần áo lên, do dự một chút, không có lựa chọn lấy chân thân lộ diện, hướng ngoài phòng dập dành ra một cái thân cao ngàn trượng tiên nhân pháp tướng, khí cấp bại phôi nói, ở đâu ra tên điên, vì sao phải cùng ta tiên châm thành là địch? Sống đủ rồi, sốt ruột đầu thai, đạo nhân kia pháp tướng lại là một quyền chính là hồi phục hiện ra ngàn trượng pháp tướng đại yêu nhất thời lời nói nghệ may mà tiên châm thành thiên địa linh khí lại tự hành tụ lại một chỗ khiêng xuống cái kia mũ hoa sen đạo nhân thẳng tắp một quyền một quyền này cương khí càng thêm khí thế như cầu vồng đối với tiên châm thành tu sĩ mà nói tầm mắt có thể đạt được cái kia phần dị tượng chính là nội thành gió dục mây vần vô số linh khí nhanh chóng hội tụ thành một phiến vân hải cái kia mây trắng giống như đem dựng thẳng lên tranh điểm kính ngăn tại một quyền kia trước, sau đó có một quyền quấy rối biển mây, nắm đấm bỗng nhiên lớn như núi núi cao, dường như sẽ phải sau một khắc liền lao thẳng tới tu sĩ tầm mắt. Pháp tướng nguy nga trẻ tuổi ẩn quan, một quyền vò nát mây trắng. Người này lúc này cảnh này, chỉ dạy tiên châm thành nữ quan đám, tâm tư hóa thành tình ý. Man hoang thiên hạ, liền chỉ có một thiên kinh địa nghĩa đạo lý, cường giả vi tôn. Tiên châm thành chỗ cao nhất, là một chỗ cấm địa phòng luyện đan, một vị tiên phong đạo cốt lão tu sĩ, nguyên bản đang tại cầm trong tay quạt hương bồ nhìn chằm chằm vào lò đan hỏa hầu ở đằng kia vị khách không mời mà đến ba quyền sau đó không đi không được ra khỏi phòng quân cờ dựa vào lan can mà đứng quan sát cái kia đỉnh mũ hoa sen mỉm cười nói đạo hữu có thể hay không dừng tay một tự nếu có hiểu lầm nói mở là được trong tầm mắt đạo nhân kia nửa thành cao quyền lay cao thành vị này phi thăng cảnh thành chủ tuy rằng thần sắc tự nhiên kỳ thực lo lắng không yên người tốt không đến còn người đến không tốt không biết sao liền chọc tới như vậy một vị khách không mời mà đến. Theo lý thuyết tiên châm thành tại man hoang thiên hạ, giống như một mực không có gì tử địch mới đúng. Huống hồ tiên châm thành cùng Thác Nguyệt Sơn luôn luôn quan hệ không tệ, nhất là lúc trước trận kia quy mô xâm lấn hạo nhiên thiên hạ đại chiến, man hoang 60 quân trướng, trong đó gần nửa số đại yêu đều cùng tiên châm thành đã làm mua bán. Trước đó không lâu, hắn còn chuyên môn phi kiếm truyền tin Thác Nguyệt Sơn, cùng một nhảy trở thành thiên hạ cộng chủ kiếm tu phỉ nhiên gửi ra một phong thơ mời, hy vọng phỉ nhiên có thể đại giá quang lâm tiên châm thành. Tốt nhất là phỉ nhiên còn có thể vui lòng bút mực, bảng sách bốn chữ, vì nhà mình bằng thêm một khối mới tinh tấm biển, chiếu dọi thiên cổ. Hơn nữa, phỉ nhiên còn thân hơn bút hồi âm một phong, đã đáp ứng việc này, nói gần đây biết làm khách tiên châm thành. Chưa từng nghĩ phỉ nhiên còn chưa tới, ngược lại là tới trước cái khí tượng kinh người đạo sĩ. Trước đó lần thứ nhất gặp nạn, còn là trận tai bay vạn gió, đầu kia tên thật chủ yếm chuyển núi lão tổ, trước kia tại đi cho duệ lạc hà vị kia nhân tình chúc mừng trên đường đã từng vai gánh trường côn ngự kiếm đi ngang qua nơi đây chỉ cảm thấy này thành quá cao quá trướng mắt chu yếm liền hiện ra chân thân dồn hết sức để hướng về phía một tòa tiên châm thành gõ hơn mười muộn côn chỉ là không thể triệt để đánh vỡ cấm chế tuy nói tiên châm thành lúc ấy xác thực tràn đầy nguy cơ lung lay sắp đổ có thể cuối cùng chưa từng một côn đánh vào nội thành chẳng qua về sau có chút tin tức nho nhỏ. nhỏ chỉ ở man hoang đỉnh núi truyền lưu, là tiên châm thành tiền nhiệm thành chủ, bí mật phá tài tiêu tai xong việc. Ở đằng kia trường hạo kiếp sau đó, tiên châm thành lại trải qua hơn nghìn năm khổ tâm kinh doanh, không ngừng kiến tạo, tu sửa sơn thủy trận pháp, xưa đâu bằng nay. Trần Bình An run rẩy cổ tay, trước dùng ba quyền luyện tay một chút. Tay áo tung bay, tiên châm thành xung quanh khu vực, nguyên bản nổi lơ lửng cao thấp không đồng nhất san sát biển mây, đúng là bị cái kia lụa mỏng xanh đạo bò tay áo, một cái run cổ tay động tác, tay áo tùy tiện lắc lư vài cái quân cờ, liền đem toàn bộ biển mây hễ quét là sạch, trở nên vạn dặm không mây. Thân là thành chủ, lão phi thăng như cũ vẻ mặt ôn hòa, lấy tiếng lòng nói, đạo hữu lần này làm khách tiên châm thành, sở cầu chuyện gì, gây nên vật gì, đều là có thể thương lượng, chỉ cần chúng ta lấy được ra, đều cam lòng tặng không cho đạo hữu, coi như là kết giao bằng hữu, cùng đạo hữu kết một phần hương khói tình. Đương nhiên sẽ không đem trước mắt cái này, vô cùng có khả năng hợp đạo 14 cảnh đạo nhân, ngộ nhận là là Trần Bình An. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước mắt vị này ẩn nấp thân phận đạo hữu, tất nhiên là thi triển thủ thuật che mắt, cái gì đạo nhân trang phục, cái gì kiếm khí trường thành ẩn quan khuôn mặt, Trần Bình An trở về hạo nhiên mới vài năm. Lui một vạn bước nói, coi như là thật sự có bầu trời rơi cảnh giới chuyện tốt, có thể một rơi chính là rơi xuống tam cảnh, bất luận cái gì một vị nhân gian ngọc phát cảnh. Dù ai tiếp được ở phần này đại đạo tặng, năm đó Thác Nguyệt Sơn Ly Chân đón không được, dù là hôm nay đạo tổ quan môn đệ tử, sơn thanh đồng dạng đón không được. Vì vậy chỉ cần đối phương còn nguyện ý che lấp thân phận, hơn phân nửa liền không phải là cái gì không giải được tử thù, liền còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Trần Bình An xa xa bắc nhìn qua liếc, thu hồi ánh mắt, lấy tiếng lòng cùng Lục Trầm hỏi, pháp tướng cũng chỉ có thể cao như vậy, Lục trưởng giáo có phải hay không giấu giếm rồi hả? Nghe nói tại Tiên Châm thành tầng cao nhất, nếu là tu sĩ dựa vào lan can nhìn thẳng phương xa, chỉ cần nhãn lực đầy đủ, đã định trước nhìn không thấy thác nguyệt sơn đỉnh núi, nhìn không thấy kiếm khí trường thành đầu tường. Vì vậy tiên châm thành truyền lưu lấy một cái vẫn lấy làm ngạo lời nói, hạo nhiên thơ có mây, không dám cao giọng lời nói, sợ động trời thượng nhân. Nhưng mà tại chúng ta nơi đây, được đổi lại cách nói rồi, là ngày đó người không dám thấp giọng lời nói, chỉ sợ bị ta thành tu sĩ nghe vào tai trong. Lục trầm cười nói, một cái đại lão ra, tiền riêng nha, cuối cùng đều cũng có điểm đấy bây giờ cái vị này đạo nhân pháp tướng đại đạo gốc rễ là cái kia đạo tổ thân truyền năm văn tự cho nên cao tới năm trượng một trượng không cao một trượng không thấp như vậy lục trầm làm bạch ngọc kinh tam trưởng giáo trở thành vài nghìn năm năm thắng đạo tổ tiểu đệ tử đương nhiên sẽ có đạo của chính mình pháp nếu như không phải là lục trầm tự tiện chủ trương cứ phải thay mặt sư phụ thu đệ tử như vậy lục trầm cái này tam đệ tử cố gắng nhịn cái vài năm sẽ tự nhiên mà vậy biến thành danh xứng với thực đạo tổ quan môn đệ tử rồi. Chỉ là chẳng biết tại sao, hình như là Lục Trầm cố ý lách qua việc này, chính mình bỏ qua cái này danh hiệu. Lục Trầm cười hỏi, muốn cao hơn chút ít, kỳ thật rất đơn giản, ta cái kia Tam Thiên trước tác, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ, còn không có lật qua một trang. Không có việc gì không có việc gì, vừa vặn mượn cơ hội này, xem một phen. Nếu như Trần Bình An tạm thời không có xem qua cái kia bộ Nam Hoa Kinh, lại đơn giản chẳng qua hôm nay Trần Bình An, chỉ cần chịu nghiên cứu đạo thư, mở ra sách là được, giống như thần trợ, tầm ý tương thông một chút, nhìn qua một lần, sẽ được kia chân ý, hết thảy nước chảy thành sông, bởi vì Trần Bình An, hôm nay đưa thân vào huyền diệu khó giải thích thượng sĩ nghe thấy nói, cảnh giới mà, đúng là một vị danh xứng với thực đắc ý người. Trần Bình An cười nói, so với đạo tổ giải rác năm 000 văn, người cái kia tam thiên hơn 8 vạn chữ, số lượng từ có phải hay không hơi nhiều rồi hả? lớn biết rảnh rỗi rảnh rỗi nhỏ biết gian gian, đại ngôn trói trang tiểu ngôn chiêm chiêm, thế nhưng là tự ngươi nói đấy. Rõ ràng ngay ngắn, Trần Bình An là đọc qua Nam Hoa Kinh đấy. Bạch Ngọc Kinh này tòa Nam Hoa Thành, đạo quan chính thức nhét vào đạo mạch ra phả nghi thức, không nhất dườm già, chính là Lục Trầm tiện tay ném ra một quyển đời sau khắc bản Nam Hoa Kinh. Lục Trầm nghiêm túc nói, chỉ so với một cái trên xa xa chưa đủ, so với 9.999 cái xuống đều dư xài, không thể lòng tham càng nhiều trần bình an tâm hồ chi bờ tàng thư lâu bên ngoài xuất hiện ba quyển độ dày không đồng nhất đạo kinh sách cổ song song treo ở không trung như có một hồi gió lật sách đem đạo thư kinh văn trang trang lật qua lục trầm đột nhiên nắm tay và lòng bàn tay vỗ vào nhau vô cùng đau đớn nói trần bình an tốt xấu là một bộ đạo môn công nhận lớn kinh như thế nào cũng không có tư cách đặt đặt ở lầu đọc sách bên trong trần bình an đọc sách sau đó nguyên bản nửa thành cao pháp tướng được một phần nam hoa kinh toàn bộ đạo ý, bỗng dưng cao hơn 3.000 trượng. Muốn lấy thần nhân lôi cổ thức, hướng chỗ này cao thành đệ quyền. Trần Bình An nhắc nhở, lục trưởng giáo cũng đừng nhàn rỗi, tiếp tục vẽ cái kia ba trường bôn trang phù, nếu đam để lỡ tránh sự. Bên cạnh ta còn dễ nói, chẳng qua tề lão kiếm tiên cùng lục tiên sinh, có thể đã chưa hẳn dễ nói chuyện rồi. Hình, quan hào tố trước tiên phi thăng trăng sáng ở bên trong, đến lúc đó hào tố sẽ lấy một thanh phi kiếm bổn mạng thần thông, tiếp dẫn còn lại ba vị kiếm tu dắt tay nhau lên trời. Lục trầm đau khổ hề hề nói, các ngươi không thể như vậy bắt được cái người thành thật liều mạng bắt nạt a. À. Mượn trưởng giáo tín vật cùng 14 cảnh đạo Pháp cho Trần Bình An, mượn kiếm hộp cho Long Tượng Kiếm Tông, bất kể thành phẩm vẽ ra cái kia Tam Sơn Phù, cùng Tê Đình Tể mua bán tẩy kiếm Phù, còn muốn đưa tặng bôn Nguyệt Phù. Lần này đi xa, cảm tình đến cuối cùng là hắn một cái không phải là kiếm tu người ngoài, bận rộn nhất. Trần Bình An hướng tiên châm thành đưa ra quyền thứ nhất, tiên châm thành tùy theo nhoáng một cái, trong vòng ngàn dặm đại địa chấn động, trên mặt đất xé rách ra vô số đầu khe rãnh, sơn mạch rung động lắc lư, dòng sông thay đổi tuyến đường, dị tượng mọc lan tràn. Thân cao tám 000 trượng đạo nhân pháp tướng, ngang dịch bước, thứ hai quyền nện ở cao thành phía trên, nội thành rất nhiều nguyên bản tiên khí mờ mịt tiên ra phủ đệ, từng gốc cây che trời cổ thụ, cành lá tuôn rơi mà rơi, nội thành một cái từ chỗ cao thẳng chảy nước hạ xuống trắng như tuyết thác nước, coi như trong nháy mắt đóng băng đứng lên như một cây băng chùy treo ở dưới mái hiên sau đó đợi đến lúc thứ ba quyền rơi vào tiên châm thành trên thác nước lại ầm ầm nổ tung tuyết rơi nhiều bay tán loạn bình thường lục trầm nghiêng đầu nheo lại liếc có chút không đành lòng nhìn thẳng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha